Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 1761, tiếng chống trận vang lên. Năm nay không phải phân chia ra hai hội trường chính và phụ sao. Bí thư sầm và chủ tịch vương hai người ở hai nơi, hơn nữa hải vị lãnh đạo lại tỏ ra cực kỳ khai sáng với những lãnh đạo tỉnh ủy còn lại, nói là muốn cho mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, cũng không cho ra quy định hay sắp xếp gì, mọi người tùy ý tham gia hội trường nào mình thích. Văn Ngư Nhi nghe mẹ nói như vậy thì càng không vui, bố cũng thật là, Tết Kim Hoa trong tỉnh không vui hơn sao, cần gì phải đi đến TSP, Linh Long. Tôi nghe thấy ai đang nói bậy bạ gì vậy nhỉ? Văn Thành đồ từ trên lầu đi xuống với nụ cười trên môi, chỉ cần nhìn vào nụ cười này là biết tâm tình của Văn Thành đồ là rất tốt. Bố, con nghe mẹ nói ngài sẽ đi đến thành phố Linh Long, ngài không ở lại cùng tham gia Tết Kim Hoa với mẹ và con sao? ngày Tết Kim Hoa chú trọng gia đình đoàn viên, thế nhưng bố lại phải đi ra ngoài. Văn Ngư Nhi đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của Văn Thành Đồ rồi dẫy ruộng làm nũng nói. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng của con gái mà không nhịn được phải cười ha hả nói, con bé này, bây giờ cũng là phóng viên rồi, thế nào lại còn ôm lấy cánh tay của bố nữa? Tiểu Ngư Nhi không biết xấu hổ sao, còn có tính tình như vậy nữa à? Vậy bố đồng ý ở nhà với mẹ và con đi văn ngư nhi cảm thấy tính khả thi tăng lên vài phần thế nên nàng càng dùng giọng hy vọng nói văn thành đồ vỗ vỗ lên vai con gái rồi cười ha hả nói con đúng là nha đầu ngốc bố cũng không phải là người không biết giữ lời nói sửa thì sửa ngay được không phải là không có quy định gì trong sự kiện này sao văn ngư nhi còn chưa nói xong thì văn thành đồ đã cười nói được rồi đừng nói đến chuyện này nữa chính con căn bản không hiểu được đâu lần này bố đi đến thành phố linh long con muốn mua thứ gì thì bố mua cho đúng là chán ghét văn ngư nhi nói rồi chạy về phía phòng của mình văn thành đồ cũng không giận với hành vi của con hắn chỉ cười với vợ con bé này càng lúc càng nóng này vợ của văn thành đồ căn bản rất thương con gái nàng dùng ánh mắt trách cứ nhìn thoáng qua văn thành đồ rồi nói thành đồ con gái nói đúng chẳng lẽ anh không ở nhà trong dịp tết kim hoa này sao đây là ngày lễ của tỉnh Mật Đông, nhìn hai mẹ con em kìa. Văn Thành Đồ nói đến đây thì cười, sự việc không đơn giản như suy nghĩ của các em, lần này anh phải đi đến thành phố Linh Long, tất cả chờ anh về rồi nói sau. Văn Thành Đồ ngồi trên ghế sa lông mà có chút đắc ý, chuyện này hắn cũng căn bản không ngờ đến. Nhưng sự kiện này căn bản là chuyện tốt với Văn Thành Đồ, vì hai hổ tranh chấp với nhau tất sẽ có một bị thương. Bí thư đã đến giờ rồi chúng bây giờ xuất phát hay chờ một lát nữa thư ký đi đến trước mặt văn thành đồ rồi cung kính hỏi văn thành đồ gật đầu nói không đi sớm thì sẽ muộn bây giờ chúng ta đi thôi thư ký nhanh chóng sách cặp cho văn thành đồ sau đó đi theo sau lưng lãnh đạo ra khỏi biệt thự khi văn thành đồ đi đến trước xe thì chợt hỏi thư ký bây giờ bí thư sầm đang ở đâu tôi vừa mới liên hệ với thư ký của bí thư sầm lúc này bí thư sầm đang ở nhà thư ký đặt vali của Văn Thành đồ vào thùng sau xe rồi trầm giọng nói. À, các cậu ở đây chờ tôi một chút, tôi đến nhà của bí thư sầm. Văn Thành đồ nói rồi nhanh chóng đi về phía nhà của sầm vật cương. Nhà của sầm vật cương cách không xa nhà Văn Thành đồ, chỉ là vài bước đi đường mà thôi. Sau khi Văn Thành đồ đi vào cửa nhà sầm vật cương, lúc này sầm vật cương nhanh chóng đi ra nghênh đón. Sầm vật cương mời Văn Thành đồ ngồi xuống ghế rồi cười nói. Bí thư văn, có chuyện gì mà anh phải đến nhà tôi thế này? Bí thư sầm, tôi chuẩn bị đi đến thành phố Linh Long để xem hai chúng ta có thể cùng đồng hành hay không. Văn Thành đột tiếp nhận ly trà từ tay vợ sầm vật cương rồi cười nói. Sầm vật cương cười cười nói, à, lát nữa tôi cũng sẽ đi, hai chúng ta đi cùng có thể trò chuyện cho vui. Thật sự là quá tốt, một hai giờ ngồi xe nếu không có việc gì làm cũng rất khó chịu, có thể nghe được những lời dạy bảo của bí thư thì căn bản sẽ tốt hơn rất nhiều. Văn Thành đồ vỗ lên đùi của mình rồi dùng giọng vui mừng nói. Biểu hiện của Văn Thành đồ làm cho Sầm Vật Cương càng thêm vui vẻ, lão cười nói, tôi còn tưởng rằng anh và gia đình sẽ ở lại thành phố rừng mật, nếu biết là như vậy thì tôi đã sớm liên lạc với anh, đỡ anh phải chạy tới chạy lui. Bí thư, ngài đi đến thành phố Linh Long, tôi là một người cấp phó sao không đi theo ngài được? tôi căn bản là phải theo sát tiến độ của ngài văn thành đồ nói xong những lời này thì cười lên ha hả theo sát tiến độ của ngài câu nói này giống như văn thành đồ đang vui đùa thế nhưng ánh mắt sầm vật cương nhìn về phía văn thành đồ đã trở nên ngưng trọn hơn nhưng ngay sau đó thì văn thành đồ đã cười ha hả nói thành đồ anh đúng là bầu không khí trò chuyện của hai người càng thêm vui vẻ trong nhà sầm vật cương thi thoang truyền ra tiếng cười khi hai người đang bàn luận vui vẻ thì tiếng gõ cửa vang lên. Văn Thành Đồ quay đầu nhìn thoáng qua phía cửa nhà, chờ thấy đồ phấn đấu vui tươi như hoa đi vào bên trong, trong tay còn sách theo một cái túi khá lớn. Đồ phấn đấu vừa vào cửa thì mỉm cười nhìn sầm vật gương, nhưng khi thấy Văn Thành Đồ thì có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng chào hỏi, chào bí thư Văn. Chào anh phấn đấu, Văn Thành Đồ cười cười nói với đồ phấn đấu anh sao không ở lại bận rộn công tác ở Linh Long, chạy đến đây làm gì? Sầm vật cương thấy đồ phấn đấu thì vẻ mặt chợt trầm xuống, lão cũng không nể mặt đồ phấn đấu mà dùng giọng gian dậy nói. Đồ phấn đấu căn bản đã tiếp nhận qua nhiều lời gian dạy kiểu như vậy, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười nói, bí thư sầm, lần này tôi đến tỉnh chủ yếu là vì nghênh đón anh Lưu. Anh Lưu là lão tiền bối của chúng ta, cũng là người làm mật đông trở nên kiêu ngạo, chúng tôi không đến đón sẽ không hay anh đi đón anh lưu sao lại xuất hiện ở đây sầm vật gương nhìn đồ phấn đấu giọng điệu vẫn không chút thả lòng bí thư sầm anh lưu cảm thấy nếu như cùng tôi và anh dược hổ ngồi một xe thì hơi chật thế nên đã đi trước với chủ tịch dược hổ tôi thấy vẫn còn hơi sớm thế nên đi đến nhà ngài một chút đồ phấn đấu nói rồi đưa túi trong tay cho vợ của sầm vật gương chị đây là cá của sông xuyên hà sầm vật cương không lên tiếng, Văn Thành Đồ lại cười nói với đồ phấn đấu đang ngồi ở chiếc ghế đầu trước mặt, bí thư phấn đấu, công tác của thành phố Linh Long các anh thế nào rồi? Bí thư, công tác của chúng tôi đã được chuẩn bị tốt, ngày hôm qua đã tiến hành diễn tập lần thứ hai, tuyệt đối không có vấn đề. Đồ phấn đấu dùng ánh mắt cảm kích nhìn Văn Thành Đồ rồi cung kính đáp. Tuy sầm vật cương nói lời lạnh nhạt với đồ phấn đấu, thế nhưng Văn Thành Đồ thấy sầm vật gương vẫn coi đồ phấn đấu là ái tướng tâm phúc. Những lời gian dạy vừa rồi căn bản là người thường khó có được. Vậy thì tốt rồi, lần này bí thư sầm cũng chịu nhiều áp lực khi tranh thủ hội trường Tết Kim Hoa cho thành phố Linh Long, thế nên các anh cũng đừng làm cho bí thư sầm thất vọng. Văn Thành Đồ lên tiếng, lúc này đồ phấn đấu không khỏi đứng lên. Hắn dùng giọng đảm bảo nói, thành phố Linh Long nhất định sẽ không làm cho bí thư sầm thất vọng. Được rồi, cần chú trọng làm việc chứ không nên chú trọng lời nói, tôi hy vọng thành phố Linh Long có thể khai thác cơ hội của Tết Kim Hoa lần này để có được thu hoạch lớn. Sầm Vật Cương khoát tay áo nhìn Đồ Phấn Đấu rồi nói, "Phấn Đấu, thành phố Linh Long phát triển rất nhanh, thế nhưng tôi hy vọng các công tác tiếp theo phải cực kỳ trầm ổn." "Bí thư Sầm, tôi sẽ kiên quyết chứng thực chỉ thị của ngài." Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng cung kính của một người trước nay luôn cực kỳ kiêu ngạo là Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi có vài phần hâm mộ, hắn cười nói, bí thư, ngày mai là Tết Kim Hoa, chúng ta nên đặt công tác xuống, có gì để sau hãng nói. À, bí thư thành đồ nói đúng, hôm nay chúng ta không nói đến công tác. Sầm vật cương gật đầu với đồ phấn đấu, sau đó nói, ngày mai tôi xem biểu hiện của anh. Bí thư, tôi tin tưởng Tết Kim Hoa ngày mai ở thành phố Linh Long sẽ là đẹp nhất. Đồ phấn đấu nhìn sầm vật cương rồi lớn tiếng nói. Sầm vật cương khẽ gật đầu, khi chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì Văn Thành đồ chợt nói, bí thư sầm, tôi cũng tin tưởng Tết Kim Hoa ngày mai ở thành phố Linh Long là đẹp nhất. Tuy chỉ là một câu nói lặp lại thế nhưng không khỏi làm cho sầm vật cương nở nụ cười. chương 1762, một việc nhân đức không nhường ai. Anh Lưu, sau này kính mong anh thường về quê làm khách, để nhìn quê hương thay đổi từng ngày, cũng như góp nhiều ý kiến quý giá để chúng tôi có thể ngày càng đẩy nhanh phát triển hơn. Sầm vật cương nhìn anh Lưu rồi cười hì hì nói. Anh Lưu tuy đã ngoài 70 thế nhưng căn bản là mắt sáng tai thính. Lão nhanh chóng dùng giọng khá lớn đáp lời sầm vật cương. Cảm ơn bí thư sầm đã coi trọng tôi. Tuy tôi là một ông lão già cả lầm cầm, thế nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức vì sự phát triển của quê hương. Bí thư sầm, mật đông chúng ta mỗi năm lại có biến hóa. Hơn nữa biến đổi là không nhỏ, tôi nhớ năm trước tôi đến thành phố Linh Long, nơi này vẫn là một vùng ngoại ô vắng vẻ, bây giờ đã là một khu thương mại nhà cao tầng san sát rồi. Đồ phấn đấu đứng bên cạnh sầm vật cương, hắn nghe anh Lưu khen không dứt miệng về tình hình phát triển của thành phố Linh Long, thỉnh thoảng còn dùng tay lau mắt kính, tâm tình cũng có chút kích động. Hắn là bí thư thị ủy Linh Long, tất nhiên anh Lưu tán thưởng sự phát triển của Linh Long chính là tán thưởng công tác của mình. Hơn nữa với thân phận cao vời của anh Lưu, như vậy mình càng thêm có vinh dự với bí thư Sầm, điều này không khỏi làm cho bí thư Sầm vui vẻ. Giống như suy nghĩ của đồ phấn đấu, lúc này nụ cười trên mặt bí thư Sầm càng thêm sáng lạn, anh Lưu, thành phố Linh Long có được thành tích phát triển không nhỏ thế nhưng cũng có nhiều phương diện căn bản còn tồn tại vấn đề, thế nên cũng mong ngài chỉ bảo nhiều hơn. Ngài là người đứng cao thấy xa, thế nên cũng cho ra nhiều lời phê bình với bọn họ còn phương diện khen ngợi thì nên giảm đi, cũng không nên để cho bọn họ vỉnh đuôi lên, đây chính là dấu hiệu cần ăn đòn. Anh Lưu lắc đầu nói, bí thư sầm, tôi đây cũng không phải là cố ý khen ngợi bọn họ, năm nay tôi về tỉnh thì thật sự cảm thấy vui vẻ và bừng bừng phấn chấn. Trước kia tôi về mật đông căn bản cũng thấy có biến hóa lớn, nhưng không còn được nhìn thấy núi xanh nước sạch, lần này quay về thì nghe nói tỉnh mật đông đang đẩy mạnh công tác tu sửa hoàn cảnh môi trường ngày hôm qua tôi thật sự đi lòng vòng vài nơi cảm thấy đúng là danh bất hư truyền bí thư sầm dưới sự cố gắng thúc đẩy công tác bảo đảm môi trường của ngài bây giờ có thành tích không nhỏ hơn nữa đây là công lớn có lợi ích thiên thu bây giờ quan viên khắp nơi đều chú trọng thành tích kinh tế mà không quan tâm đến môi trường việc thiện lần này của ngài căn bản làm cho nhân dân mật đông được hưởng phúc sau khi đi vào mật đông thì anh lưu nói cái gì cũng làm chung quanh vang lên âm thanh phụ họa thế nhưng bây giờ anh lưu lên tiếng lại làm cho không gian chung quanh thêm yên tĩnh văn thành đồ ngồi bên cạnh tuy vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt có vài phần mê ly sâu xa giống như căn bản từ chối nghe những lời vừa rồi của anh lưu phương anh hồ là thư ký trưởng cũng chỉ cười cười còn những người khác thì cố gắng bày ra biểu hiện cực kỳ nghiêm túc lúc này bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị điều này làm cho anh lưu cảm thấy khó hiểu thế là không khỏi nhìn thoáng qua sầm vật gương lúc này sầm vật cương cố ý tỏ ra vui vẻ lão mở miệng nói anh lưu quá khen rồi nhưng tôi cũng nói thật thông qua những công tác những năm vừa rồi của tỉnh bây giờ hoàn cảnh môi trường của mật đông được cải thiện rất lớn lúc này mật đông càng giống như một địa phương xanh sạch đẹp căn bản là hoan nghênh anh lưu về thăm nhà anh lưu nở nụ cười thoải mái đám người đồ phấn đấu càng thở dài một hơi Bọn họ đều hiểu rõ Vương Tử Quân là người cố gắng phổ biến công tác trừng phạt các xí nghiệp làm ô nhiễm môi trường, Bí thư Sầm căn bản là người cho ra ý kiến phản đối. Bây giờ người ta khích lệ công tác này làm cho Bí thư Sầm mất mặt, may mà anh Lưu là người mở miệng, nếu là người khác thì không biết Bí thư Sầm sẽ cho ra hành động gì khác. Cũng may bầu không khí xấu hổ này cũng nhanh chóng tiêu tán, chỉ sau vài phút thì bầu không khí trong phòng càng thêm vui vẻ. Khi sầm vật cương vui vẻ ngồi nói chuyện với những vị khách quy trong phòng, lúc này miêu dược hổ khẽ đi đến bên người đồ phấn đấu. Bí thư đồ, bên kia chỉ có một mình hà kiến trương mà thôi. Miêu dược hổ nói bằng giọng có vài phần đắc ý. Đồ phấn đấu cũng cười nói, bí thư sầm đến đây thì tất nhiên những người khác cũng phải đến theo. Bây giờ mời các vị khách quý đi đến hội trường được chưa? Miêu dược hổ nhìn thoáng qua sầm vật cương rồi dùng giọng chú ý hỏi. Đồ phấn đấu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay của mình rồi trầm giọng nói, 10 phút nữa đã, cứ chờ một chút, chờ khi nào thành phố rừng mật bên kia có động tác thì chúng ta bắt đầu. Chúng ta dù sao cũng chỉ là hội trường phụ, bên phía rừng mật mới là chính. Đúng vậy, thế nhưng chỉ sợ có một số người không thể cười được. Miêu Dược Hổ nở nụ cười xấu xa rồi khẽ nói, bây giờ tôi cũng rất muốn đi đến thành phố rừng mật xem náo nhiệt. Được rồi, những điều này chúng ta cũng không cần quan tâm, anh xem không phải còn có các vị lãnh đạo khác đến sao. Anh nên nhanh chóng tiếp nhận là được. Đồ phấn đấu nhìn thoáng qua bốn phía rồi trầm giọng nói với Miêu Dược Hổ, chủ tịch trương bên kia căn bản có hy vọng không quá lớn, thế nhưng bí thư lý của Ủy ban Tư pháp thì có khả năng không nhỏ. Miêu Dược Hổ gật đầu nói, chủ tịch nghiêm vừa mới đến, có lẽ các vị chủ tịch vân cũng sắp đến. Hi hi, các vị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đến bên kia cũng không nhiều. Khi hai người Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn đấu trò chuyện với nhau thì có người khẽ đi đến, Miêu Dược Hổ nhìn người kia, ánh mắt có vài phần nghiêm túc. Người kia thật sự hoảng sợ vì ánh mắt của Miêu Dược Hổ, hắn không khỏi thành thật nói, "Chủ tịch Miêu, vừa nhận được tin tức, chủ tịch Trương đi sang bên kia." Miêu Dược Hổ gật đầu rồi thản nhiên nói, "Đây cũng là nằm trong dự đoán, không có gì ngạc nhiên." người kia không dám nói gì thêm, chỉ có thể thành thật đứng một bên. đồ phấn đấu cực kỳ đồng ý lời nói của Miêu Dược Hổ, hắn thấy đây cũng không có vấn đề gì. Trương Bản Tiến đi sang rừng mật cũng căn bản là nằm trong dự đoán mà thôi. dù sao Trương Bản Tiến cũng nhờ Vương Tử Quân ủng hộ mới có thể tiến lên làm chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh Mật Đông. Trương Bản Tiến căn bản không có lựa chọn nào khác ở sự kiện này. thử nghĩ mà xem trong quan Trường Anh không theo sát tiến độ của người tán thưởng giúp đỡ mình. Như vậy không phải là tự tìm phiền toái sao? Đồ phấn đấu nghĩ đến chương bản tiến, hắn cảm thấy nếu như Vương Tử Quân không phải là người cản trở, chỉ sợ bây giờ Đồ phấn đấu mình không cần phải ở đây nghênh đón khách, mà phải dùng thân phận của lãnh đạo tỉnh ủy để tổ chức điển lễ hôm nay rồi. Đồ phấn đấu nhìn đám người văn thành đồ ngồi trong phòng mà không khỏi có vài phần ghen ghét. Mặc dù hắn là bí thư thị ủy Linh Long cũng là kẻ cực kỳ uy phong, người ta đều phải nể tình thế nhưng dù sao cũng không dễ nghe hơn danh xưng thường ủy tỉnh ủy. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1762, 2, việc nhân đức không nhường ai. Bí thư sầm, tôi là người công tác cả đời ở thành phố Linh Long, có thể nói từ khi tham gia công tác đã ở thành phố Linh Long. Bây giờ tôi nhìn thấy thành phố Linh Long từ một địa phương có vài trăm ngàn dân phát triển thành trung tâm kinh tế của tỉnh, tôi thật sự rất cảm khái. Bí thư thị ủy tiền nhiệm của thành phố Linh Long ngồi bên cạnh sầm vật cương rồi nở nụ cười vui vẻ nói. Sầm vật cương căn bản cực kỳ tôn trọng những cán bộ lão thành thế này. Lão cười nói, quan trọng là thành phố Linh Long có cơ sở tốt. Bí thư hàng ngày đã cống hiến nửa đời người cho thành phố Linh Long. Tôi tin tưởng cán bộ và nhân dân thành phố Linh Long sẽ không quên ngài. Bí thư sầm, cảm ơn ngài đã khẳng định công tác của tôi. Thế nhưng tôi là người như mặt trời khuất núi, Căn bản không còn gì khác nữa cả, tôi cũng không quá quan tâm, thế nhưng vẫn có chút đề nghị với thành phố Linh Long. Bí thư Hà lôi kéo cánh tay của Bí thư Sầm, sau đó lão trầm giọng nói, "Bí thư Sầm, bây giờ nhiều thành phố là trung tâm kinh tế ở các tỉnh ngoài không những có địa vị kinh tế nổi bật, còn có địa vị chính trị ngày càng tăng cao. Tôi cảm thấy thành phố Linh Long ở phương diện này cũng có thể theo chân các thành phố bên ngoài." Bí thư Hà nói rất đúng. Tỉnh ủy đang suy xét ở phương diện này. Sầm Vật Cương cười cười rồi thản nhiên nói. Bí thư Hà lên tiếng nói giúp vài lời, thật sự trước đó đổ phấn đấu cũng không liên hệ với người này, bây giờ nghe những lời của anh Hà mà hắn không khỏi sinh ra cảm giác nửa vui nửa buồn. Hắn vui là vì nếu như sự việc này thật sự như lời của Bí thư Sầm, hắn sẽ tiến lên một bậc thang phát triển mới, hắn buồn vì nếu như Bí thư Sầm cho rằng đổ phấn đấu mình có ý nghĩ phàn nàn như vậy sẽ biến hay thành dở. Đồ phấn đấu nhìn thoáng qua miêu dược hổ đứng bên cạnh mình, trong lòng có chút bức bối. Vì hắn phát hiện miêu dược hổ nghe những lời này mà hai mắt như tỏa sáng, cực kỳ hưng phấn. Hắn thầm nghĩ, dược hổ ơi là dược hổ, mọi người đang cùng nhau ăn thịt, đồ phấn đấu tôi có thể đi lên. Nếu như theo thứ tự thì miêu Dược Hổ anh có thể thuận tiện tiến lên tiếp nhận vị trí của tôi, thế nhưng nếu như sự việc không thành thì anh cũng không có tổn thất gì. Khi đồ phấn đấu đang thẩm oán miêu dược hổ, lúc này nhân viên công tác vừa rồi đã quay lại, hắn đi đến bên cạnh miêu dược hổ rồi nói, Chủ tịch miêu vừa rồi người bên phía thành phố rừng mật gọi điện thoại đến, nói là thấy xe của Bí Thư Lý đi vào trong hội trường. Bí Thư Lý sao? Như vậy có nghĩa là bên kia cũng có 5 vị thường ủy tỉnh ủy. Tuy con số của phía thành phố rừng mật còn kém linh long hai vị thường ủy, thế nhưng hai và ba vị thường ủy cũng không phải là khác biệt nhỏ. Đồ phấn đấu chợt nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Miêu Dược Hổ, biết rõ Miêu Dược Hổ cũng có ý nghĩ như mình. Hắn cũng không quan tâm đến những thứ khác mà nở nụ cười miễn cưỡng nói, bí thư Lý là người thích tham gia náo nhiệt, hơn hay ít đi một người cũng không là vấn đề, thôi bỏ đi. Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng, bí thư Đồ nói rất đúng. Thời gian dần trôi qua trong sự chờ đợi của mọi người, khi đến thời gian khai mạc Tết Kim Hoa, các vị khách quý đến tham gia cùng đi với nhóm lãnh đạo tỉnh ủy sầm vật cương tiến về phía đài chủ tịch lúc này hội trường ở thành phố Linh Long cờ bay phấp phới, hoa tươi khoe sắc, giống như biến không gian thành một biển cờ đầy hương hoa. Đồ phấn đấu là và miêu dược hổ là bí thư và chủ tịch thành phố, hai người đi theo sau nhóm lãnh đạo tỉnh ủy, cũng đi về phía đài chủ tịch. Khi miêu dược hổ leo lên đài, hắn chợt thấy phó thư ký trưởng trương hoa lý của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố nhanh chóng chạy đến. Miêu Dược Hổ nhìn bộ dạng có chút hấp tấp của Trương Hoa Lý mà cảm thấy không vui. Phải biết rằng nghi lễ lần được truyền hình trực tiếp, còn có nhiều vị lãnh đạo tỉnh ủy quan trọng và khách quý có mặt ở đây, anh vội vàng như vậy không phải làm mất đi hình tượng của cán bộ thành phố Linh Long sao. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc mở miệng dậy bảo người khác, vì vậy Miêu Dược Hổ chuẩn bị ghi nhớ sự việc này. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trương Hoa Lý, sau đó xảy bước đi về phía đài chủ tịch khi mọi người đứng vững trên đài chủ tịch lúc này tiếng chuông vang lên ầm ầm ngay sau đó là một cơn mưa hoa bao phủ cả quảng trường miêu dược hổ đặt hết tâm tư lên người sầm vật gương khi hắn thấy bí thư sầm hào hùng đứng trên đài chủ tịch hắn cảm thấy tư tưởng căng cứng chợt thả lỏng chỉ cần bí thư sầm thỏa mãn là được khi miêu dược hổ cảm thấy đắc ý lúc này gương mặt bí thư sầm trở nên nghiêm túc làm cho hắn chợt sững sờ hắn thầm nghĩ có vấn đề gì xảy ra Thế là không khỏi đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện không có vấn đề gì. Làm sao vậy? Miêu Dược Hổ thầm nghĩ một câu, hắn chợt phát hiện đa số ánh mắt mọi người nhìn về phía màn hình điện tử lớn ở phía bên trái, thế là cũng nhìn qua, có vấn đề gì sao? Mặt trời treo lên cao, ánh nắng vàng chiếu xuống giống như làm cho tất cả sự vật mặc lên người một chiếc áo màu vàng. Tết Kim Hoa đã đến làm cho già trẻ nam nữ cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mặc dù đi làm thì phải đi thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thế nhưng dù là người đang đi làm hay những người làm nghề tự do, ai cũng đặt tâm tư lên sự kiện Tết Kim Hoa. Dù người khác có tâm tư vui mừng hớn hở như thế nào, thế nhưng Hải Bác làm chủ tịch thành phố rừng mật thì căn bản không thể làm loạn tâm tư của mình. Sáng sớm hắn đã đi làm, bây giờ đang cùng nhóm thuộc hạ tiến hành kiểm tra công tác chủ bị cuối cùng. "Chủ tịch, ngài cứ yên tâm." Tôi biết rõ Tết Kim Hoa lần này có liên quan đến danh dự của thành phố rừng mật chúng ta, thế nên tất cả các hạng mục công tác đều đã đúng chỗ. Tôi là người tự mình chọn lựa tất cả những người chủ trì các hạng mục công tác, đảm bảo những người này sẽ không làm cho rừng mật mất mặt. Phó Chủ tịch Mã Vận Thành là người phụ trách công tác chủ bị cho Tết Kim Hoa lần này, hắn nở nụ cười vui vẻ đi bên cạnh Hải Bác, chỉ còn kém vỗ ngực nói chuyện mà thôi. Hải Bác cười cười nói, Chủ tịch Mã, anh làm việc thì tôi yên tâm, nhưng bây giờ là thời điểm đặc thù, dù đã chuẩn bị xong cũng không thể phớt lờ được, lúc này chúng ta không thể thua. Nói thật cũng không sợ anh cười, tôi và Bí Thư Kim đều sợ toát hết mồ hôi ra rồi. Chủ tịch, theo tôi thì chuyện này phải trách tuyến trên, vì sao thành phố rừng mật chúng ta lại phải chịu ước thúc, trong khi người ta lại được vung tay vung chân thích làm gì thì làm. Đây không phải là diệt đi khí thế của mình, phụ trợ uy phong của người khác sao? Hừ, Tôi nghe nói người ta bên kia mời nhiều ngôi sao nổi tiếng, con gái tôi hôm nay cũng muốn đến thành phố Linh Long, giam lỏng một mình tôi ở nhà. Mã Vận Thành đứng bên cạnh Hải Bác dùng giọng bực bội nói. Chương 1763, một níu kéo đổ mồ hôi. Hải Bác cười cười nói, ngôi sao nổi tiếng thì rất có lực ảnh hưởng, thế nhưng thành phố rừng mật chúng ta tổ chức Tết Kim Hoa có phong cách riêng, thể hiện được văn hóa và hình tượng của mật đông, xem như là một điểm sáng. Hơn nữa tuyến trên sắp xếp như vậy là cũng có lý của nó, cũng đừng nên nói ra những lời hận trời trách đất như vậy. À, tôi biết rồi, thế nhưng khi nhìn bộ dạng của anh cổ thành phố Linh Long, tôi cảm bản khó thể không tức giận được. Mã Vận Thành nói đến anh cổ, đây chính là phó chủ tịch cổ phụ trách công tác Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long. Vì hai thành phố cạnh tranh lẫn nhau, thế nên hai người được phân công quản lý bên dưới cũng tranh đấu với nhau. Hải Bác chỉ khẽ cười mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Chủ tịch, thành phố rừng mật chúng ta dù sao cũng là tỉnh thành, người đến thành phố chúng ta tương đối nhiều. Nhìn từ điều này thì thấy đám người bên kia dù thúc ngựa cũng không theo kịp. Tôi bây giờ đang lo lắng chỉ sợ số lãnh đạo tỉnh ủy đến bên này ít hơn số người đến bên thành phố Linh Long, như vậy chỉ sợ có chút khó coi. Mã Vận Thành lúng túng một lúc lâu cũng không nói thêm, vì ý nghĩ của hắn đã được nói ra cả rồi hắn tin tưởng với trí tuệ của Chủ tịch Hải Bác thì căn bản không thể không hiểu mình đang định nói gì. Mã Vận Thành lo lắng chuyện gì cũng chính là chuyện mà Hải Bác đang lo lắng. Theo hắn được biết thì tối qua đã có vài thường ủy tỉnh ủy đến thành phố Linh Long, nếu như hôm nay bên này chỉ có Chủ tịch Vương và Chủ tịch Hà, như vậy thì bầu không khí vẫn có chút quạnh quẽ. Nếu so sánh với phương diện thành phố rừng mật mất mặt, như vậy thì Chủ tịch Vương mất mặt càng khó chịu hơn, dù sao thì chủ tịch vương cũng là người chủ trì hội trường ở thành phố rừng mật nếu mọi người đều chạy hết đến thành phố linh long như vậy ý nghĩa của nó là gì thì ai cũng có thể nhìn ra được hy vọng lần này căn bản không nên quá khó chịu hải bác thầm cầu nguyện sau đó hắn vung tay lên nói rèn sắt cần phải đúng lúc còn nóng chúng ta cũng nên làm tốt tất cả thực hiện tốt bản chức của mình còn những thứ khác cũng không nên quan tâm mã vận thành khẽ gật đầu vừa rồi hắn chỉ nói ra chút lo lắng của mình còn chuyện giải quyết thì cấp bậc của hắn còn chưa đủ đúng vào lúc này thì điện thoại của hải bác chợt vang lên hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua người gọi đến là phó thư ký trưởng trần tĩnh nhiên của văn phòng thị ủy hắn nghe máy thư ký trưởng trần có chuyện gì sao chủ tịch hải ngài đang ở nơi nào có thể quay về thị ủy một chuyến được không trần tĩnh nhiên vừa thấy hải bác nghe máy thì nói như súng máy Hải Bác có chút xứng sốt, hắn lập tức nói, tôi đang ở quảng trường Tết Kim Hoa, có chuyện gì sao? Bí thư Kim bây giờ đang nổi giận, điều này, Trần Tĩnh Nhiên nói một nửa thì không nói thêm. Hải Bác biết rõ tính tình của Kim chính thiện, bình thường thì bí thư Kim nhìn có vẻ tùy tiện, thế nhưng lại là người tâm tư nhẫn nhụi, người bên dưới rất sợ bí thư Kim nổi giận, vì khi đó không ai dám khuyên điều gì cả. Trần Tĩnh Nhiên trước kia là thư ký của Kim Chính Thiện, bây giờ là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, là người tương đối thân cận của Kim Chính Thiện, bây giờ Trần Tĩnh Nhiên cũng không dám khuyên, chỉ sợ là Kim Chính Thiện đã thật sự nổi giận. Chuyện gì xảy ra vậy? Hải Bác trầm ngâm dây lát rồi hỏi. Chủ tịch, vừa rồi bí thư Kim có đi tìm trưởng phòng xà, muốn mời trưởng phòng xà cùng tham gia chủ trì chương trình của Tết Kim Hoa, thế nhưng trưởng phòng xà nói phía thành phố Linh Long không có kinh nghiệm tổ chức những sự kiện này, căn bản là phải đến thành phố Linh Long chỉ đạo công tác. Hải bác nghe xong những lời của Trần Tĩnh Nhiên thì cũng có chút không thoải mái, thầm nghĩ xà lê hoa này đúng là chỉ biết giả vờ mà thôi. Trước kia khi mà thành phố rừng mật và phòng tuyên truyền của xà lê hoa cùng nhau tổ chức sự kiện Tết Kim Hoa, trưởng phòng xà căn bản đều đến tham gia từ rất sớm, hơn nữa nắm lấy tất cả danh tiếng. Bây giờ dù có thêm thành phố Linh Long tổ chức sự kiện Tết Kim Hoa, thế nhưng dù sao thì thành phố rừng mật cũng là địa phương chính thức, xà lê hoa ở lại cũng là danh chính ngôn thuận. Trong số các vị thường ủy tỉnh ủy thì Kim Chính Thiện còn có vị trí cao hơn cả xà lê hoa, đừng nói là quyền lực thực tế là mạnh mẽ hơn. Lúc này Kim Chính Thiện chủ động đi tìm xà lê hoa, như vậy căn bản đã là cực kỳ nể mặt. Không ngờ xà lê hoa lại không thèm nể mặt, điều này làm cho một người gần đây chú trọng sĩ diện như Kim Chính Thiện không thể không nổi giận nhưng xà lê hoa cũng không đáng trách ở sự kiện này gần đây nàng luôn theo sát tiến độ của bí thư sầm bây giờ nàng căn bản không chịu ở lại phía sau được rồi tôi sẽ quay về gặp bí thư kim hải bác đồng ý lời yêu cầu trợ giúp của trần tĩnh nhiên hải bác đặt điện thoại xuống rồi nói với mã vận thành ở bên cạnh chủ tịch mã bây giờ anh theo sát các hạng mục công tác bí thư bên kia có chút chuyện tôi phải quay về một chút mã vận thành há miệng nhưng vẫn phải nuốt những lời muốn nói vào bụng chỉ tỏ thái độ với hải bác chủ tịch cứ bận rộn đi chỗ này đã có tôi lo hải bác ngồi vào trong xe cảm thấy cơ thể và đầu óc rất mệt mỏi chẳng những mệt mỏi vì công tác tổ chức sự kiện tết kim hoa căn bản còn mỏi mệt vì sinh thái chính trị của tỉnh mật đông vào lúc nào mối quan hệ giữa bí thư sầm và chủ tịch vương tử quân càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu cho đến nay hải bác đều cực kỳ tán thưởng chủ tịch vương Thế nhưng trong quan trường có một sự thật mà anh không thể không đối mặt, đó chính là phương diện xếp thành hàng. Trình tự học vấn của phương diện chọn đội ngũ này căn bản là rất sâu xa, người đi lại trong quan trường đều chú trọng sự kiện này, vì quan trường có nguy hiểm rất lớn, xếp hàng càng phải cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng anh không thể không đứng thành hàng, nếu như anh không tiến vào trong một hàng ngũ nào đó, như vậy thì nói cho tất cả mọi người biết mình là ngọn cỏ đầu tường đung đưa theo gió mạnh, căn bản không phù hợp với tất cả tình thế sinh thái quan trường, tất cả mọi người đều đề phòng và lo lắng anh làm hỏng chuyện của mình. Thế là kết quả xấu xuất hiện, anh căn bản là một người không ra thể thống gì, không ai nói giúp cho anh vào thời điểm quyết định, muốn làm gì cũng không thành, không có ai tình nguyện hợp tác với anh. Cuối cùng thì anh sẽ luân lạc đến một kết cục cực kỳ đáng buồn. Nhưng Phương Diện đứng vào hàng ngũ trong quan trường cũng không nên quá khăng khăng một mực, khi mà chủ của anh bị điều động khi đó sẽ có một triều đại mới, anh nên tự xử thế nào? Đây là một trong những phương diện phải suy xét, nhất định phải cố kỵ. Hải bác dùng sức lắc đầu, hắn nghĩ đến phương diện 2 giờ nữa sẽ cử hành đại lễ Tết Kim Hoa, thế là thầm nghĩ tốt nhất cũng đừng nên quá khó coi. chương 1763, hai níu kéo đổ mồ hôi. Khi hải bác đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc của Kim Chính Thiện, lúc này kim chính thiện cũng không nổi giận đùng đùng như suy nghĩ của hải bác vị bí thư thị ủy mà chính mình đã phối hợp vài năm qua đang chăm chút cho bộ tây phục của mình khi thấy hải bác đi vào thì kim chính thiện cười nói chủ tịch hải bác anh xem bộ tây phục này thế nào có giống chú rể không bí thư ngài mặc bộ trang phục này vào căn bản là rất có tinh thần kim chính thiện cười cười sau khi mời hải bác ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện thì khẽ hỏi có phải là tiểu trần gọi điện thoại cho anh không tiểu trần này đúng là cái gì cũng tốt chỉ là thiếu kiên nhẫn anh không phải đang đi đến hiện trường kiểm tra công tác sao lại ép anh phải quay về bí thư tôi về cũng để báo cáo với ngài một tiếng bây giờ tất cả công tác của chúng ta đều đã vào vị trí hải bác nói làm cho kim chính thiện nở nụ cười vui vẻ vài phần hắn cười nói vừa rồi tôi thật sự nổi giận thế nhưng bây giờ đã không còn gì xà lê hoa có sự lựa chọn của mình chúng ta không thể ép bò cúi đầu uống nước được nếu làm ra những chuyện làm cho người ta khó chịu cũng không hay ho gì kim chính thiện nói đến đây thì trầm ngâm dây lát sau đó nói chủ tịch hải bác chủ yếu là tôi sợ hôm nay chủ tịch vương không thể xuống đài được hải bác đốt một điếu thuốc hắn trầm ngâm dây lát rồi nói bí thư tôi cảm thấy chủ tịch Vương căn bản không yếu ớt như vậy. Yết ớt sao? Điều này thì tôi không lo, chỉ là nếu người đến quá ít, như vậy những cố gắng trong một năm qua của anh ấy sẽ hóa thành bọt nước. Kim Chính Thiện nhìn Hải Bác rồi dùng giọng trầm trầm nói. Trong đầu Hải Bác chợt lóe lên vài ý nghĩ, lúc này hắn chợt cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và bí thư Kim Chính Thiện. Chính mình nghĩ xem chủ tịch Vương có bậc thang để đi xuống hay không, cũng không nghĩ đến những trình tự sâu hơn xem ra bí thư đúng là bí thư có khác. Kim Chính Thiện nhìn vẻ mặt trầm mặc của Hải Bác, hắn không khỏi cười nói, được rồi, hai người chúng ta cũng không nên lo lắng xuông, bây giờ chúng ta nên làm tốt công tác của mình. Hải Bác gật đầu nói, bí thư Kim, một giờ sau sẽ tổ chức Tết Kim Hoa, hai người chúng ta bây giờ có nên đi qua sớm một chút để nghênh đón các vị khách quý hay không? Chuyện này anh cứ giao cho anh Mã, hai người chúng ta hôm nay chỉ có một việc, đó là đi mời chủ tịch vương. Kim Chính Thiện nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế sa lông, hai người chúng ta cùng đi qua. Khi Hải Bác và Kim Chính Thiện đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang mặc một bộ tây trang màu xanh đen, nhìn qua rất trưởng thành và có tinh thần. Khi thấy Kim Chính Thiện và Hải Bác đi đến thì hắn cười tủm tỉm nói, hai vị lãnh đạo, các anh không bận rộn vì công tác, chạy đến nơi này làm gì? Chủ tịch, hai người chúng tôi căn bản là không có nhiều độ nặng cũng không áp chế được sự kiện lớn như vậy thế nên cố ý chạy đến đây mời ngài đến kim chính thiện đứng trước mặt vương tử quân hắn cười ha hả nói với vương tử quân hai anh đúng là vương tử quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của kim chính thiện hắn gật đầu nói với kim chính thiện đi thôi đừng để cho các vị khách quý phải sốt ruột lúc này ở hội trường tổ chức tết kim hoa căn bản rất náo nhiệt tấp nập những quả khinh khí cầu treo duy băng tung bay làm cho cả quảng trường đầy không khí của ngày lễ hội. Trong phòng nghỉ được đặc biệt sắp xếp trong sự kiện Tết Kim Hoa, Hải Bác đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đang vui vẻ trò chuyện với vài vị khách quý mà thầm sốt ruột. Lúc này chỉ còn nửa giờ sẽ đến lúc khai mạc, nhưng lúc này số thường ủy tỉnh ủy đến bên cạnh Vương Tử Quân ngoài Kim Chính Thiện chỉ có Hà Kiến Trương. Trương Bản Tiến vì sao còn chưa đến? Người này là chủ tịch Vương tự tay đề cử lên, người khác không đến thì trương bản tiến bắt buộc phải đến. Hải bác nghĩ đến trương bản tiến thì nghĩ đến các vị lãnh đạo khác, trong ủy ban nhân dân tỉnh thì bây giờ ngoài chủ tịch Hà Kiến Trương, nhóm phó chủ tịch Lôi Yên Hồng, Vân Lợi Quảng và Nghiêm Khâm Binh còn chưa thấy ai. Ngay cả các vị lãnh đạo của ủy ban nhân dân tỉnh đến cũng không nhiều, như vậy điều này đối với chủ tịch Vương. Hải bác thầm nghĩ như vậy, ngay sau đó cũng có chút trông mong dù sao những người kia không đến ít nhiều cũng sinh ra ảnh hưởng đến uy vọng của chủ tịch vương. Trong đầu hải bác lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhanh chóng đặt tâm tư lên người vương tử quân. Lúc này vương tử quân vẫn trò chuyện vui vẻ, căn bản không có chút gì bất ổn. Không phải là chủ tịch vương không thèm quan tâm đến phương diện này đấy chứ. Chủ tịch, chủ nhiệm Ngưu Thành Hoa của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố lặng lẽ đi đến bên cạnh Hải Bác rồi nói. Hải bác nhìn bộ dạng của Ngưu Thành Hoa thì trầm giọng nói, có chuyện gì không? Chủ tịch, các thành phố của chúng ta ở thành phố Linh Long gọi điện thoại về nói bí thư sầm và các vị lãnh đạo tỉnh ủy đã đi đến hội trường. Ngưu Thành Hoa ghé sát bên tai Hải bác rồi khẽ nói. Có những vị lãnh đạo nào đi đến thành phố Linh Long? Hải bác cũng hạ thấp âm thanh xuống nói. Có bí thư sầm, bí thư văn, thư ký trưởng phương, trưởng phòng uông, bí thư khang, trưởng phòng xa và chủ tịch cố. Nghiêu thành hoa nói đến đây thì có chút do dự, còn có người nói thấy chủ tịch nghiêm, thế nhưng chúng tôi còn chưa dám khẳng định. Chủ tịch nghiêm tất nhiên là nghiêm khâm binh, lúc này Hải Bác cũng không quan tâm đến hướng đi của nghiêm khâm binh, dù sao nghiêm khâm binh cũng không phải là thường ủy tỉnh ủy. Hắn nghĩ đến những cái tên mà Nghiêu Thành Hoa vừa nói, còn nửa giờ nữa mới tổ chức sự kiện mà phía thành phố Linh Long đã có 7 vị thường ủy tỉnh ủy phải biết rằng ở tỉnh Mật Đông chỉ có 13 vị thường ủy tỉnh ủy, bây giờ Linh Long đã có hơn phân nửa. Lúc này bên cạnh Hải Bác chỉ có Vương Tử Quân, Hà Kiến Trương và Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện là người làm chủ thành phố rừng mật, còn là thường ủy tỉnh ủy, chỉ là một thành viên mà thôi. Tần Điền Cương là lãnh đạo phân khu Mật Đông, cũng là thường ủy tỉnh ủy, khả năng tham gia vào các hoạt động của khối chính quyền như thế này là không lớn dù sao thì lựa chọn tốt nhất của Tần Điền Cương chính là không nên đắc tội với bên nào. Một người còn lại chính là bí thư ủy ban tư pháp Lý Trinh Siêu, người này bị biên giới hóa trong thường ủy tỉnh ủy, bây giờ khả năng đến đây tham gia sự kiện Tết Kim Hoa Làn bằng không. Hải Bác nghĩ lại sự đối lập của hai bên mà không khỏi có chút tê dại. Tuy những chuyện thế này biểu hiện ra là không có gì, thế nhưng người có cấp bậc sẽ nhìn ra không ít vấn đề. Đám người kia căn bản đều là những kẻ tinh danh, bọn họ nhìn vào sự đối lập này, sẽ có không ít người dao động tâm tư. Đúng lúc này, thư ký trưởng thị ủy phụ trách công tác chủ trì sự kiện Tết Kim Hoa đi đến bên cạnh Hải Bác nói, "Chủ tịch đã đến đúng thời điểm, có phải nên mời các vị lãnh đạo chuẩn bị một chút không?" Chương 1764, một người tốt chỉ cần làm tốt là được. Trên hội trường trung tâm của thành phố rừng mật, Kim Chính Thiện đang tỏ ra cực kỳ kích động hắn nhìn Tần Điền Cương đang đứng cùng vài vị lãnh đạo phân khu tỉnh Mật Đông mà nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Lý Trinh Siêu đã đến, điều này làm cho Kim Chính Thiện cảm thấy rất mừng rỡ. Tần Điền Cương đến càng làm cho hắn cảm thấy giống như chúng sổ số. Tuy trước kia Tần Điền Cương đã có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, thế nhưng Kim Chính Thiện vẫn không cho rằng Tần Điền Cương sẽ đến. Nhưng Tần Điền Cương không những đến tham gia sự kiện Tết Kim Hoa, còn mang theo vài vị lãnh đạo của phân khu tỉnh Mật Đông. Khi Tần Điền Cương đi đến thì nhân số thường ủy tỉnh ủy có mặt ở thành phố rừng mật đã đạt đến con số 6. Tuy so ra thì kém phía thành phố Linh Long một vị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng ý nghĩa của nó lại khác biệt, tin tưởng đám cán bộ tỉnh Mật Đông khi thấy tình huống này sẽ yên tâm hơn. Dù sao thì điều này cũng có nghĩa là Chủ tịch Vương vững vàng trên vị trí của mình, lực ảnh hưởng ở Mật Đông đang dần ngang bằng với bí thư sầm. Kết quả như vậy cũng không biết Bí thư Sầm sẽ có ý nghĩ thế nào. Kim Chính Thiện nhìn qua màn hình điện tử lớn trên hội trường, hắn có thể thấy được tình huống ở thành phố Linh Long phương xa. Lúc này hắn thấy Sầm Vật Cương vẫn có tinh thần phấn chấn vui vẻ, đang tuyên bố khai mạc sự kiện Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long. Nhìn qua thì thấy Sầm Vật Cương bây giờ không khác gì dĩ vãng, thế nhưng chỉ cần nhìn vào điểm này thì Kim Chính Thiện cũng không khỏi bội phục dù sao thì cảnh giới vui buồn không để lộ ra bên ngoài cũng không phải người thường có thể rèn luyện được. Các chương trình trong sự kiện Tết Kim Hoa căn bản được chuẩn bị rất đầy đủ, đặc biệt là tiết mục Kim Hoa Thần của đoàn ca múa nhạc tỉnh Mật Đông càng làm cho bầu không khí dâng lên cao. Vương Tử Quân vừa xem biểu diễn vừa trò chuyện với bí thư ủy ban tư pháp Lý Trinh Siêu ở bên cạnh mình. Vương Tử Quân căn bản có chút nắm chắc phương diện Tần Điền Cương sẽ đến, Thế nhưng hắn căn bản cảm thấy bất ngờ vì một người trước nay căn bản ít lên tiếng là Bí thư Lý Trinh Siêu của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy cũng đến. Vương Tử Quân căn bản không tiếp xúc nhiều với Lý Trinh Siêu, dù sao thì phương diện giao thoa công tác của hai người là không nhiều, Lý Trinh Siêu lại càng là người ngoại tộc trong Thường ủy tỉnh ủy, đại đa số đều không phát biểu ý kiến của mình. Có thể nói Lý Trinh Siêu căn bản là người ngoài trong nhóm Thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng lần này vì sao lại cho ra hành vi như vậy? Bí thư Lý lần này anh căn bản làm cho tôi rất bất ngờ. Sau khi Hàn Huyên về chương trình ca mối nhạc đang diễn ra, Vương Tử Quân hỏi thẳng vào vấn đề. Lý Trinh Siêu cười nói, Chủ tịch Vương, con người của tôi thích ca mối nhạc. Hơn nữa những chương trình của Tết Kim Hoa lần này căn bản được dàn dựng công phu, tôi sao có thể bỏ qua được? Hôm nay đến xem quả nhiên không thể không tán thưởng. Vương Tử Quân nhìn nụ cười sáng lạn của Lý Trinh Siêu hắn không khỏi thầm nghĩ lý trinh siêu này căn bản cũng có tài năng người này ném cho mình một phần nhân tình hơn nữa còn giả vờ điềm nhiên như không căn bản là bày ra tư thái làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái nhưng dù lý trinh siêu xuất phát từ nguyên nhân gì người này đến căn bản là một việc tốt dù sao thì lý trinh siêu đến cũng làm cho vương tử quân càng có thêm thể diện khi vương tử quân đang trầm ngâm thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm từ bên dưới sân khấu khi tiếng vỗ tay vang lên thì vương tử quân không khỏi nhìn lên sân khấu lúc này đoàn ca múa nhạc đang chào cảm ơn lúc này người xem bên dưới cho ra những tràng pháo tay rất lớn tất nhiên chứng tỏ đoàn ca múa nhạc biểu diễn thành công vương tử quân nhìn bầu không khí hưng phấn mà không nhịn được phải đứng lên vỗ tay tiếng vỗ tay vốn đã sắp kết thúc nhưng bây giờ đột nhiên lại vang lên như thủy triều âm thanh vang vọng trong lòng mọi người vào buổi tối Vương Tử Quân từ trong phòng tiếp đãi khách quý của khách sạn đi ra, bây giờ đã là 10 giờ tối. Hắn nhìn đèn đường rực sáng mà không khỏi nói với Triệu Hiểu Bạch ở bên cạnh, bây giờ cũng không còn sớm nữa, các cậu mau về nhà thôi. "Chủ tịch Vương, chúng tôi còn phải đưa ngài về nhà cái đã." Triệu Hiểu Bạch tuy bây giờ cũng cực kỳ mỏi mệt, thế nhưng hắn biết rõ công tác của mình, vì vậy khẽ đề nghị với Vương Tử Quân vương tử quân khoát tay áo nói cậu không phải không biết kỹ thuật lái xe của tôi cậu về tiểu lý về đi tôi tự lái xe về triệu hiểu bạch còn muốn tiếp tục kiên trì thế nhưng dưới ánh mắt của vương tử quân thì không thể không gật đầu hắn căn bản tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của vương tử quân hơn nữa từ khách sạn về nhà vương tử quân cũng không quá xa vương tử quân lên xe nhưng lại có chút do dự bây giờ hắn không biết nên đi về đâu mạc tiểu bắc còn chờ hắn ở nhà ở ngoại thành lại có một liêu an như đang từ ngàn dặm xa xôi đến đây, nàng đang chờ đợi. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, vương tử quân do dự dây lát, hắn quyết định đi gặp liêu an như. Dù sao thì hai bên đã lâu không gặp mặt, hắn cũng không thể keo kiệt chút thời gian của mình. Xe chậm rãi chạy trên đường lớn, vương tử quân nhìn đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy được nhiều nhóm người đang đi lại vui vẻ với nhau lúc này từng cặp tình nhân trong màn đêm càng làm cho bầu không khí Tết Kim Hoa thêm vui vẻ đẹp đẽ. Công viên nhai tâm chính là địa điểm mà Vương Tử Quân hẹn gặp mặt Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân dừng xe lại thì phát hiện nơi đây không có người nào. Hay là mình đi nhầm vị trí, hay Liêu An Như đã đi rồi khi Vương Tử Quân đang thầm nghĩ như vậy, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Liêu An Như, thế nhưng lại nghe thấy thông báo máy điện thoại bên kia đang bận. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì không khỏi đổ mồ hôi, dù sao thì nơi đây đang là ban đêm, một người phụ nữ như Liêu An như đi ra ngoài một mình xem như không quá an toàn. Khi Vương Tử Quân có chút sốt ruột chuẩn bị xuống xe, lúc này có người đi đến mở cửa xe, là một người phụ nữ đội mũ quả dưa mặc đồ thể thao, nàng khẽ nói, "Chạy đi thôi." Vương Tử Quân có chút sững sốt, khi hắn cho rằng có phải có người lên lộn xe rồi hay không, chợt thấy người phía sau ngẩng đầu lên thấy gương mặt quyến rũ kia đang dùng ánh mắt nghịch ngợm nhìn mình. Vương tử quân chợt phát hiện ra người này là Liêu An Như, hắn không khỏi cảm thấy rất vui mừng, hắn hận không thể tiến lên ôm nàng vào lòng. Nhưng đây cũng không phải là địa điểm nói chuyện, hắn cười cười với Liêu An Như, sau đó dẫm chân ga cho xe chạy đi. Lúc này Liêu An Như nở nụ cười vui vẻ nhìn Vương tử quân, hôm nay thành phố rừng mật tổ chức sự kiện Tết Kim Hoa. Tuy mình và Vương Tử Quân ở cách nhau khá xa, thế nhưng hai bên có thể cùng hít thở bầu không khí của một thành phố, điều này làm cho nàng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. chương 1764, 2, người tốt chỉ cần làm tốt là được. Hôm nay Liêu An như nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy rất ngọt ngào, nàng nhìn thấy hắn lên tiếng trên đài chủ tịch, nàng cảm thấy giống như mình nhận được giải thưởng lớn của quốc tế, cảm thấy rất vui mừng. két khi Liêu An như đang dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn Vương Tử Quân, Lúc này xe lại bị Vương Tử Quân thắng lại. Điều này làm cho Liêu An như có chút kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chợt thấy cũng không có thứ gì chắn đường. Làm sao vậy? Khi Liêu An như còn đang cảm thấy nghi hoặc thì Vương Tử Quân đã khẽ nói, "Chờ anh một chút, anh đi xuống xe một chút." Liêu An như nhìn về phía Vương Tử Quân đi xuống xe, chợt thấy có vài người đang đi đến. Dưới ánh đèn nhìn không rõ ràng tướng mạo của những người kia thế nhưng nhìn từ phương diện trang phục thì biết bọn họ đều là thanh niên với thân phận của vương tử quân thì sao lại phải xuất hiện cùng những người kia liêu an như thầm nghi hoặc thế nhưng nàng vẫn đàng hoàng ngồi trên xe xe ở đây rồi chúng ta về nhà thôi lỗ trạch cảnh đỡ văn ngư nhi có vẻ say khướt mà nụ cười trên mặt có vài phần thần bí vài người đàn ông đi phía sau nở nụ cười vui vẻ nhìn hai người tôi tôi phải về nhà tôi có chút chóng mặt Phan Ngư Nhi lúc này đã không còn đứng vững, nàng trao đảo người, thiếu chút nữa động vào một thùng rác ở bên cạnh. Về nhà không có gì hay, đi thôi, chúng ta đi uống rượu, anh biết một chỗ rất hay. Lỗ trẻ cảnh nói, hắn định ôm lấy Văn Ngư Nhi, thế nhưng Văn Ngư Nhi dùng sức đẩy hắn ra, làm cho hắn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vài tên thanh niên đi theo lỗ trẻ cảnh tuy muốn cười nhưng không dám, dù sao thì bọn họ cũng là người đi theo lỗ trẻ cảnh nếu lỗ trẻ cảnh nổi giận thì tháng ngày sau đó của bọn họ cũng không tốt lành gì. Lỗ trẻ cảnh cố gắng đứng vững người, hắn không những không nổi giận mà còn nở nụ cười. Hắn bắt lấy tay của Văn Ngư Nhi rồi cười hì hì nói, tiểu Ngư Nhi của anh, em thật sự quá mạnh mẽ, đi theo anh đi thôi, lát nữa anh sẽ cho em thấy anh có mạnh hay không. Nhưng khi bàn tay của lỗ trẻ cảnh chuẩn bị động lên người Văn Ngư Nhi, lúc này chợt phát hiện có người khác đang đỡ lấy Văn Ngư Nhi. Khi thấy người kia thì Lỗ Trạch Cảnh không khỏi trở nên ngẩn ngơ. "Con bà nó, mày muốn làm gì? Mày có biết đại ca của bọn tao là ai không? Tao nói cho mày biết, đi đường phải chú ý, nếu không tao đánh chết mày." Một tên đàn ông luôn theo sát Lỗ Trạch Cảnh cảm thấy đã đến thời điểm mình được biểu hiện, thế là tiến lên một bước lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. "Cút, Lỗ Trạch Cảnh lúc này vã mồ hôi hột, hắn có chút cảm giác say thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại mày có nghe lời anh của tao nói không? Mau chút đi, con bà mày. Người kia cho rằng lỗ trẻ cảnh nói với vương tử quân, thế là không khỏi có thêm vài phần khí thế. Bốp, lỗ trẻ cảnh không dám cho tên kia tiếp tục lên tiếng, hắn cực kỳ sợ hãi từ tận đáy lòng với vị chủ tịch tỉnh này. Người này ép mình phải bị giam vài tháng ở thủ đô, khi ra đi còn bị bố mắng cho một chặp. Chính mình sở dĩ được thả ra cũng là vì người ta cũng không quá so đo, lần này nếu tiếp tục đắc tội vương tử quân. Sau khi tát tên thuộc hạ một cái nổ đom đóm, lỗ trạch cảnh dùng giọng chú ý nói với vương tử quân, chủ tịch vương, ngài. Ngài sao lại? Vương tử quân nhìn về phía lỗ trạch cảnh, hắn trầm giọng nói, thế nào lại cho tiểu ngư nhi uống say như vậy? Tôi nói cho anh biết, nếu như còn xuất hiện tình huống này, không nói đến bí thư văn, tôi cũng không tha cho anh. Vương Tử Quân nói rồi kéo Văn Ngư Nhi về phía mình nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Khi Vương Tử Quân kéo Văn Ngư Nhi, lúc này Văn Ngư Nhi chợt ngã nhào vào lòng hắn. Vương Tử Quân căn bản chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ với những biểu hiện này của Văn Ngư Nhi, thế nhưng hắn không phát hiện ở phía sau không xa có ánh mắt lóe lên hào quang. "Chủ tịch Vương, tôi chỉ muốn, muốn Ngư Nhi tỉnh rượu." Nhìn Văn Ngư Nhi ngã vào lòng Vương Tử Quân, lỗ trẻ cảnh không khỏi nuốt nước miếng. Hôm nay hắn trăm phương ngàn kế rủ Văn Ngư Nhi đi uống rượu, thấy kế hoạch sắp thành công, không ngờ miệng đến miệng lại mọc cánh bay mất, lại đụng phải Vương Tử Quân. Mình sao lại như vậy, vừa ra khỏi cửa thì gặp Vương Tử Quân. Tuy cảm thấy ngột ngạt nhưng lỗ trẻ cảnh vẫn cẩn thận nói với Vương Tử Quân. Lỗ trẻ cảnh căn bản thật sự nổi giận với vị chủ tịch Vương này, khi chủ tịch Vương nhìn về phía hắn, càng giống như một con sói đang nhìn vào mình. Nếu như vị chủ tịch vương này ra tay với mình, chính mình thật sự không có khả năng hoàn thủ. Tuy nghĩ như vậy nhưng lỗ trẻ cảnh đối mặt với chất vấn của vương tử quân thì vẫn cảm thấy luống cuốn tay chân. Tên côn đồ bị lỗ trẻ cảnh tát cho suýt ngất xỉu căn bản cảm thấy đi cũng khó mà ở cũng không hay. Bọn họ nhìn vào động tác của lỗ trẻ cảnh thì ý thức được ông chủ của mình gặp phải người khó chơi. Ba chữ chủ tịch vương phát ra từ miệng lỗ trẻ cảnh càng làm cho bọn họ cảm thấy muốn hôn mê khi đám người cảm thấy lo lắng có vài tên lặng lẽ đưa mắt nhìn vương tử quân không khỏi thầm than trời ạ à, chẳng lẽ đây là chủ tịch tiểu vương thường hay xuất hiện trên tv sao hừ vương tử quân căn bản không muốn dài dòng với lỗ trạch cảnh hắn nhìn thoáng qua văn ngư nhi rồi nói đi thôi tôi đưa cô về nhà văn ngư nhi lảo đảo bị vương tử quân kéo lên tay lái phụ sau khi đẩy cô gái này lên xe Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Liêu An Như ở phía sau theo bản năng rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn chỉ khẽ nói, "Đây là con gái của Bí thư Văn, không thể bỏ qua được." "Tử Quân, thật sự là anh sao? Tôi không nằm mơ đấy chứ?" Không chờ Liêu An Như trả lời, Văn Ngư Nhi chợt dùng ánh mắt mê ly nhìn Vương Tử Quân rồi lẩm bẩm. Văn Ngư Nhi nói ra những lời này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác đổ mồ hôi hột hắn không ngờ tiểu nha đầu này lại xưng hô với mình như vậy hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn liêu an như chợt thấy nàng đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình nha đầu này đúng là uống rượu thì nói bậy bạ sao cô có thể nói như vậy với một người cùng cấp bậc với bố của mình được vương tử quân không thể làm cho liêu an như hiểu lầm hắn nghiêm mặt khiển trách văn ngư nhi anh tử quân điều này không liên quan đến bố tôi anh chính là anh tử quân của tôi Văn Ngư Nhi mê mẩn ngản đầu lên, sau đó nàng đưa ngón tay nhỏ sờ về phía Vương Tử Quân, anh không phải chỉ lớn hơn tôi chục tuổi sao. Tôi thích anh thì thích anh, làm sao không được, anh làm gì được tôi. Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác thất bại, hắn đưa bàn tay của Văn Ngư Nhi ra, sau đó xấu hổ nói với Liêu An như, anh thấy nên sắp xếp phòng cho tiểu nha đầu này, em chăm sóc cô ấy một chút, anh thấy cô ấy quá sai rồi. Trường 1765, chuyện đề bạt thượng. Không, tôi không đi đâu cả, tôi đi với anh thôi, tôi muốn cùng anh về nhà. Văn Ngư Nhi dùng rong mơ hồ nói, sau đó lệch đầu ra ngủ. Vương tử quân nhìn Văn Ngư Nhi thiếp đi mà căn bản dở khóc dở cười, bây giờ thì hắn dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không sạch được. Nếu anh nói rằng anh và nha đầu này không tiếp xúc với nhau quá nhiều, em có tin không? Vương tử quân dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Liêu An Như, sau đó hắn dùng giọng tự chế diễu nói liêu an như cười cười nói anh không trêu hoa chọc nguyệt thế nhưng cho dù như thế thì cũng không thể không trộm mất trái tim của các cô gái như thế này anh cầu xin em tha cho anh trước tiên đưa nhà đầu này về nhà anh sẽ đưa em về sau đó liêu an như lắc đầu nói nhà đầu kia ở cùng khu nhà với anh anh cứ về nhà hôm nay em có thể đi cùng anh em đã rất vui rồi Liêu An như nói rồi dùng ánh mắt nghịch ngợm nhìn Vương Tử Quân, nàng dùng giọng trêu chọc nói, có phải là rất thất vọng không? Vương Tử Quân cau mày, nàng không biết nên trả lời thế nào. Liêu An như có chút không đành lòng, nàng khẽ nói, ngày mai em còn phải tham gia diễn xuất, đáng lý là phải đi, vì muốn gặp mặt anh mà em cố ý kéo dài đến bây giờ, 20 phút nữa em phải ra sân bay rồi. Vương Tử Quân nhìn vào hai mắt đọng nước của Liêu An như hắn nắm chặt bàn tay của nàng, cảm thấy rất ấm áp. Tử quân, em thích anh, cho em ôm anh một cái đi. Văn Ngư Nhi chợt nói mới như vậy, không khỏi làm cho tình cảnh thắm thiết giữa hai người Vương Tử Quân và Liêu An như bị quấy rối. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngủ say của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi cười khổ. Liêu An như mỉm cười dùng giọng trêu gẹo nói, đi thôi, nếu không đem cô ấy về nhà, chỉ sợ vị phó bí thư kia sẽ dối lên mất. Sau khi tiến chân đám lãnh đạo Sầm Vật gương, tinh thần căng cứng của Đồ phấn đấu căn bản thả lỏng xuống một chút. Hắn ngồi trên ghế salon, nhìn chương trình được phát lại trên TV, thế là không khỏi cảm thấy tất cả mệt mỏi cũng đáng giá. Lần này sự kiện Tết Kim Hoa mang đến lực ảnh hưởng không nhỏ cho thành phố Linh Long, ở phương diện thư ký cũng có nhiều lợi ích. Điều làm cho Đồ phấn đấu cảm thấy vui mừng chính là cuộc nói chuyện tối qua với Sầm Vật gương. Bí thư sầm đã để lộ ra ý nghĩ xin chỉ thị với lãnh đạo thượng cấp đề cao địa vị của thành phố linh long. một người chặt chẽ cẩn thận như bí thư sầm có thể nói ra những lời như vậy có thể thấy bí thư sầm coi trọng mình như thế nào đề cao địa vị chính trị của thành phố linh long đây không phải là địa vị mà đồ phấn đấu đang phấn đấu sao nếu như địa vị được đề cao như vậy khả năng là đồ phấn đấu sẽ dễ dàng tiến lên. Bí thư đồ bí thư sầm đi với gương mặt tươi vui hớn hở giống như lãnh đạo rất hài lòng lúc này miêu dược hổ đã cởi bỏ tây trang hắn đang mặc một bộ đồ ngủ hắn trực tiếp ngồi xuống đối diện với sầm vật cương đồ phấn đấu nhìn cách ăn mặc thì biết miêu dược hổ chuẩn bị đi ngủ hắn cười cười cũng không trả lời câu hỏi của miêu dược hổ chủ tịch miêu sao anh chưa đi nghỉ ngơi tôi đã có tuổi rồi mãi làm cho tinh thần căng cứng cũng khó chịu nên ngủ một giấc bí thư tôi cũng muốn ngủ nhưng nằm mà không chợp mắt được, nghe trong phòng anh còn vang lên tiếng tivi, thế nên mới đi qua. Miêu Dược Hổ cười ha hả lớn tiếng nói. Đồ phấn đấu nâng bình trà lên châm nước, sau khi rót nước cho Miêu Dược Hổ thì nói, tôi cũng không ngủ được, trước khi họp thì tôi còn có vài phần buồn ngủ, nhưng bây giờ lại không ngủ được, mà con người thường kỳ quái như vậy. Đúng vậy, tôi cũng giống như bí thư. Miêu Dược Hổ uống một ngụm trà rồi cười nói, bí thư, Tôi nghe nói anh còn một chai rượu quý, nếu không thì anh mời tôi uống rượu cũng được. Hừ, mới đó mà đã muốn tôi mời anh uống rượu mừng công rồi. Đồ phấn đấu cũng không phản đối, hắn cầm điện thoại lên nói, "Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho đầu bếp khách sạn chuẩn bị vài món, hai ta trò chuyện một chút." Bí thư Đồ, nếu như nói đến tiệc mừng công, hai người chúng ta phải cùng nhau uống. Lần này hai người chúng tôi uống với nhau, tôi cũng phải chúc mừng anh. Miêu Dược Hổ nằm trên ghế sa lông rồi nói: Lãnh đạo ngài sắp là thường ủy tỉnh ủy, cũng không nên keo kiệt một bữa rượu được. Đồ Phấn Đấu nghe thấy Miêu Dược Hổ nói như vậy giống như nhìn thấu tâm sự của mình, hắn mơ hồ có chút không vui. Hắn khoát tay nói: Chuyện này chỉ là bí thư sầm trao đổi chút ý kiến với tôi, tôi cũng đã đến tuổi rồi, cũng không có quyết định gì chắc chắn. Ngược lại thì anh lại càng có thể tiến lên. Miêu Dược Hổ cười thầm trong bụng giống như đồ phấn đấu anh nếu không đề cập đến tôi căn bản không có ngày nổi danh vậy tôi sao lại không nghĩ đến phương diện đến thành phố nào khác làm bí thư thị ủy hoặc là tiến lên làm lãnh đạo tỉnh ủy giống như anh nói tôi có thể tiến lên như vậy là ban ân cho miêu dược hổ tôi vậy nhiều nhất thì anh đi tôi trở thành bí thư thị ủy đây chỉ là con đường tắt cực kỳ thuận lý mà thôi tuy không cho là đúng nhưng miêu dược hổ ngoài mặt vẫn tỏ ra mang ơn ôi bí thư đồ tôi cảm thấy chuyện này khác chắc chắn bí thư sầm quay về nhất định sẽ thúc đẩy chuyện này miêu dược hổ nói đến đây thì dùng ánh mắt thần bí nhìn đồ phấn đấu bí thư đồ anh nói xem bí thư sầm có phương diện nào không vừa ý với tết kim hoa lần này không đồ phấn đấu không nói gì thế nhưng hắn biết mình và miêu dược hổ căn bản là thầm hiểu rõ vấn đề bí thư đã không nói thì để tôi nói bí thư sầm rất thỏa mãn với tết kim hoa lần này Thế nhưng số lượng nhân viên đi đến có vẻ không được như toan tính. Hai người chúng ta trò chuyện với nhau, Bí thư Đồ, mặc dù tôi căn bản không ưa, thế nhưng tôi cũng nói một câu thật lòng, đó là tôi không thể không thừa nhận chúng ta phải bội phục người kia. Đối phương mới đến mật đông chưa bao lâu đã có thể tạo nên thế cục ngang nhau với Bí thư Sầm. Trong tỉnh có 13 thường ủy tỉnh ủy, lại có 6 ở bên kia so với 7 bên này. Người không biết chỉ sợ còn nghĩ rằng trong tỉnh đã có sắp xếp các vị thường ủy tỉnh ủy đến tham gia Tết Kim Hoa. Đồ phấn đấu khẽ gật đầu, sáu so với bảy làm cho người ta bất ngờ, có thể nói tình cảnh đó không khỏi làm hắn trợn mắt há mồm. Trong suy nghĩ của Đồ phấn đấu thì có một vài thường ủy tỉnh ủy không nên xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân. Tuy nhìn qua chỉ là hai hội trường tổ chức sự kiện Tết Kim Hoa, thế nhưng hắn biết rõ ý nghĩa của nó là như thế nào. Đồ phấn đấu căn bản hiểu rõ ràng, như vậy những người đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ràng. Đám người kia có đầu óc tỉnh táo, biết hành động của mình có ý nghĩa thế nào mà còn đứng bên cạnh Vương Tử Quân, như vậy Bí thư Sầm sẽ càng mất vui. Chương 1766, chuyện đề bạt hạ. Đúng vậy, khi đó tôi đứng bên cạnh Bí thư Sầm, tuy Bí thư Sầm tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng có thể thấy Bí thư Sầm căn bản vẫn khiếp sợ, cực kỳ bất đắc dĩ. Miêu Dược Hổ đứng lên khỏi ghế sa lông rồi nói: Bí thư đồ, chuyện này căn bản không phải là dấu hiệu tốt với Bí thư sầm, thế nhưng lại là cơ hội với ngài. Biểu hiện của Chủ tịch Vương làm cho Bí thư sầm cảm thấy có nguy cơ lớn, anh ấy nhất định sẽ đề cử ngài làm Thường ủy tỉnh ủy. Miêu Dược Hổ cũng không nói tiếp, nói đến đây thì đồ phấn đấu đã quá hiểu rồi. Đồ phấn đấu cười nói: Dược Hổ, Bí thư sầm nghĩ thế nào thì tôi và anh không thể ước đoán được. Bí thư nói đúng, miêu dược hổ cười cười, hắn cũng không trả lời. Đúng lúc này cửa mở ra, một nữ nhân viên phục vụ dâng bốn món ăn đặt lên bàn. Bí thư đồ, chủ tịch miêu, đầu bếp để tôi báo cáo với hai vị lãnh đạo, đó là nhìn qua thì những món này có vẻ không nóng, thế nhưng nhiệt độ ủ ở bên trong, mời hai vị dùng cơm cũng đừng nên nhìn vẻ bề ngoài của món ăn mà bị phỏng. Đồ phấn đấu cười nói, à, tôi biết rồi. Đồ phấn đấu mở một chai rượu rót đầy ly cho miêu dược hổ, sau đó hắn cười nói, dược hổ, lần này Tết Kim Hoa sở dĩ viên mãn thành công chính là nhờ anh công tác chuyên nghiệp, bây giờ tôi mời anh một ly. Bí thư đồ, cũng không thể nói như vậy, tôi có làm được hăng say hay không có liên quan trực tiếp đến ngài chống đỡ sau lưng. Miêu dược hổ nâng ly rượu lên cười cùng ly với đồ phấn đấu. Đồ phấn đấu cười cười nói, được rồi, hai chúng ta cùng cạn ly, cân bản không cần khen ngợi lẫn nhau, không bằng chờ thêm chút thời gian nữa trò chuyện với Bí Thư Kim. Tôi cảm thấy Bí Thư Kim chưa hẳn có tâm tư thích nghe những lời này. Bí Thư Ngài không tin thì thôi, dù sao tôi cũng thấy lần này Bí Thư Kim có lẽ cực kỳ bức bối. Bây giờ đang có tin đồn là chương trình Tết Kim Hoa của thành phố Linh Long chúng ta là khách lấn chủ, áp chế rừng mật. Miêu Dược Hổ nâng ly lên cười hì hì nói, những ngôi sao lớn tuy tốn tiền nhưng tôi cảm thấy rất xứng đáng. Anh nhìn bầu không khí của thành phố Linh Long chúng ta xem, không phải náo nhiệt hơn sao. Đồ phấn đấu gật đầu nói, bầu không khí là rất tốt, thế nhưng sau này đừng động vào những thứ lặt vặt này, vì chi phí để cho bọn họ xuất hiện cũng làm cho người ta đau răng. Hi hi, tiền nào của nấy? Miêu Dược Hổ nói đến đây thì tiếp tục, bí thư, ngài đã quên một việc, bây giờ hội nghị bàn về phương diện xây dựng thành phố đã được xác định thời gian một tuần nữa chủ tịch vương sẽ đến linh long chủ trì hội nghị anh ấy muốn đến thì chúng ta tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng vào thời điểm mấu chốt cũng đừng nên phát sinh vấn đề đồ phấn đấu nghĩ đến sự kiện lần trước vương tử quân căn bản là cánh chim gãy cánh thế là không khỏi nhướng mày nói miêu dược hổ dùng giọng tùy tiện nói bí thư lần này anh ta đến để ca tụng công đức của chúng ta có vấn đề gì được chứ? Miêu Dược Hổ nói rồi nhìn gương mặt dần nghiêm túc của đồ phấn đấu, hắn không khỏi cười nói, trước khi anh ta đến Linh Long, tôi nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, ngài cứ yên tâm. Phương diện xây dựng thành phố phải nắm thật chặt, anh nên nói vài lời với vị chủ tịch chủ quản công tác này, nói anh ấy phải làm vững chắc tất cả mọi thứ. Đồ phấn đấu nói đến đây thì hít mắt rồi nói giống như đang lẩm bẩm, vì sao tôi lại cảm thấy vương tử quân không nên vô duyên vô cớ đến Linh Long nhỉ? Bí thư, bây giờ nhìn vào phương diện quy hoạch xây dựng thành phố thì Linh Long luôn đi đầu trong tỉnh, vương tử quân không đến Linh Long tổ chức hội nghị, như vậy không lẽ đến Thanh Chuyên sao? Với trình độ của Thanh Chuyên hiện tại, căn bản không phải làm cho mật đông xấu hổ sao? Miêu Dược Hổ nói đến đây thì chợt nói, bí thư, còn có một việc cần xin chỉ thị của anh, đó là chủ tịch vương yêu cầu không cho đến đường cao tốc nghênh đón, lần này anh ta đến, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, cứ chấp hành như vậy, nghênh đón ở cổng thị ủy. Đồ phấn đấu uống một ngụm rượu rồi thản nhiên nói, chúng ta cũng không nên phá hư quy củ của chủ tịch vương. Sau một giờ thì một chai rượu đã cạn, đồ phấn đấu có vẻ hơi say chợt vỗ tay lên vai Miêu Dược Hổ rồi nói, anh Miêu, thành phố Linh Long chúng ta có được sự giúp đỡ của bí thư sầm, Chúng ta nên lớn mật công tác, tôi tin tưởng bí thư sầm sẽ không đối đãi tệ bạc với anh. Chủ tịch Vương, tôi cảm ơn ngài chuyện tối hôm trước. Văn Thành Đồ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng cảm kích nói. Sau khi về nhà thì Văn Thành Đồ nghe vợ nói con gái say khướt được Vương Tử Quân đưa về, thế là không khỏi cảm thấy đau lòng, giống như cô bé thường hay ôm cổ hắn bây giờ đã lớn lên, chỉ cần không chú ý sẽ phát sinh phiền toái lần này văn thành đồ đến phòng làm việc của vương tử quân để nói lời cảm tạ cũng không phải là ra vẻ dối trá mà là thật lòng vương tử quân cười cười nói khi đó tôi có gặp cô ấy tôi cũng không thể làm như không gặp được vương tử quân nhắc đến văn ngư nhi thì chợt cảm thấy đau đầu hắn thầm cầu nguyện cô kia về nhà thì đừng nên nói bậy bạ nếu không chỉ sợ bí thư vương sẽ hiểu lầm văn thành đồ trầm giọng nói chủ tịch vương đây là một việc mà ngài tiện tay thế nhưng đối với một người làm bố như tôi, căn bản là chuyện lớn. Tiểu Ngư Nhi gần đây không uống rượu, lần này uống nhiều như vậy chỉ sợ bị người xấu lợi dụng. Tuy Văn Thành Đồ nói lập lờ nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu được ý nghĩ của đối phương. Tuy cảm giác của hắn với Văn Thành Đồ là không tốt, thế nhưng lại cảm thấy người này là một người bố tốt. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, bí thư Văn, mỗi ngày Ngư Nhi đều đến nhà tôi chơi, thế nên tôi cũng không xem cô ấy là người ngoài. Lỗ trạch cảnh không phải là hạng người tốt, thế nên tốt nhất nên để cô ấy cách xa người kia ra. Điều này tôi biết rõ. Văn Thành đồ nở nụ cười cảm kích với Vương Tử Quân, tôi đã cho Tiểu Trần đi gặp Lỗ Đỉnh Thành. Đây dù sao cũng là việc nhà của Văn Thành đồ, hơn nữa sau khi Văn Ngư Nhi nói ra những lời kia, Vương Tử Quân cũng không hỏi thêm. Hắn tin tưởng với thủ đoạn của Văn Thành Đồ thì căn bản dư sức đối phó với lỗ che cảnh. "Chủ tịch Vương, sự kiện Tết Kim Hoa hai ngày trước thật sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt." Văn Thành Đồ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói một câu hai nghĩa. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu được ý nghĩa thật sự trong câu nói của Văn Thành Đồ, thế nhưng hắn cũng không nói rõ ràng ra ngoài, Tết Kim Hoa chính là ngày lễ truyền thống của tỉnh Mật Đông sau này bí thư văn tiếp xúc nhiều hơn sẽ thấy thêm nhiều ý nghĩa của Tết Kim Hoa. chương 1767, ưu khuyết điểm thị phi há có thể vơ đúa cả nắm. Văn Thành đồ cười cười, vương tử quân không nói nhiều ở phương diện này, hắn cũng không muốn lắm mồm. Khi đang trò chuyện với vương tử quân, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, vương tử quân lên tiếng, triệu hiểu bạch đẩy cửa đi vào. Hắn mỉm cười với Văn Thành Đồ, sau đó đưa một văn kiện cho vương tử quân chủ tịch vương đây là tờ báo phòng nghiên cứu chính sách đưa đến vương tử quân nhìn thoáng qua tờ báo hắn không khỏi nhíu mày nhưng sau đó lập tức nói với triệu hiểu bạch tôi biết rồi triệu hiểu bạch thấy vương tử quân không có dặn dò gì thì cười cười với văn thành đồ sau đó rời khỏi phòng văn thành đồ nhìn vẻ mặt của vương tử quân hắn đang do dự xem có nên hỏi hay không lúc này vương tử quân đưa tờ báo cho văn thành đồ Văn Thành đồ nhìn qua tờ báo, chợt phát hiện trên trang đầu có một bài viết với tựa đề "Làn gió xử lý các phương diện lãng phí". Văn Thành đồ đã xem qua không ít những bài viết như thế này, ngẫu nhiên còn tự tay viết vài bài. Thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ được dùng bút đỏ đánh dấu thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Phần đánh dấu có nội dung như sau: Có một vài thành phố tuy xuất phát từ góc độ tốt thế nhưng nếu tổ chức một sự kiện mà chia ra hai địa phương, lại mời đến nhiều ngôi sao nổi tiếng. Nhìn qua thì có vẻ vui sướng náo nhiệt, thế nhưng lại là bầu không khí phô trương lãng phí. Tác giả cũng muốn hỏi các tổ chức ban ngành, hỏi xem đó có phải là tiền thuế của người dân hay không. Văn Thành Đồ đọc xong bài viết mà không khỏi buông tờ báo ra, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thầm nghĩ có phải bài viết này được vị lãnh đạo trẻ tuổi kia chuẩn bị hay không. Nhưng khi Văn Thành Đồ nhìn Vương Tử Quân thì bác bỏ ý nghĩ này những bài viết nhìn thì giống như không điểm danh nhưng thực chất lại phê bình người khác như thế này cần phải được xét duyệt cẩn thận, nếu như không có người nào gật đầu, căn bản khó thể được đưa ra. Bây giờ bài viết như vậy lại đặt lên trang đầu của một tờ báo quan trọng, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Trong đầu văn thành đồ liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn không khỏi nghĩ đến chỉ thị bất đồng của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương trước đó. Nếu bí thư Sầm đọc bài viết này thì sẽ sinh ra ý nghĩ thế nào? trong lòng có chút do dự, Văn Thành đồ chờ nói, Chủ tịch Vương, thật sự nên xử lý bầu không khí lãng phí. Mật đông chúng ta nên thảo luận về vấn đề này, sau đó cần có hành động thống trị chuyên nghiệp. Chỉ sửa chữa thôi là không đủ, nhất định phải bình thường hóa cơ chế như vậy, chỉ như thế mới có thể cho ra điển hình, đả kích ngọn nguồn của nó, đánh mạnh vào những người thích xa hoa lãng phí. Vương tử quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng nghiêm túc nói. Đúng vậy, Văn Thành Đồ biết rõ sầm vật cương dù không muốn thì cũng phải mở ra một hoạt động lớn. Dù sao thì chuyện này nếu như không bị điểm danh phê bình thì không sao, thế nhưng nếu không cho ra phương án đối ứng thích hợp, như vậy đến khi tỉnh Mật Đông bị phê bình thì càng rơi vào thế bị động. Văn Thành Đồ châm một điếu thuốc rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, hôm trước khi quay lại thì bí thư sầm có bàn với tôi một vấn đề anh ấy nói là bây giờ trong tỉnh càng cần phải chú trọng đến các thành phố phát triển mạnh, không những để cho những thành phố này phát huy tác dụng quan trọng ở phương diện phát triển kinh tế, còn cần phải cho bọn họ có quyền lợi lên tiếng. Bí thư sầm nói đúng, vương tử quân hiểu vương tử quân nói ra những lời như vậy có nghĩa là gì, thế nhưng hắn không phản đối lời nói của sầm vật gương. Năm xưa hắn lấy thân phận bí thư thị ủy La Nam tiến vào thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, thật ra là ví dụ quá điển hình. Văn Thành Đồ chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Hôm nay hắn đến một là cảm tạ Vương Tử Quân, hai là nói cho Vương Tử Quân biết tin tức này. Còn Vương Tử Quân chuẩn bị như thế nào, đối phó ra sao, căn bản không phải là chuyện của hắn. Sau khi tiến chân Văn Thành Đồ ra cửa thì ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên tờ báo, thế nhưng trong đầu lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Văn Thành Đồ. Lúc này Văn Thành Đồ đến để lộ thông tin với mình nhưng vương tử quân không khờ dại cho rằng Văn Thành Đồ là người cùng chung chiến hảo với mình. Nếu để cho đồ phấn đấu tiến vào trong nhóm thường ủy tỉnh ủy, như vậy tế cục của vương tử quân ở mật đông sẽ biến đổi. Thế là hắn không khỏi xoa mày, lại rơi vào trầm ngâm. Lúc này trong phòng làm việc của sầm vật gương, bí thư sầm đang xem bài viết trước mặt, hai mắt tỏa ra ánh lửa, gương mặt đen càng thêm uy thế. Phương Anh Hồ căn bản không nhiều lần thấy được biểu hiện như vậy của sầm vật cương. Vì thế lúc này hắn cảm thấy tim mình ra tốc dưới ánh mắt của lãnh đạo, hắn biết rõ lần này bí thư sầm xem như thật sự nổi giận. Phương Anh Hồ xem xong bài báo thì biết ngay sầm vật cương sẽ nổi giận, thế nhưng cho dù hắn biết rõ, hắn cũng không thể không đưa tờ báo đến cho sầm vật cương. Dù gì thì hắn cũng là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, đây là công tác hắn cần phải làm hơn nữa cho dù phương anh hồ không đưa đến sầm vật cương cũng thông qua nhiều con đường để biết được điều này nếu như mình đến muộn để cho bí thư sầm phê bình hắn không bằng đến sớm cho dễ nói phương anh hồ tin tưởng sầm vật cương cũng có suy đoán riêng không ngờ sầm vật cương lắc đầu rồi quả quyết nói chuyện này không phải là do anh ấy làm ra không cần phải có thành kiến với anh ấy anh ta là người cầm lái tỉnh mật đông cũng có ý thức đại cục hơn nữa mặc kệ anh ấy làm gì, ít nhất cũng căn cứ vào sự phát triển của mật đông, điều này tôi hiểu rõ ràng. Bầu không khí trong phòng làm việc khá trầm tính, khi Phương Anh Hồ cảm thấy mình có chút đè nén, chợt nghe sầm vật cương nói tiếp, chuyện này có lẽ là thượng cấp thấy được, vừa đúng lúc thượng cấp đang cho ra chỉ thị xử lý các hành vi xa hoa lãng phí, chúng ta bị gió thổi lên đầu, không trách được người khác. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu thế nhưng lúc này không biết nên nói sao cho phải thư ký trưởng anh Hồ, lát nữa anh thông báo cho các vị thường ủy tỉnh ủy biết sáng mai tổ chức hội nghị thường ủy, chúng ta tiến hành thảo luận về phương diện này, đồng thời chuẩn bị tiến hành chỉnh đốn bầu không khí xa hoa lãng phí. Sầm vật cương nhìn Phương Anh Hồ rồi trầm giọng nói. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt của sầm vật cương, hắn trầm ngâm giớ lát rồi nói, bí thư sầm, chỉnh đốn bầu không khí này chính là công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, tôi cảm thấy nên để người của Ủy ban kỷ luật thành lập tổ công tác chuyên môn, căn bản cho ra vài phương án giải quyết là được. Trường 1768, một sói cũng thương con. Sầm vật cương nhìn Phương Anh Hồ, lão biết Phương Anh Hồ đang cho ra sắp xếp cực kỳ thiện ý, dùng biện pháp này để gỡ gạc thể diện của mình. Dù sao thì vài ngày trước mình mới đến thành phố Linh Long và nói vài lời, điều này có chút ảnh hưởng chính sầm vật cương là người quyết định cho hội trường tổ chức sự kiện tết kim hoa thứ hai được mở ra ở linh long bây giờ tiến hành thảo luận cho rõ ràng cũng thông qua hội nghị thường ủy xử lý bầu không khí xa hoa lãng phí như vậy không phải tự đánh vào mặt mình sao nhưng có điều mà phương anh hồ còn chú ý đến bài viết này căn bản cho sầm vật cương một cái tát nếu như lão che giấu để làm ta xem thường không bằng trực tiếp nhận sai và sửa sai là xong dù sao thì thượng cấp cũng cần nhìn vào phản ứng của bản thân mình ở sự kiện này được rồi cứ sắp xếp như vậy đi sầm vật cương khoát tay với phương anh hồ rồi dùng giọng chân thật đáng tin ói phương anh hồ khẽ gật đầu mà không lên tiếng hắn cũng không muốn tiếp tục khuyên bảo sầm vật cương nhưng khi hắn chuẩn bị đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư sầm hắn chợt dùng giọng trịnh trọng khẽ nói với sầm vật cương bí thư chuyện của đồ phấn đấu có phải là còn Lần này thành phố Linh Long thật sự phải bị phê bình ở phương diện xa hoa lãng phí, thế nhưng những thay đổi trong thời gian qua của thành phố Linh Long là quá rõ ràng, yêu khuyết điểm cần phải nhìn nhận rõ ràng, không nên vơ đúa cả nắm. Sầm vật cương đứng lên khỏi ghế rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Bí thư ngài nói đúng, phương anh hồi nhìn bộ dạng như chém đinh chặt sắt của sầm vật cương, thế là không khỏi cảm thấy sùng kính. Sầm vật cương thật sự là sầm vật cương. Xà Lê Hoa là trưởng phòng tuyên truyền tỉnh Mật Đông, tất nhiên nàng là một người mẫn cảm ở phương diện chính trị và không thua kém ai. Nàng nhìn bài báo ở trang đầu mà gương mặt không khỏi trở nên khó coi. Lần này thành phố Linh Long là chủ nhà của sự kiện Tết Kim Hoa, thế nhưng phòng tuyên truyền cũng là đơn vị làm chủ, bây giờ có sự việc như vậy diễn ra, nếu như không có trách nhiệm thì căn bản là không được. Hơn nữa sự kiện này liên quan đến thành phố Linh Long, nếu như là thành phố khác thì yêu cầu bọn họ kiểm điểm là xong, nhưng đây là Linh Long, là địa phương mà bí thư sầm cực kỳ yêu ái. Hơn nữa đồ phấn đấu còn là bí thư thị ủy được bí thư sầm đề cử tiến vào thường ủy tỉnh ủy, tuyệt đối không thể để cho đồ phấn đấu phải gánh trách nhiệm ở sự kiện này. Nếu như không phải là đồ phấn đấu gánh trách nhiệm, như vậy có phải là mình phải gánh trách nhiệm? Mặc dù xà Lê Hoa biết mình đã đến tuổi tiến lên, thế nhưng lại không có dư âm cầu tiến, căn bản cũng không muốn bị xử phạt. Dù sao xử phạt cũng không phải chuyện gì tốt, thậm chí sau này sẽ bị ghi chép lại trong hồ sơ. Thế nhưng nếu như bí thư sầm kiên trì để mình phải gánh trách nhiệm, như vậy mình nên làm gì bây giờ? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu xà lê hoa, điều này không khỏi làm cho nàng sinh ra cảm giác phiền muộn. Xà lê hoa đứng lên và chợt nhớ mình có chuyện cần sắp xếp cho văn phòng xử lý, nàng cầm điện thoại lên gọi cho vị chủ nhiệm văn phòng, thế nhưng lại chợt nhớ hình như đã lâu rồi mình chưa lộ diện ở văn phòng của phòng tuyên truyền. Xà Lê Hoa là một vị cán bộ nữ tính, nàng phải đảm bảo sự uy nghiêm của mình, hơn nữa cũng luôn muốn biểu hiện mình là vị lãnh đạo bình dị gần gũi. Vì muốn đạt đến hiệu quả này, hầu như mỗi tuần xà Lê Hoa đều đi đến khu văn phòng của phòng tuyên truyền một lượt. Phòng làm việc của xà Lê Hoa ở lầu 3, văn phòng cũng ở lầu 3 cốt yếu là vì muốn phục vụ thật tốt cho mình hành lang trong phòng tuyên truyền căn bản có chút trống rỗng, xà lê hoa đi trên hành lang mà không khỏi sinh ra cảm giác không thoải mái. May mà phòng làm việc của nàng ở không quá xa khu văn phòng, thế nên đã nhanh chóng đi đến. Xà lê hoa vừa mới đẩy cửa vào thì nghe bên trong có người nói, các anh nhìn bài viết này xem, dù không điểm danh địa phương nào, thế nhưng rõ ràng là có ý phê bình mật đông. Người ta nói vậy là nể mặt chúng ta, Thật ra chỉ cần người nào tinh ý nhìn qua là biết đang phê bình mật đông. May mà khi tổ chức sự kiện Tết Kim Hoa ở thành phố rừng mật thì chủ tịch Vương đã cố ý tiết kiệm, nếu không bây giờ đã bị điểm danh thẳng thường rồi. Đúng vậy, lần này thành phố Linh Long tổ chức hơi quá, chưa nói đến những phương diện gì khác, chỉ cần nhìn vào số ngôi sao lớn đến tham gia sự kiện Tết Kim Hoa cũng thấy rõ ràng. Nếu như cầm số tiền kia đi đầu tư xây dựng cơ sở đây không phải là một chuyện có lợi cho nhân dân và quốc gia sao những lời nghị luận này cũng không nằm ngoài dự đoán của xà lê hoa nàng chỉ cười cười mà không quan tâm khi nàng đang định đẩy nhanh tiến độ để người bên trong biết mình đang đến chợt nghe có người nói nếu như trước đó trưởng phòng xà lắng nghe ý kiến của chủ tịch vương bây giờ mật đông chúng ta cũng không bị phê bình trong chuyện này không thể trách trưởng phòng xà được vì trưởng phòng xà căn bản không thể nào quyết định được Thế nhưng phòng tuyên truyền chúng ta cũng là một đơn vị có liên quan, không tránh khỏi tình huống bị phê bình. Bên trong chợt vang lên những âm thanh thổn thức, xà lê hoa căn bản có thể đoán được tên của những người đang trò chuyện, thế nhưng lúc này nàng không có tâm tư so đo với bọn họ. Sau khi nàng trầm ngâm dây lát thì quay đầu đi về phía phòng làm việc của mình. Trên đường vẫn vắng lặng nhưng trong đầu nàng chợt vang vọng một câu, đó là nếu như mình sớm nghe chỉ thị của Chủ tịch phương sẽ không có hiện tượng này xảy ra. Trưởng phòng xà, ngài vừa đi đâu đấy? Khi xà lê hoa đi đến cửa phòng làm việc của mình thì chợt thấy chủ nhiệm văn phòng đi dến. Người kia cầm văn kiện trong tay, rõ ràng là có việc cần tìm mình. Tuy tinh thần không được tốt nhưng xà lê hoa vẫn cố gắng nở nụ cười nói, chủ nhiệm mế, có chuyện gì không? Mế đại túc làm chủ nhiệm văn phòng của phòng tuyên truyền đã được khá lâu, cũng xem như là có tư cách, thế nhưng lại cực kỳ sùng bái xà lê hoa. Lúc này nghe xà lê hoa hỏi thì khẽ nói, trưởng phòng xa, tôi vừa nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, nói là ngày mai bí thư sầm sẽ mở hội nghị thường ủy. Có nói là vì chuyện gì không? Xà lê hoa trầm ngâm dây lát rồi hỏi mễ đại túc. Hình như là thảo luận về phương diện đề cao địa vị chính trị của các địa phương kinh tế phát triển mạnh mẽ. Mễ đại túc nói đến đây thì nhìn thoáng qua xà lê hoa, sau đó nói tiếp, trưởng phòng xa, tôi cảm thấy đây là chuyện tốt của đồng chí đồ phấn đấu. Tất nhiên là chuyện tốt của đồ phấn đấu, nhưng tâm tình của xà lê hoa chợt trầm xuống, lúc này nàng khó thể nào áp chế được những suy nghĩ trong đầu mình. Nếu bí thư sầm đề bạt đồ phấn đấu, như vậy nàng không thể không là người gánh trách nhiệm. chương 1768, hai, sói cũng thương con. Xà lê hoa cảm thấy cực kỳ bất an, nàng chợt cảm thấy cảm giác tức giận bùng lên, thế nhưng chưa tức giận được bao lâu thì nàng lại chán nản. Nếu như sầm vật cương cho ra quy định như vậy, nàng có thể phản đối được sao? Được rồi chủ nhiệm mễ, anh đi công tác đi. Xà lê hoa có chút bực bội, nàng phất tay với thủ hạ của mình, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Mễ đại túc muốn nói thêm điều gì đó, thế nhưng khi nhìn vào hai mắt của xà lê hoa, hắn không thể không thu hồi lời nói của mình dù sao thì cấp bậc kia cũng quá cao với hắn, hắn nói nhiều lời liên quan cũng không phải là việc gì tốt. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình thì xà Lê Hoa vẫn còn nghĩ đến câu nói nghe được trong văn phòng rồi thầm nghĩ, nếu như lúc đó Chủ tịch Vương không ngăn cản mình, chỉ sợ bây giờ càng có trách nhiệm lớn. Lỗ Đình Thành dùng ánh mắt âm trầm nhìn con trai của mình, lão không ngờ con mình không có chút tiến triển nào, chính mình yêu cầu nó theo đuổi con gái của Văn Thành Đồ, căn bản không ngờ chẳng làm được gì, hơn nữa còn bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Tiểu tử ngu ngốc này đúng là tìm đường chết, lỗ đỉnh thành nghĩ đến gương mặt âm trầm của người được văn thành đồ phái đến, lão không khỏi cảm thấy phát run. Lão biết rõ chính mình tuy công thành danh toại thế nhưng lại kém văn thành đồ bao nhiêu thứ. Vị thư ký kia của văn thành đồ tuy không nói nửa câu làm co lỗ đỉnh thành cảm thấy không thoải mái, thế nhưng càng là như vậy thì lão càng cảm thấy khó chịu. Tục ngữ có câu, chó sủa không cắn, chó cắn không sủa, nếu như mình không hồi đáp lại lời nói của Văn Thành Đồ, chỉ sợ người kia sẽ không tha cho mình. Trước đó con trai lỗ trẻ cảnh gây chuyện ở thủ đô, thứ nhất là vì có nhiều người nói lời giúp đỡ, thứ hai là Vương Tử Quân cũng không quá so đo, thế nên lỗ trẻ cảnh bị giam giữ vài ngày rồi thôi. Nhưng bây giờ Văn Thành Đồ sẽ dễ chịu như vậy sao? Bố, ngài đến tìm con à? Lỗ trẻ cảnh đi vào trong phòng của bố rồi dùng giọng cung kính nói. Hừ, tôi nghe nói cậu ở đây, tôi là bố không đến thăm cậu được sao? Lỗ đỉnh thành có một đứa con trai, trước kia rất ít khi chú tâm dạy bảo, thế nhưng bây giờ thật sự sinh ra ý nghĩ muốn đánh cho một trận. Bố, sự việc của con không có tiến triển gì, thế nhưng ngài yên tâm, con sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, điều này. Lỗ trạch cảnh thấy bố nói như vậy thì không khỏi vộ vàng mở miệng đảm bảo, muốn bố mở một mặt lưới cho mình. Lỗ đỉnh thành cười hi hi, lão không chờ lỗ trạch cảnh nói xong mà cầm lấy một cái kẹp cà vạt ném về phía lỗ trạch cảnh. Lỗ trạch cảnh không ngờ bố chưa nói đã ra tay, hắn không kịp phản ứng bị chiếc kẹp cà vạt xẹt qua miệng, một vệt máu xuất hiện trên khóe miệng. Bố, con sai rồi, ngài tha thứ cho con, sau này con không dám nữa lỗ trẻ cảnh nhìn lỗ đỉnh thành mà dùng giọng cực kỳ sợ hãi cầu xin tha thứ. Hừ, thằng súc sinh, bây giờ mới biết sợ sao. Thiếu chút nữa tao đã bị hủy hoại trong tay mày rồi, thằng khốn này. Lỗ đỉnh thành nói rồi cầm chiếc kẹp cà vạt lên đánh tới, lỗ trẻ cảnh chỉ có thể ôm đầu bảo vệ đầu mà thôi. Hai phút sau lỗ đỉnh thành mới buông chiếc kẹp cà vạt ra, lão nhìn thoáng qua lỗ trẻ cảnh rồi lạnh lùng cười nói, con trai, bố cũng không muốn đánh con, thế nhưng bố không còn biện pháp nào khác, nếu không làm trỏ rõ ràng, chỉ sợ bố đây cũng gặp phiền toái lớn. Bố, con cũng không làm gì cả, chỉ là gặp phải vương tử quân, điều này. Lỗ trẻ cảnh nói đến đây thì vẫn phải ôm đầu, bộ dạng có vài phần sợ hãi. Lỗ đỉnh thành nhìn bộ dạng của con trai mà thở dài một hơi, lão là người dựng lên nghiệp lớn từ hai bàn tay trắng, dù thế nào cũng là hạng người kiêu hùng, không ngờ con trai lỗ trẻ cảnh lại vô dụng như vậy, căn bản là hổ phụ sinh khuyển tử. Con đúng là quá ngốc, bây giờ vết sẹo cũ của con không còn đau, Vương tử quân bỏ qua cho con một thời gian mà không biết sửa đổi. Con có biết không, Vương tử quân vừa mới đến mật đông nên còn chú ý đến hình tượng của mình, cũng không muốn chấp nhất với một con sâu nhỏ như con, thế nên mới cho con bài học nhỏ mà thôi. Nhưng con lại đi trêu chọc cả văn thành đồ con cảm thấy mình có thể chọc vào những nhân vật kia được sao? Bố, vậy làm sao bây giờ? Lỗ trẻ cảnh lúc này cảm thấy hai chân run lên, hắn nghĩ đến chuyện trước kia của mình mà không khỏi cảm thấy rung động. Không cần phải vào trại giam, lúc này con được đi đến một nơi rất tốt. Lỗ đỉnh thành nhìn thoáng qua con trai của mình rồi nói, tôi sẽ cho con đi đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình nghỉ ngơi vài tháng. Bố, con phải giả bệnh sao? Được, con sẽ đi ngay. Lỗ trẻ cảnh vui mừng nói với lỗ đỉnh thành. Lỗ đỉnh thành cười cười khoát tay áo nói, con đi đi, bây giờ bố còn có công tác cần xử lý. Lỗ trẻ cảnh cảm thấy rất vui mừng, lúc này hắn không muốn ở cùng bố mình, hắn vui vẻ đi ra ngoài. Lỗ đỉnh thành thì về phía con mình đi ra mà không khỏi thầm nghĩ, con trai, đừng trách bố độc ác. Khi lỗ trẻ cảnh thầm nghĩ như vậy, chợt có tiếng thét thảm thiết vang lên ở cầu than, chợt có người hét lớn, ôi, không hay rồi, cảnh thiếu ra rơi xuống dưới lầu. Lỗ đỉnh thành nghe tiếng kêu thê lương liên tục vang lên mà khóe miệng có chút run rẩy, nhưng sau đó hắn đi đến bàn làm việc của mình nhìn vào một tấm hình. Trong hành lang ở bên cạnh phòng họp thường ủy tỉnh ủy, vương tử quân chậm rãi tiến về phía trước, trên mặt treo nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu với những nhân viên công tác chào hỏi mình. Triệu hiểu bạch đi theo sau lưng hắn, trong tay cầm theo một ly nước trà giữ ấm. Chủ tịch Vương, hôm nay ngài đến có hơi sớm đấy. Khi Vương tử quân đi về phía trước thì chợ nghe thấy có người chào hỏi, hắn quay đầu nhìn, phát hiện bí thư văn thành đồ đang đứng ở bên cạnh nhìn minh. Vương tử quân đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của Văn Thành Đồ, hắn chợt nói, lần này chỉ là đi hơi nhanh mà thôi. Văn Thành Đồ cười cười nói, chủ tịch, ngài thật sự là trẻ tuổi có khác, tôi già rồi, căn bản không theo kịp tiến độ của ngài hai người cười cười với nhau sau đó đi về phía phòng họp khi hai người bước đi chợt nghe có người nói anh kim anh đi đường nên chậm rãi một chút nếu không chỉ sợ gặp điều không may coi chừng té ngã không thể nào được đi trên con đường thế này mà té thì căn bản là rất khó kim chính thiện cười ha hả rồi trầm giọng nói anh còn không tin sao tôi nghe nói hôm qua không biết công tử nhà lỗ đỉnh thành bị chuyện gì mà ngã cầu thang rơi xuống lầu, kết quả là gãy chân. Tiểu tử này cũng xui xẻo, không biết đi đứng mắt để đi đâu. Âm thanh này truyền đến từ rất xa, vương tử quân nghe và biết người nói là trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh. chương 1769, một muốn bao phủ âm thanh của anh. Vương tử quân thật sự là lần đầu tiên nghe nói lỗ trẻ cảnh bị ngã gãy chân, hắn có chút sướng sốt, dư quang khóe mắt nhìn về phía Văn Thành Đồ. Lúc này gương mặt của Văn Thành Đồ vẫn cực kỳ bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng không chớp, bộ dạng không liên quan đến mình. Vương tử quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn cười cười, cũng giả vờ như không nghe thấy. Đối với hắn thì lỗ trẻ cảnh không tính là hạng người gì. Sau khi sáng vai với lỗ trẻ cảnh đi vào trong phòng họp, vương tử quân bất ngờ phát hiện sầm vật gương đã ngồi ở trong phòng, tình cảnh như thế này chưa từng xảy ra trước kia. Hắn không khỏi cười cười với sầm vật cương, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Khi vương tử quân đi vào thì sầm vật cương đang trò chuyện với Lý Trinh Siêu, khi thấy vương tử quân ngồi xuống thì lão cười nói, Chủ tịch vương, vừa rồi tôi có nghe bí thư Lý thông báo vài lời, xem ra sau này chúng ta đi cầu thang cũng phải chú ý, nếu như chân dẫm vào khoảng không thì sẽ té ngã con trai của lỗ đỉnh thành căn bản làm cho người ta không thể không lo lắng, ngay cả phương diện đi lại cũng không an toàn. Bí thư sầm, tôi cũng vừa nghe nói đến chuyện này. Vương tử quân cười cười, cũng không cho ra lời bình phán gì với sự kiện này. Sầm vật cương cười cười rồi đưa mắt nhìn một vòng chung quanh, lúc này mới trầm giọng nói, các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập các vị chủ yếu là vì hai phương diện. Sầm vật cương nói rồi đưa mắt nhìn thoáng qua phương anh hồ, sau đó trầm giọng nói, thư ký trưởng anh Hồ, anh thông báo nội dung của tờ báo hôm qua cho mọi người. Dù mọi người có lẽ cũng đã được đọc rồi, thế nhưng tôi cảm thấy cũng nên cho ra ấn tượng sâu sắc hơn. Tuy sầm vật cương không nói đó là bài viết gì, thế nhưng đám người nơi đây đều hiểu rõ. Sau khi sầm vật cương nói xong, Phương Anh Hồ nhanh chóng cầm bài viết trên trang báo lên đọc. Đối với chuyện này mặc dù mọi người đều căn bản thầm hiểu lẫn nhau, thế nhưng lúc này sầm vật gương để cho Phương Anh Hồ đọc lại bài báo không khỏi làm cho người ta bất ngờ. Bầu không khí vốn thoải mái đã nhanh chóng trở nên ngưng trọng, một đám thường ủy tỉnh ủy ngồi nghiêm chỉnh nghe Phương Anh Hồ đọc bài báo mà mọi người đều đã hiểu nội dung. Bài viết căn bản không quá một ngàn chữ nên đọc không mất bao lâu, khi Phương Anh Hồ đọc báo thì đại đa số nhân viên tham gia hội nghị thường ủy đều trầm mặc không nói, loại cảm giác dày vò này làm cho người ta sinh ra cảm giác vài phút như cả năm. Sau khi Phương Anh Hồ đọc xong bài báo thì sầm vật cương cũng không ngẩng đầu lên, lão liên tục ghi chép cái gì đó lên giấy, hình tượng trầm ổn như núi. Vương tử quân lẳng lặng lắng nghe Phương Anh Hồ đọc bài báo, lúc này đã biết vì sao sầm vật cương lại cho người đọc lại bài báo. Tuy hắn hiểu nhưng sầm vật cương muốn làm gì thì hắn cũng không ngăn được. Các đồng chí, bài báo kia dù không điểm danh nơi nào, thế nhưng rõ ràng là phê bình tỉnh mật đông chúng ta. Tại sự kiện này người khác có thể nhìn như không thấy, thế nhưng mật đông lại không thể bỏ qua được. Chúng ta không nên có thái độ che giấu với sai lầm, cần phải nhìn vào trực diện. Sầm vật cương chờ Phương Anh Hồ đọc xong thì đưa mắt nhìn bốn phía nói. Trong sự kiện này bản thân tôi là người gánh trách nhiệm chủ yếu, tôi là người chủ đạo cho ra ý kiến ở phương diện tổ chức Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long. Mặc dù khi đó tôi xuất phát từ nguyên nhân tuyên truyền cho thành phố Linh Long, muốn tăng cường kinh tế của thành phố này thế nhưng dù thế nào thì quyết sách của tôi tạo nên lãng phí không tất yếu trách nhiệm của tôi là không đẩy cho ai được tôi cũng không lãng tránh vì vậy trước khi họp thường ủy hôm nay tôi đã tiến hành làm kiểm điểm với lãnh đạo trung ương sầm vật cương nói làm cho đám người nơi đây không khỏi chấn động không ai ngờ vì sự việc này mà sầm vật cương phải làm kiểm điểm với lãnh đạo trung ương vô tình bầu không khí trong phòng họp vốn đã yên tĩnh bây giờ càng thêm trầm lặng từng ánh mắt nhìn về phía sầm vật gương bọn họ muốn xem biểu hiện của bí thư sầm có gì khác biệt hay không thế nhưng chỉ thấy gương mặt lãnh đạo vẫn đông cứng như cũ biết sai có thể sửa mới là tốt đẹp chúng ta đều biết điều này biết sai chỉ là một phương diện bây giờ điều chúng ta cần làm là phải sửa sai sầm vật gương nói đến đây thì nhìn thoáng qua vương tử quân lúc này tôi cũng muốn thừa nhận sai lầm với chủ tịch vương Trước đó chủ tịch Vương đã đề tỉnh tôi ở phương diện tổ chức sự kiện ở thành phố rừng mật, thế nhưng tôi quá chủ quan, căn bản là không coi trọng, thế nên mới đưa đến tình huống tổ chức sự kiện quá phô trương ở thành phố Linh Long. Vương Tử Quân thấy Sầm Vật Cương nhắc đến mình thì không thể không mở miệng, "Bí thư Sầm, tuy sự kiện Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long tổ chức có chút phô trương, thế nhưng chúng ta cũng nên quan tâm đến tâm tình của các đồng chí thành phố Linh Long, bọn họ lần đầu tiên tổ chức một sự kiện như vậy." thế nên khó tránh khỏi phương diện cố gắng làm cho tốt mà thôi. Lần này sự kiện Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long cũng có tác dụng rõ ràng, không những đề cao danh tiếng của TSP, Linh Long còn có nhiều tác dụng tốt ở phương diện phát triển kinh tế. Tôi cảm thấy chúng ta nên phân ra làm hai vấn đề để nhìn nhận cho đúng đắn. Sầm vật gương khoát tay áo nói, Chủ tịch, anh cũng không cần nói lời rú đỡ, sai chính là sai, nếu như tôi không có dũng khí thừa nhận sai lầm, sao có thể điều khiển được con thuyền lớn mật đông đi về phía trước. Thưa các đồng chí, bài học khắc sâu này yêu cầu chúng ta không những làm tốt công tác kế tiếp, còn phải suy xét và hạch toán thành phẩm. Cần phải quán triệt đề nghị của Chủ tịch Vương, xài tiền phải suy xét chu đáo, không nên lãng phí phô trương, cần phải nghiêm khắc thực hiện tác phong gian khổ mộc mạc. Sầm vật cương nói làm cho vương tử quân không khỏi cười khổ, bây giờ hắn xem như được kiến thức thủ đoạn của bí thư sầm, không những là năng lực xuất chúng, còn xuất chúng ở phương pháp xử lý vấn đề, giỏi chuyển hóa việc bất lợi thành có lợi. Sau khi Sầm Vật Cương nói ra những lời tự phê bình, hội nghị thường ủy thông qua hoạt động đả kích và trừng phạt nghiêm những hành vi xa hoa lãng phí trong tỉnh. Sầm Vật Cương là tổ trưởng tổ công tác, bí thư khang tác chính của Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy làm phó tổ trưởng, còn phương án hành động cụ thể thì do Ủy ban kỷ luật đề xuất sau khi thảo luận xong đề tài này thì sầm vật cương uống một hớp trà nói chúng ta nên tiến hành phê bình những đồng chí có sai lầm thế nhưng cũng nên khen ngợi những đồng chí có thành tích hai ngày trước tôi đến thành phố linh long bí thư thị ủy tiền nhiệm của thành phố linh long có đề xuất một ý kiến tôi cảm thấy ý kiến này rất tốt vị bí thư lão thành kia nói những năm qua kinh tế của thành phố linh long liên tục phát triển đã trở thành một trong những động cơ chèo chống kinh tế của tỉnh thành phố Linh Long ăn bản cho ra nhiều cống hiến với tỉnh Mật Đông, chúng ta không thể để lừa kéo xe mà không cho ăn cỏ được. Sầm vật cương nói đến đây thì gương mặt có vài phần vui sướng, một hội nghị thường ủy có bầu không khí khá đẻ nén bây giờ vì một nụ cười của bí thư sầm mà dễ dàng thoải mái hơn. Tuy người nơi đây đều hiểu tính toán của sầm vật cương, thế nhưng ai cũng nở nụ cười nể tình. Trường 1769, 2, muốn bao phủ âm thanh của anh. Ha ha, khi đó vị bí thư kia có nói, tỉnh ủy Mật Đông chúng ta nên thưởng phạt rõ ràng, thành phố Linh Long đã cho ra nhiều cống hiến vì sự phát triển của Mật Đông, thế nên khi cần ban thưởng thì cũng không nên keo kiệt. Sầm vật cương nói đến đây thì uống một hớp trà rồi nói với vương tử quân, cho đến nay thì thượng cấp luôn khởi xướng các địa phương nên gia tăng trọng trách cho các thành phố phát triển mạnh về kinh tế. Chủ tịch vương năm xưa là bí thư thị ủy La Nam còn kiêm nhiệm cả vị trí thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, tất nhiên vì đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân cười nói với lời khích lệ của Sầm Vật Cương, Bí Thư, khi đó là thượng cấp muốn tôi được rèn luyện. Rèn luyện hay bồi dưỡng cũng là như nhau, đều là lãnh đạo quan tâm đến công tác của chúng ta. Sầm Vật Cương cười cười rồi nói tiếp, đối với việc tốt thì chúng ta nên học tập, đối với những phương pháp tốt thì chúng ta nên thúc đẩy mở rộng. Chỉ như vậy mới đưa công tác của chúng ta tiến lên một bậc thang mới. Vương tử quân không lên tiếng, bây giờ sầm vật cương đã tạo nên thế cục tốt, hắn căn bản không có khả năng phá hư thế cục này. Nếu như hắn ra sức mà không công, căn bản không bằng nghe sầm vật cương nói tiếp. Hai năm qua thành tích công tác của thành phố Linh Long là quá rõ ràng, vì vậy chúng ta nên gia tăng thêm trọng trách cho đồng chí đổ phấn đấu, mọi người cảm thấy điều này có phù hợp không? Sầm vật cương ngửa đâu nhìn đồng hồ rồi lớn tiếng nói với mọi người chung quanh. Trong phòng không ai lên tiếng, tất cả mọi người giống như đang chờ điều gì đó. Lúc này Sầm Vật Cương chợt cười nói, "Bí thư Văn, anh là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, anh nói xem ý kiến vừa rồi của tôi có chút khiếm khuyết gì không?" "Bí thư Sầm, tôi cảm thấy ý kiến của ngài là rất hay, nên cho những thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ có được đãi ngộ chính trị tương xứng, nhưng vậy không những đề cao quyết tâm phát triển kinh tế của địa phương, còn làm cho các thành phố phát triển kinh tế có được lực ảnh hưởng của mình, ra sức giúp đỡ địa phương phát triển mạnh mẽ hơn. Văn Thành Đồ đặt cây bút trong tay xuống rồi nở nụ cười vui vẻ nói lời khẳng định với Sầm Vật Cương. Sau khi Văn Thành Đồ lên tiếng thì đến lượt Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn mở miệng căn bản cực kỳ có lý lẽ, trung tâm lời nói của hắn chỉ có một, đó là khẳng định lời nói của bí thư Sầm Vật Cương. Khi hai vị lãnh đạo chủ quản của công tác tổ chức nhân sự lên tiếng, bầu không khí trong phòng họp có chút trầm mặc, mọi người đều nhìn về phía vương tử quân. Mọi người nơi này đều hiểu rõ đồ phấn đấu là người theo sát bí thư sầm, xuất phát từ góc độ của vương tử quân, hắn chỉ cần thiếu một chút nữa là vượt qua sầm vật cương ở trong tỉnh, thế nên tuyệt đối không đồng ý cho đối phương kéo dài sự tranh lệch. Nhưng bây giờ bí thư sầm nói xong, chủ tịch vương nếu cứng nhắc phản đối, chỉ sợ sẽ làm cho người ta nghĩ rằng có biểu hiện ngang ngược, chuyện này sẽ làm cô người ta cầm được chuôi dao của mình. Vương tử quân nhìn về phía ánh mắt mọi người, hắn chợt cười cười nói, tôi trên nguyên tắc đồng ý với ý kiến của bí thư sầm, chúng ta nên cho các vị bạo ẩn thị ủy của thành phố phát triển kinh tế tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy, nhìn từ tổng thể thì sự kiện này có lợi cho đại cục phát triển kinh tế trong tỉnh. Sầm Vật Cương khi sắp xếp cho sự kiện lần này thì thậm chí nghĩ rằng Vương Tử Quân nên phản đối như thế nào. Bây giờ nghe Vương Tử Quân không phản đối, lão không khỏi có chút hưng phấn khó hiểu. Sầm Vật Cương sợ Vương Tử Quân nói ra thêm những lời không hay, lão nói với Uông Thanh Minh, trưởng phòng Uông, anh cho ra tài liệu ghi chép ý kiến của hội nghị thường ủy hôm nay, hai ngày nữa tôi sẽ về thủ đô tham gia họp, tôi sẽ trọng điểm báo cáo với trưởng ban Dương hà kiến trương nhìn thấy uông thanh minh gật đầu hắn chuẩn bị lên tiếng khi hắn còn chưa nói gì thì vương tử quân bên kia đã khoát tay áo vương tử quân không lên tiếng thì sự kiện này xem như được thông qua sầm vật cương nhìn đám người trong phòng họp mà không khỏi cảm thấy hưng phấn cho đến nay lão đều có thái độ cực kỳ vững vàng thận trọng thế nhưng thực tế thì trong lòng có thêm vài phần thừa số hiếu chiến sau khi hội nghị giải tán Sầm Vật Cương cùng Uông Thanh Minh và Phương Anh Hồ cùng đi về phía phòng làm việc của mình. Khi ngồi vào chỗ của mình thì Sầm Vật Cương trầm giọng nói với Uông Thanh Minh, trưởng phòng Thanh Minh, có một số việc chậm thì sinh biến. Bây giờ sự việc đã được quyết định, tôi thấy nên chấp hành với tốc độ nhanh nhất thì hay hơn. Uông Thanh Minh gật đầu nói, bí thư sầm, chuyện này tuy Chủ tịch Vương không phản đối, thế nhưng anh ấy cũng không hy vọng đổ phấn đấu tiến vào trong danh sách thường ủy tỉnh ủy tài liệu của chúng tôi sẽ được đưa lên vài ngày mai, mấu chốt là ngài nên nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo thượng cấp, nhanh chóng tìm được sự giúp đỡ của lãnh đạo ở phương diện này. À, anh yên tâm, tôi dù bất cứ giá nào cũng phải yêu cầu trưởng Ban Dương quan tâm một chút đến sự kiện này. Với điều kiện kinh tế và lực ảnh hưởng của thành phố Linh Long, sao không thể tiến vào trong ban ngành thường ủy cho được? Sầm vật cương nói đến đây thì có thêm vài phần hào khí hai ngày qua tất cả nhìn như không thuận, nhưng khoảnh khắc này tất cả đã bị ném đi xa. Mặc dù sầm vật cương mất mặt rất lớn với sầm vật cương ở sự kiện tổ chức Tết Kim Hoa, Vương Tử Quân cũng gia tăng lực ảnh hưởng của mình. Thế nhưng sầm vật cương thông qua hội nghị thường ủy hôm nay để bảo trì ưu thế của mình ở mật đông. Chỉ cần có đồ phấn đấu thì tất cả không còn là vấn đề. Sáng sớm khi vương tử quân tập thể dục đi về nhà, lúc này Tiểu Bảo Nhi đeo một chiếc cặp màu đỏ đang chạy quanh sân, bên cạnh Tiểu Bảo Nhi chính là Văn Ngư Nhi đang mặc một bộ quần áo màu hồng. Văn Ngư Nhi có dáng người cao gầy, một bộ quần áo màu hồng làm cho bản thân nàng nổi bật như một đóa hoa. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi đang vã mồi hôi rồi nói, Tiểu Bảo Nhi, vào nhà dùng cơm thôi. Vương Tử Quân nói rồi chào hỏi Văn Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi, tôi lần đầu tiên thấy cái cặp này, là cô mua cho Tiểu Bảo Nhi sao? chủ tịch vương anh cũng đừng nên ức hiếp người tôi bây giờ đã tham gia công tác cũng không còn là tiểu ngư nhi văn ngư nhi dùng ánh mắt giống như tức giận nhìn vương tử quân sau đó nàng nói với tiểu bảo nhi tiểu bảo nhi chị và giáo viên tiếng anh của em là bạn học năm xưa trước mặt cô giáo thì em gọi chị là gì tiểu bảo nhi đứng bên cạnh vương tử quân nó suy nghĩ giây lát rồi dùng giọng uất ức nói chị ngư nhi nếu em gặp chị trong trường sẽ gọi là gì còn về nhà thì vẫn gọi là chị. Như vậy sao được, không phải vai vế của chị sẽ nhỏ hơn cô giáo của em sao? Này Tiểu Bảo Nhi, nếu như em không nghe lời, chị sẽ tố cáo em với cô giáo. Văn Ngư Nhi cố gắng bày ra bộ dạng đáng sợ nói. Chương 1770, quy định không thể phá lệ. Tiểu Bảo Nhi là một học sinh ngoan ngoãn trong mắt cô giáo, thế nên căn bản là không chịu được lời uy hiếp của Văn Ngư Nhi. Nó nhìn về phía Văn Ngư Nhi, sau đó lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân xoa mái tóc của Tiểu Bảo Nhi rồi cười nói, "Đây không phải là vấn đề quan trọng, điều quan trọng của con bây giờ là cố gắng học thật tốt, sau đó mới có thể vui chơi được." "Chủ tịch Vương, sao lại không quan trọng, làm sao anh có thể như vậy?" Văn Ngư Nhi thấy những gì mình vất vả phấn đấu trở thành không quan trọng trong mắt Vương Tử Quân, thế là không khỏi có chút bực mình vương tử quân cười cười nói được rồi tiểu bảo nhi cũng phải dùng cơm cô cũng về sắp xếp mà chuẩn bị đi làm mặc dù vương tử quân nói chuyện rất ôn hòa nhưng văn ngư nhi nghe vào tai vẫn cảm thấy khó thể chống lại được nàng khẽ vẫy tay với tiểu bảo nhi sau đó mới xoay người rời đi nhưng khi nàng đi qua bên cạnh vương tử quân thì dùng giọng khe khẽ nói chuyện hôm đó rất cảm ơn anh vương tử quân nhìn một văn ngư nhi biến mất trước mặt mình như một con nhá nhỏ vẫy đuôi trong nước hắn không khỏi khẽ lắc đầu sau đó kéo tiểu bảo nhi đang vui vẻ vì có chiếc cặp mới đi vào nhà mạc tiểu bắc đã nấu cơm sáng xong ba người cùng vây quanh bàn ăn vui vẻ dùng cơm vương tử quân ăn xong bát cháo của mình hắn nói với mạc tiểu bắc hôm nay anh sẽ đến thành phố linh long tham gia hội nghị có lẽ sẽ về muộn một chút anh cũng đừng nên uống nhiều rượu quá mạc tiểu bắc buông thìa rồi nói với vương tử quân vương tử quân khẽ gật đầu hắn dùng giọng giống như tự diễu nói hôm nay chỉ sợ không được uống rượu ấy chứ mạc tiểu bắc có chút sướng sốt nhưng khi nàng nhìn nụ cười trên mặt vương tử quân nàng cũng không hỏi nhiều gần đây nàng giống như đã thích ứng với vai trò một người vợ một người mẹ trong gia đình tri thức công nghệ cao bây giờ chuyển sang tri thức nấu nướng hơn nữa nàng lại cảm thấy vui vẻ không biết mệt kết quả của nó là mỗi ngày vương tử quân và tiểu bảo nhi không muốn ra ngoài dùng cơm chỉ đợi đầu bếp giỏi của gia đình làm món, sau đó ăn như điên, thật sự vui vẻ, cả nhà cũng hoàn thuận. Mỗi lần Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc vui vẻ nấu món mới, hắn không khỏi cảm khái, đây là Mạc Tiểu Bắc của công nghệ cao sao. Sau khi cầm lấy cặp văn kiện của mình, Vương Tử Quân xảy bước ra khỏi nhà. Triệu Hiểu Bạch vẫn ở bên ngoài đúng vị trí cố định, khi Vương Tử Quân đi ra thì hắn tiến lên cầm lấy cặp, Vương tử quân nhìn gương mặt cẩn thận của triệu hiểu bạch thì không khỏi nở nụ cười, sau đó hắn ngồi lên vị trí quen thuộc của mình trên xe. Đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Vương tử quân chờ xe khởi động thì trầm rong hỏi. Chủ tịch, vừa rồi tôi có liên hệ điện thoại với thư ký trưởng trương, thư ký trưởng trương nói tất cả đã chuẩn bị xong. Triệu hiểu bạch nói tiếp, lần này Ủy ban Nhân dân tỉnh điều ra hai chiếc Toyota Coaster, tất cả nhân viên đều leo lên hai xe này, 7 giờ 30 sẽ phải tập hợp trong khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Vương tử quân gật đầu nói, hiểu bạch, cậu có cảm thấy tôi nên cho ra một chỉ thị, đó là nếu như sau này xuống địa phương tham gia hội nghị, tôi sẽ cùng nhân viên ngồi một xe, cậu nói xem chấp hành điều này có khó khăn gì không? Căn bản là không khó, triệu hiểu bạch trầm ngâm dây lát rồi lên tiếng. Vương tử quân cười cười nói, lúc bắt đầu có lẽ là không khó, Thế nhưng khi thật sự tiến hành trong thời gian dài thì sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy được. Quy định này có tác dụng với đồng chí bình thường, thế nhưng khi thời gian trôi qua, căn bản sẽ bị người ta ném sau đầu, sẽ bị người ta loại ra khỏi lịch sử phát triển. Triệu Hiểu Bạch trầm mặc một lúc, hắn thầm nghĩ đến ý nghĩa câu nói của Vương Tử Quân. Sau khi trầm ngâm một lúc thì cảm thấy câu nói của Chủ tịch Vương là rất đúng. Đây chỉ là một hoạt động theo phong trào chỉ một thời gian sau sẽ có những hành động phá lệ thời gian dài sẽ trở nên rỗng tuếch dù hạ cấp kiên quyết tuân thủ không có phá lệ thế nhưng sau khi chủ tịch phương rời đi thì sao vì vậy ra quy định tốt là không khó cái khó là phải làm sao để bên dưới chấp hành theo quy định điều này mới cần phải tăng cường giám sát các thành phố chỉ cần chúng ta giám thị đúng chỗ thì những người kia sẽ gia tăng tính tự giác nhưng nếu như chúng ta buông lỏng giám thị những đối tượng kia cũng chậm rãi thả lỏng hơn. Vương tử quân cảm khái một câu rồi cười cười nói, tôi còn chưa nghĩ ra phương án trường kỳ, thế nhưng những công tác có lợi cho phương diện tránh xa hoa lãng phí, hơn nữa còn tác động tích cực cho tác phong của cán bộ, chúng ta cần phải nhắc đến. Triệu hiểu bạch nhìn vẻ mặt của vương tử quân, lúc này hắn không biết nói sao cho phải. Sau khi trầm mặc dây lát thì triệu hiểu bạch lên tiếng, chủ tịch vương, khi chúng tôi đến đón ngài, Chúng tôi thấy xe số 1 thị ủy Linh Long chạy vào trong. Xe số 1 thị ủy Linh Long là của đồ phấn đấu, người này đi đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy làm gì? Căn bản dễ dàng hiểu được. Vương Tử Quân không lên tiếng, Triệu Hiểu Bạch cũng không lên tiếng. Sự kiện này Triệu Hiểu Bạch chỉ nói cho Vương Tử Quân biết mà thôi, lãnh đạo xử lý thế nào là chuyện hắn không thể quan tâm. Xe chạy đến trước khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân xuống xe hai chiếc xe của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dừng cách đó không xa. Có hai ba mươi người đang cười cười nói nói bên kia, có lẽ là người đến Linh Long tham dự hội nghị. Vương tử quân xuống xe sau đó đi về phía hai chiếc Toyota Coaster. Đám người đang vui cười bên kia thay vương tử quân đi đến thì không khỏi dừng cười, bầu không khí khá yên ắng. Tình hình yên ắng chỉ xuất hiện sau giây lát, những người tự nhận định mình có thân phận đều nhanh chóng tiến lên chào hỏi vương tử quân. Những người cảm thấy thân phận của mình là chưa đủ, dù thật lòng rất muốn đến tiếp xúc gần với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không dám di chuyển. "Chủ tịch, đề nghị của ngài là rất tốt, chúng ta cùng ngồi xe đến thành phố Linh Long, vừa vặn lên xe có thể báo cáo công tác với ngài." Giám đốc Sở Xây dựng La Hứa Quang Nhiên nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân nhìn cái bụng nhô lên cao của Hứa Quang Nhiên, hắn không khỏi nở nụ cười, "Anh Hứa cái gì chúng ta cũng có thể bàn được, thế nhưng anh nên chú ý một chút, bây giờ căn bản là khá mập rồi. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã quan tâm, tôi đã có kế hoạch, chuẩn bị 3 tháng sau sẽ lấy đi những phần thịt dư thừa của mình. Hứa quang nhiên nở nụ cười càng thêm sáng lạn, rõ ràng hắn cảm thấy Vương Tử Quân hỏi han sức khỏe của mình, đây là coi trọng mình. Khi Vương Tử Quân lên xe thì những nhân viên sẽ tham gia hội nghị đều bắt đầu tự tập lại, chỉ vài phút sau Hà Kiến Trương và Thi Thịnh Phi đều leo lên xe. Chủ tịch, người đã tập trung đông đủ, có thể đi được chưa? Trương Tề Bảo nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lên tiếng báo cáo. Vương Tử Quân gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Trương 1771 một có một từ gọi là nhiều. Khi Vương Tử Quân ngẩng đầu lên sắp xếp, lúc này Sầm Vật Cương đang đứng bên cạnh một ô cửa sổ trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Lão lặng lẽ nhìn thấy tất cả. Vẻ mặt Sầm Vật Cương rất bình thường, sau khi xe bên dưới chạy đi thì lão quay sang nói với Phương Anh Hồ ở sau lưng mình, "Thư ký trưởng Anh Hồ, anh cho ra ngoài một thông báo, sau này tỉnh ủy đi xuống địa phương tổ chức hội nghị đều phải theo hình thức như thế này." Phương Anh Hồ đứng sau lưng Sầm Vật Cương nghe bí thư Sầm phân phó mà có chút do dự, sau đó mới trầm giọng nói, "Bí thư ngày hôm trước phía ủy ban nhân dân tỉnh có đưa sang những điều lệ chỉnh đốn kỷ luật tương quan lúc này đang đặt lên bàn làm việc của ngài. vây thì tốt sầm vật cương nở nụ cười nói trước kia tôi không chú ý ở phương diện này cảm thấy đó là chuyện nhỏ không cần quan tâm nên đặt tâm tư chủ yếu lên phương diện phát triển mật đông nhưng hôm nay khi nhìn phương thức xuất hành của chủ tịch vương tôi cảm thấy chúng ta không nên thả lòng phương anh hồ do dự dây lát rồi cười nói bí thư trong tỉnh còn có nhiều chuyện, ngài còn căn bản thiếu thời gian cho chuyện đại sự, thế nên những chuyện vặt liên quan đến kỷ luật cứ giao cho bọn họ là được." Sầm Vật Cương cười cười nói, "Được rồi, không nói đến phương diện này nữa, vì việc nhỏ tôi cũng phải xem xét xử lý. Đồng thời anh đến phòng nghiên cứu chính sách xem thử, để xem bọn họ có ý kiến gì hay cần đóng góp hay không." "Vâng, bí thư." Phương Anh hồ đồng ý một tiếng sau đó nhìn sầm vật gương và thấy lãnh đạo không nói gì thế là chuẩn bị rời đi thư ký trưởng anh hồ anh nên gọi điện thoại cho đồ phấn đấu để anh ấy lập tức quay lại thành phố linh long làm tốt công tác lần này sầm vật gương ngồi trên ghế salon dùng giọng nghiêm túc nói thành phố linh long có thành tích cao tất cả là của anh ấy bây giờ ở linh long tổ chức hội nghị xây dựng đô thị anh ấy còn chạy đi đâu nữa bí thư đồ Vừa rồi mới liên hệ với người ở đường cao tốc, bọn họ nói 5 phút nữa xe của chủ tịch Vương sẽ đi ra đường cao tốc. Trong phòng làm việc của Đồ Phấn Đấu, phó thư ký trưởng Triệu Tín Liên khẽ mở miệng báo cáo. Đồ Phấn Đấu ừ một tiếng, sau đó nói với Triệu Tín Liên, anh đi thông báo cho các vị lãnh đạo, nói là 5 phút sau tập hợp ở cổng. Triệu Tín Liên đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của Đồ Phấn Đấu, dù sao thì bí thư và chủ tịch đang trò chuyện với nhau hắn cũng không dám ở lại lâu anh miêu nói thật thì tôi cũng không muốn tham gia hội nghị lần này vì phương diện xây dựng đô thị thuộc về ủy ban nhân dân thành phố anh báo cáo là được thế nhưng tôi về tỉnh bị bí thư sầm mắng cho một chặp lại để cho thư ký trưởng gọi điện thoại cho tôi nếu như không có bí thư sầm tôi cũng không về đây chịu khổ miêu dược hổ hít vào một hơi thuốc sau đó mới cười nói bí thư đồ bí thư sầm đây cũng là vì ngài dù sao thì báo cáo xin chỉ thị về ngài đã được đưa lên trung ương, bí thư sầm đang làm tất cả công tác, bây giờ ngài nên ổn định vững vàng, không thể làm cho sự việc thêm phức tạp. Hơn nữa anh ấy đến không phải ca tụng công đức cho chúng ta, mở rộng kinh nghiệm xây dựng đô thị của chúng ta sao? Đồ phấn đấu cười cười, trên mặt có vài phần tự đắc, thành phố Linh Long chúng ta là số một ở phương diện xây dựng đô thị, nếu anh ta muốn mở hội nghị xây dựng đô thị ở thành phố khác thì cần phải dày mặt hơn mới được anh nói rất đúng mở hội nghị xây dựng đô thị ở thành phố linh long chính là làm cho chúng ta nở mày nở mặt tôi cũng không cần phải giận dỗi gì ở phương diện này đồ phấn đấu nói đến đây thì chợt nói cũng nên có chuẩn bị kỹ càng cho hội nghị lần này không nên xuất hiện bất kỳ vấn đề gì bí thư cứ yên tâm lần này tôi đã kiểm tra hai lượt tuyệt đối không có vấn đề gì xảy ra Miêu Dược Hổ vỗ vỗ ngự cười đảm bảo với đồ phấn đấu. Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu, khi hai người đi ra khỏi phòng, lúc này điện thoại của đồ phấn đấu chợt vang lên. Đồ phấn đấu quay đầu đi tiếp điện thoại, Miêu Dược Hổ thì sải bước xuống lầu. Khi Miêu Dược Hổ đi xuống dưới lầu thì nơi đây đã có không ít người tập trung lại, khi thấy Miêu Dược Hổ thì có nhiều người chào hỏi. Miêu Dược Hổ căn bản mỉm cười đối với những người vây quanh mình nhưng sau khi hàn huyên với người khác được hai câu thì miêu dược hổ không khỏi nhìn phó chủ tịch thường ủy vưu kim đỉnh ở bên cạnh rồi nói chủ tịch vưu phía bên kia bố trí thế nào rồi chủ tịch cứ yên tâm tuyệt đối không có vấn đề vưu kim đỉnh sờ lên mặt rồi cười ha hả nói tôi tuyệt đối yên tâm với công tác của anh lần này chúng ta tổ chức hội nghị không những là một khẳng định cho thành phố đây còn là một cơ hội quan trọng cho bí thư đồ cũng đừng có ai để xảy ra vấn đề ở sự kiện này, có biết không?" Miêu Dược Hổ nhìn bộ dạng Vưu Kim Đỉnh có vài phần cợt nhả, hắn không khỏi có chút bực mình. Tuy Vưu Kim Đỉnh ở trước mặt hắn khá thành thật, thế nhưng hắn biết rõ xưa nay Vưu Kim Đỉnh luôn đi gần Đồ Phấn Đấu. Miêu Dược Hổ là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, lại có quan hệ không tệ với Đồ Phấn Đấu, thế nhưng thật lòng thì hắn cũng không mong thuộc hạ của mình đi quá gần với Đồ Phấn Đấu. Hơn nữa Vưu Kim Đỉnh cũng không phải là phó chủ tịch bình thường. Vưu Kim Đỉnh cũng không tỏ ra sợ hãi với bộ dạng nghiêm túc của Miêu Dược Hổ, hắn vẫn mỉm cười nói: "Chủ tịch, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc này, bí thư sẽ tiến lên một bước, đây là niềm kiêu ngạo của thành phố Linh Long. Hơn nữa chỉ cần bí thư đồ tiến lên thêm một bước thì tương lai là vô hạn, sau này thành phố chúng ta còn cần chủ tịch ngài chủ trì công tác." Miêu Dược Hổ nhìn gương mặt tươi cười của Vưu Kim Đỉnh mà không khỏi cảm thấy thư thái hơn một chút. Hắn hiểu rõ câu nói mù mờ của Vưu Kim Đỉnh vừa rồi, chỉ cần đồ phấn đấu là thường ủy tỉnh ủy như vậy, thời gian mà đồ phấn đấu dạo chơi ở thành phố Linh Long sẽ không còn quá lâu. Khi đó Miêu Dược Hổ hắn sẽ tiến lên thế chỗ của đồ phấn đấu, tất nhiên sẽ là người nối tiếp tương lai phát triển mạnh mẽ sau này. Người này xem ra cũng hiểu vấn đề. Được rồi không nói ra những lời vô căn cứ như vậy. Bây giờ nhiệm vụ của anh là làm tốt công tác tiếp đái, như vậy tôi và bí thư đồ sẽ phải cảm ơn anh. Miêu Dược Hổ còn muốn phân phó vài lời với Vưu Kim Đình, lúc này cho thấy vài vị cán bộ lão thành của khối mặt trận tổ quốc đi đến. Hắn do dự dây lát rồi nở nụ cười tiến lên chào đón. chương 1771, hai có một từ gọi là nhiều. Vưu Kim Đình cũng không tiến lên nghênh đón, hắn mặc dù vỗ ngực rất mạnh mẽ với miêu dược hổ, thế nhưng sau khi miêu dược hổ rời đi thì hắn lại nhanh chóng đi nơi khác. Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại cho một dãy số quen thuộc. Sau khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói chào hỏi của lỗ đỉnh thành, vưu kim đỉnh chợt trầm giọng nói, anh lỗ, tôi nói cho anh biết hội nghị bàn về phương diện xây dựng đô thị sắp được cử hành, anh ở bên kia cũng đừng để phát sinh vấn đề. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của bí thư đồ, nếu như ai để xảy ra vấn đề, như vập anh ấy sẽ nổi giận với người đó. Ha ha ha, chủ tịch Kim đỉnh của tôi ơi, chuyện này thì thì anh cứ yên tâm, hạng mục của công ty chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề. Vì phối hợp tốt với công tác của anh, ngày hôm qua tôi có tìm hai đơn vị du lịch, nói là đi đến Quế Lâm du lịch. Hi hi, là đi máy bay, thế nên gọi điện thoại sẽ không liên lạc được. Lỗ đỉnh Thành nói, giọng điệu có vài phần tranh công. Tuy Lỗ Đỉnh Thành không nói ai là người đi đến Quế Lâm du lịch, thế nhưng Vưu Kim Đỉnh căn bản hiểu rõ, hắn cười cười nói, như vậy là rất tốt, phải xử lý mâu thuẫn, không nên áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, đối với những vấn đề khác biệt, chúng ta cần phải cho ra những phương thức thức hợp hơn. Chủ tịch, tôi căn bản ngộ ra nhiều điều từ chỉ thị của ngài. Lỗ Đỉnh Thành nói đến đây thì cười hì hì nói, tuy bỏ ra chút tiền nhưng giải quyết được vấn đề, tôi cảm thấy như vậy là rất đáng giá vưu kim đỉnh cười cười xem như thừa nhận lời nói của lỗ đỉnh thành hắn đang chuẩn bị cúp điện thoại thì chợt khẽ nói đặc biệt là thôn trương trang càng thêm chú ý có biết không điều này thì chủ tịch vưu cứ yên tâm bên kia sẽ không có chuyện gì lỗ đỉnh thành trả lời cực kỳ kiên quyết và khẳng định thái độ này làm cho vưu kim đỉnh cảm thấy hài lòng vưu kim đỉnh đặt điện thoại xuống thầm nghĩ sau này sẽ nhất định yêu cầu nghiêm khắc hơn một chút chuyện bên phía thôn Trương Trang thật sự làm cho người ta nhìn vào mà giật mình. Khi Vưu Kim Đỉnh hạ quyết tâm thì thấy đám người đang vây quanh bốn phía bên cạnh miêu dược hổ bắt đầu đi về phía cầu thang. Không cần nhìn thì hắn cũng biết đồ phấn đấu đang đi xuống. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội được gia tăng tiếp xúc với đồ phấn đấu, thế nên nhanh chóng đi về phía đồ phấn đấu. Khi Vưu Kim Đỉnh đi đến bên cạnh đồ phấn đấu, Lúc này đồ phấn đấu đang trò chuyện với vài vị lãnh đạo mặt trận tổ quốc thành phố Linh Long. Khi thấy Vưu Kim Đỉnh đi đến thì đồ phấn đấu không khỏi nói, Chủ tịch Vưu, lần này anh là nhân vật chính, bây giờ các vị lãnh đạo thành phố khác và lãnh đạo chủ quản đều đã đến, anh cũng không nên làm cho thành phố chúng ta mất mặt được. Xin bí thư đồ cứ yên tâm, công tác xây dựng đô thị của thành phố Linh Long chúng ta căn bản có thể chống lại khảo nghiệm. Vưu Kim Đỉnh đi đến bên cạnh Đồ Phấn Đấu rồi dùng giọng đảm bảo nói. Đồ Phấn Đấu khẽ cười rồi nói với Miêu Dược Hổ, "Chủ tịch Vương có lẽ là sắp đến, chúng ta nên làm theo quy củ." Vưu Kim Đỉnh nhanh chóng tìm được vị trí của mình, sau đó ánh mắt rơi lên người Đồ Phấn Đấu. Hắn nhìn gương mặt có chút đông cứng của Đồ Phấn Đấu, thế là không khỏi thầm nghĩ, "Bí thư Đồ căn bản là không tình nguyện với phương diện tiếp đón này." Khi Vưu Kim Đỉnh đang thầm nghĩ như vậy, có hai chiếc Toyota Coaster chạy vào trong khu văn phòng thị ủy Linh Long. Khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Cửa xe tự động mở ra, Vương Tử Quân với nụ cười vui vẻ đi xuống. Khi nhìn thấy Đồ Phấn Đấu rỗi hai tay ra, Vương Tử Quân cũng nhanh chóng rỗi tay ra. "Chủ tịch Vương, chào mừng anh đến thành phố Linh Long chỉ đạo công tác." Đồ Phấn Đấu mặc dù sau lưng không nói gì tốt cho Vương Tử Quân, Thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân đến thành phố Linh Long, những gì hắn nên làm thì cũng phải thành thật làm cho tốt. Vương Tử Quân vừa bắt tay với đồ phấn đấu vừa cười nói, "Đồng chí phấn đấu, anh nói như vậy là sai rồi, hôm nay tôi đến cũng không phải là chỉ đạo công tác, hôm nay tôi đến để xem xét những kinh nghiệm tiên tiến trong công tác xây dựng đô thị của các anh." "Mong chủ tịch Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nói ra rõ ràng, căn bản cho ra một chút tham khảo với các nơi khác." cũng muốn nhân cơ hội này nhận được sự giúp đỡ của các thành phố khác, mong mọi người chỉ ra những sai lầm còn tồn đọng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn bắt tay với Miêu Dược Hổ ở bên cạnh đồ phấn đấu, "Chủ tịch Dược Hổ, hôm nay hội nghị xây dựng đô thị được chuẩn bị thế nào rồi?" "Chủ tịch Vương, chúng tôi vẫn sắp xếp theo nguyên tắc, chúng tôi chia hội nghị làm hai bộ phận, lúc đầu sẽ đi thăm các hạng mục công trình, sau đó mới bắt đầu họp." Miêu Dược Hổ nói đến đây thì nhìn về phía một hàng xe công cộng cách cổng văn phòng thị ủy không quá xa nói, vì chứng thực yêu cầu tiết kiêm chi phí của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, lần này chúng tôi điều động một đội ngũ xe công cộng cho hoạt động thăm viếng. Vương Tử Quân nhìn hàng xe bên kia mà cười cười nói, rất tốt, bí thư đồ, có phải là các đồng chí các thành phố khác đã đến rồi cả chứ? Nếu như đã đến đông đủ, bây giờ chúng ta lên xe thôi. Chủ tịch, Vừa rồi tôi đã yêu cầu văn phòng làm công tác thống kê, các vị lãnh đạo các thành phố đang chờ trong phòng họp. Dưới ánh mặt trời vàng rực, từng chiếc xe chậm rãi chạy vào rồi ra khu văn phòng thị ủy, tất cả chạy về phía công trình xây dựng ở phía sau xe dẫn đường. Phương diện sử dụng tài chính phải dân chủ, lấy tài chính làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển, thành phố Linh Long chúng tôi thực hành theo đúng như chỉ thị tinh thần của Ủy ban nhân dân thành phố ở phương diện xây dựng đô thị. Cố gắng nghĩ tất cả biện pháp để đảm bảo lợi ích của quần chúng là cao nhất. Hơn nữa ở phương diện đền bù cho dân cũng là một vấn đề khó khăn, chúng tôi cần phải giải quyết phương diện sắp xếp nơi ở, vấn đề dưỡng lão và lương hưu, cố gắng chăm lo cho nhân dân, hơn nữa còn giải quyết các vấn đề liên tục phát sinh khi đẩy mạnh công tác xây dựng. Trong một công trình kiến trúc, Phương Tử Quân nhìn công trường hăng say công tác, bên tai lại vang lên giọng điệu nói về kinh nghiệm công tác của Thi Phương Hiểu Linh Long. Sau khi hạng mục này được xây dựng xong thì nhân dân có được lợi gì? Vương Tử Quân chỉ về khu vực phía trước rồi trầm giọng hỏi. "Chủ tịch Vương, thông qua phương án cải tạo lần này, những người dân của thôn Lưu Trang sẽ có được một khu dân cư vài trăm ngàn mét vuông, còn có một khu thương mại 80 ngàn mét vuông. Như vậy không những cải thiện được hoàn cảnh của thôn, còn giải quyết được vấn đề cuộc sống của bọn họ." Theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi, chỉ cần 80 mét vuông khu thương mại kia được cho thuê, như vậy tiền lời mỗi năm về tay người dân trong thôn cũng là con số không nhỏ. Chương 1772, một gió thổi mây phiêu lãng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt dần linh hoạt trở lại. Đồ phấn đấu luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân thế nhưng rất ít mở miệng, nhiệm vụ giảng giải được giao cho Miêu Dược Hổ. Hắn cho ra một tư thái rất cao. Những người hiểu rõ ân oán giữa hắn và Vương Tử Quân lại sinh ra ý nghĩ khác. Sau khi tham quan một lượt thì xe lại khởi động, trước khi xe chạy đi thì nhân viên công tác đã đem tin tức truyền ra ngoài, thế nên đám người Vương Tử Quân còn chưa đi đến địa điểm tiếp theo, những nơi này đã được trang hoàng cực kỳ kỹ càng. Mặc dù chạy trên xe công cộng thế nhưng công trình giao thông của thành phố Linh Long là khá tốt, hơn nữa bây giờ còn là mùa xuân, thế nên người ngồi trên xe cũng không cảm thấy nóng. Chủ tịch Vương, chúng tôi đã có quy hoạch sơ bộ về phương diện xây dựng đô thị, chuẩn bị dùng thời gian 3 đến 5 năm để tiến hành cả tạo thống nhất, sẽ có 5.000 hecta đất được sử dụng tiếp theo để thành phố Linh Long thực hiện bước lấy đà mạnh mẽ. Miêu Dược Hổ khẽ nháy mắt ra hiệu với đồ phấn đấu ở bên cạnh mình, tỏ ý cho đồ phấn đấu báo cáo. Đồ phấn đấu thấy nhưng cũng không tiếp lời, hắn chỉ ngồi bên cạnh Vương Tử Quân mỉm cười nhưng không tham gia đối thoại. Vương tử quân đến thì đồ phấn đấu căn bản có một loại thái độ chính là không nói lời nào, thế nhưng ở phương diện biểu hiện thì ngược lại, anh không thể nổi giận mà phải tươi cười như hoa. Nếu như anh biểu hiện sự tức giận, anh rõ ràng là một cán bộ lãnh đạo chưa trưởng thành chính trị. Đồ phấn đấu chỉ cần nói đây là công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi cũng nên cho đồng chí Miêu Dược Hổ thời gian biểu hiện, như vậy thì người ta sẽ không nói gì nữa. Nhưng thái độ thực tế của hắn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như đứng từ xa nhìn vào mà không tiếp cận. Vương Tử Quân không thấy rõ cái nháy mắt của Miêu Dược Hổ, thế nhưng lúc này hắn không thể không quan tâm đến câu nói của Miêu Dược Hổ. Sau khi Miêu Dược Hổ nói một lượt về phương diện xây dựng đô thị, hắn chỉ về phía một con đường rẽ ở phía trước rồi nói, "Vừa rồi tôi có xem qua bản đồ, chỗ đó cũng là công trường xây dựng, chúng ta đi sang bên đó xem." Yêu cầu của Vương Tử Quân làm cho Miêu Dược Hổ có chút sững sốt, hắn nhanh chóng nhìn sang Đồ Phấn Đấu. Đồ Phấn Đấu cũng không có chuẩn bị, thế nhưng hắn là bí thư thị ủy Linh Long, hắn căn bản cực kỳ tin tưởng vào công tác xây dựng đô thị dưới sự lãnh đạo của mình. Lúc này hắn thấy Miêu Dược Hổ không đối phó nổi, thế là cười nói, "Chủ tịch Vương nói đến thôn Trương Trang sao? Chúng ta đi sang đó kiểm tra." Đồ Phấn Đấu lên tiếng, tài xế vốn còn chưa quyết định đi đâu. Bây giờ nhanh chóng thay đổi phương hướng. Hắn là tài xế xe buýt trong thành phố, hắn căn bản đã từng chở rất nhiều vị khách, thế nhưng chưa từng chở vị lãnh đạo nào có cấp bậc cao. Hôm nay có nhiều vị lãnh đạo ngồi trên xe, hơn nữa vị trí chính giữa chính là Chủ tịch Vương mà hắn cực kỳ có cảm tình. Mặc dù hắn không được đối thoại với Chủ tịch Vương, thế nhưng hắn là một người làm công từ nông thôn ra thành phố, hắn căn bản cực kỳ cảm kích những việc làm của vị chủ tịch tỉnh này khi đó việc học của con vì gia đình không có hộ khẩu ở thành phố linh long mà chính hắn căn bản không thể ngủ được dựa theo quy định thì phải đóng góp không ít tiền nếu không còn lựa chọn nào khác thì hắn phải đưa con về với ông bà thế nhưng sau đó lại nhận được tin tức tốt chủ tịch vương mới đến nhận công tác quan tâm đến phương diện nhập học của con em lao động tỉnh mật đông cũng vì chỉ thị của chủ tịch vương mà đầu tư khá nhiều tiền của xây dựng trường học lúc đó hắn căn bản cũng nhận được nhiều lợi ích con gái căn bản được vào học trong trường tiểu học trọng điểm của thành phố mà không cần tốn chút công sức nào. Hắn nhìn con gái mỗi ngày vui vẻ đi học, hắn không khỏi muốn cảm tạ vị chủ tịch tỉnh Bình dân kia. Vì vậy lần này được giao nhiệm vụ trở đoàn lãnh đạo đi khảo sát các công trình xây dựng, hắn có vài phần không tình nguyện. Dù sao thì công ty trả tiền không phải rất cao, lại không thể không đến. Thế nhưng khi hắn thấy gương mặt của chủ tịch Vương thì không khỏi có chút kích động đời này được một lần làm tài xế cho chủ tịch vương cho dù không nhận được xu nào cũng đáng vương tử quân tất nhiên không biết rõ ý nghĩ của tài xế sau khi xe dừng lại thì mọi người đi xuống khi vương tử quân xuống xe lúc này vưu kim đỉnh ở trên chiếc xe buýt phía sau đã cực kỳ căng thẳng trước đó vưu kim đỉnh sắp xếp hành trình và bỏ qua thôn trương trang nhưng bây giờ sự việc lại biến đổi chính mình cố gắng bỏ qua thôn trương trang nhưng vương tử quân lại căn bản không đi theo con đường được sắp xếp sẵn, đây không phải cố ý làm xấu mặt tôi sao? Chẳng lẽ hôm nay vương tử quân muốn tìm được vấn đề sao? Vưu Kim Đình nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi như tắm. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng bày ra bộ dạng bình tĩnh, còn giới thiệu với các vị phó chủ tịch các thành phố khác đi bên cạnh mình. Chủ tịch, thôn Trương Trang chính là một thôn rộng lớn, có 3.000 dân, là công trường xây dựng lớn nhất thành phố Linh Long. Vì sắp xếp chỗ ở cho nhân dân một cách thích đáng, chúng tôi chọn chính sách cải tạo thôn, bây giờ khu nhà an trí cho nhân dân đã được hoàn thành. Miêu Dược Hổ nói, sau đó chỉ vào một khu nhà 6 tầng nói với Vương Tử Quân, đối với phương diện sắp xếp chỗ ở cho dân, chúng tôi quan tâm đến ý nguyện của dân trong thôn. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi cảm thấy nên xây dựng một khu nhà cao tầng. Vương tử quân gật đầu, hắn nhìn từng dãy nhà, trong lòng không khỏi nghĩ đến những tình huống mà trương bản tiến phản ánh. Nếu như tình huống là thật, như vậy nơi đây sẽ có rất nhiều vấn đề. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi nói, chúng ta đi lên xem thế nào. Các khu nhà đã được xây dựng hoàn thiện, thế cho nên cũng không còn nhiều người ở lại lao động. Khi vương tử quân đi đến, có vài người quản lý tiến lên nghênh đón. Vưu Kim Đình nghe nói vương tử quân muốn đi lên xem, hắn không khỏi nói với một người đàn ông cao lớn phía bên kia, quản lý trương, anh đưa chúng tôi đi lên lầu xem xét. Các vị lãnh đạo, mời các vị đi bên này, quản lý trương nhìn nhóm người vương tử quân đang đi đến, hắn có chút khó xử, thế là không khỏi lên tiếng, các vị lãnh đạo, lúc này công trường phía trước còn chưa hoàn thiện, lên xem cũng không dễ dàng, không bằng chúng ta đến những công trình đã hoàn thiện để xem xét một chút sau khi nói chuyện thì quản lý trương muốn đưa nhóm vương tử quân đi đến bên kia. Vương tử quân cảm thấy như thế này căn bản không có ý nghĩa, thế là hắn không khỏi cười cười nói, công trình đã được xây dựng xong, chúng tôi đi lên cũng không có vấn đề, anh cứ bận rộn công tác của mình đi, tôi đưa bọn họ tùy tiện đi thăm thú vài nơi. Trường 1772, 2, Gió thổi mây phiêu lãng. Vưu Kim Đỉnh căn bản là mồ hôi chảy ra như mưa, lúc này hắn cực kỳ căng thẳng thế là cắn răng trầm giọng nói chủ tịch vương tôi đã từng đi qua bên kia xem xét cầu thang còn chưa được làm xong có nhiều nguy hiểm lần trước khi qua đó giám sát thì có một vị đồng chí trẻ tuổi thiếu chút nữa rơi xuống cầu thang chúng ta cũng đừng nên vương tử quân nhìn vưu kim đỉnh ngăn trước mặt mình hắn cũng không lên tiếng chỉ đi về phía trước vưu kim đỉnh cảm thấy rất xấu hổ hắn còn định khuyên hai câu thế nhưng vẫn phải ngậm mồm lại anh Vưu, Chủ tịch Vương muốn kiểm tra tình huống sớ dựng cụ thể của thành phố Linh Long. Đây là sự coi trọng giúp đỡ với công tác của chúng ta. Anh nên sắp xếp vài người chú trọng công tác an toàn là được. Đồ phấn đấu nhìn Vương Tử Quân tiến lên thì không khỏi khoát tay với Vưu Kim Đình. Sau đó xảy bước đi theo Vương Tử Quân. Lúc này mồ hôi của Vưu Kim Đình đã đổ xuống như mưa. Hắn căn răng, đành phải đi theo. Chủ tịch Vương, lần này chúng tôi chọn phương án căn hộ nhỏ, một căn hộ có hai hoặc ba phòng. Anh nhìn chỗ này mà xem, đây là phòng khách, đây là nhà bếp, chỗ này là phòng ngủ. Bố cục thế này cũng xem như phù hợp và hào phóng, có nhiều yếu tố thiết kế chuyên nghiệp. Nhân viên quản lý cùng nhóm người vương tử quân đi đến một căn phòng, sau đó hắn không khỏi cười ha hả giới thiệu. Vương tử quân đánh giá bố cục căn hộ, hắn phát hiện tất cả giống như lời nói của viên quản lý, bố cục rất hợp lý, kết cấu tốt. Thế nhưng lúc này hắn lại nhớ đến câu nói của Trương Bản Tiến, vật liệu xây dựng các công trình này căn bản là hàng giỏm, cực kỳ kém chất lượng, chủ yếu dùng sản phẩm tàn khuyết, cực kỳ nguy hiểm cho con người. Vương tử quân nghĩ đến viên gạch chỉ cần bóp vào sẽ vỡ vụn, hắn căn bản cảm thấy không thoải mái. Hắn trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng nhàn nhạt, nhạt nói, các anh có thể làm được như vậy là rất tốt. Vương tử quân nói rồi đi đến bên cạnh tường, hắn lấy tay đẩy, Chợt phát hiện bức tường rất kiên cố, căn bản không yếu như mình nghĩ. Vương Tử Quân có chút sững sốt, lúc này hắn mới phát hiện tường đã được bôi vữa. Hắn nở nụ cười ôn hòa rồi hỏi nhân viên quản lý về tình huống bố cục nơi này. Vưu Kim Đỉnh thấy Vương Tử Quân đưa tay lên tường thì không khỏi hoảng sợ, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân rút tay về thì thở dài một hơi, lại nhìn sang viên quản lý đang tươi cười ở bên kia. Vưu Kim Đỉnh nhìn nụ cười của viên quản lý mà không khỏi yên tâm hơn. Hắn biết rõ nụ cười của người kia có ý nghĩa gì, thầm nghĩ hèn gì người ta nói thương nhân thì gian dối, không gian dối không là thương nhân. Đám người này quá xảo quyệt, thế nhưng sau này dù thế nào cũng không để cho bọn họ làm ra những chuyện thất nhân thất đức tuyệt tử tuyệt tôn như thế này nữa. Vài phút sau Vưu Kim Đỉnh lặng lẽ đi đến bên cạnh Miêu Dược Hổ rồi nói, Chủ tịch, vừa rồi phía Lý Trang có gọi điện thoại đến, hỏi xem vì sao còn chưa đến thôn của bọn họ tôi thấy chúng ta đã đến đây xem xét xong không bằng đi tham quan thêm một chút miêu dược hổ khẽ gật đầu chỗ này dù sao cũng không được sắp xếp tốt nếu như có tình huống xấu nào xảy ra chỉ sợ hắn cũng không dám tiếp nhận chủ tịch vương còn hai địa điểm cần tham quan ngài xem chúng ta có nên đi hay không miêu dược hổ đi đến bên cạnh vương tử quân rồi khẽ lên tiếng đề nghị Vương tử quân cười cười nói, dược hổ, nếu nơi đây là khu công trường lớn nhất thành phố Linh Long, như vậy sẽ là nơi có nhiều kinh nghiệm xây dựng đô thị của thành phố Linh Long, đã đến thì phải xem bố cục của nó như thế nào. Vương tử quân nói rồi cũng không chờ miêu dược hổ phản đối mà xài bước lên lầu. Lúc này đám chủ tịch và phó chủ tịch các thành phố đến tham gia hội nghị thấy vương tử quân lên lầu thì cũng lên theo. Lúc này vẻ mặt của viên quản lý chợt biến đổi, sau khi nhóm người vương tử quân đi lên lầu thì hai bàn tay không khỏi phát run. Cũng may lúc này vương tử quân không hỏi gì, nếu không hắn căn bản là không đáp lời được. Chủ tịch vương, trong quá trình xây dựng đô thị thì thành phố Linh Long còn tồn tại không ít vấn đề, thế nhưng chúng tôi đều tích cực tìm biện pháp giải quyết. Ví dụ như ở phương diện giải tỏa và di rời, hạng mục của thành phố không thể chờ lâu được, chúng tôi lấy nguyên tắc xây dựng là đi đầu, căn bản suy nghĩ nhiều đối sách để nhanh chóng giải tỏa mặt bằng. Hơn nữa Ủy ban Nhân dân thành phố là nơi chủ đạo, xí nghiệp là đơn vị làm việc, tất cả đều chú ý đến lợi ích của nhân dân, cố gắng làm cho nhân dân càng được hưng vượng. Miêu Dược Hổ đuổi kịp Vương Tử Quân đi lên lầu rồi nhanh chóng báo cáo. Vương Tử Quân lúc này lại đi đến một bức tường, hắn nhìn mặt tường rồi nói với Miêu Dược Hổ, Chủ tịch Miêu, dù bất kỳ công trình nào thì phương diện an toàn cũng quan trọng, đặc biệt là xây dựng nhà cửa, căn bản càng không thể làm ẩu được. Chủ tịch, tôi khắc ghi lời nói của ngài, tôi sẽ nhanh chóng dựa theo chỉ thị tinh thần của ngài, nắm chặt phương diện chất lượng, tiến thêm một bước làm tốt công tác xây dựng hạng mục. Miêu Dược Hổ nhìn thoáng qua đồ phấn đấu rồi nói. Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm, hắn dùng tay sờ lên bức tường còn chưa được quét vữa, sau đó nói với giám đốc Hứa Quang Nhiên của sở xây dựng tỉnh, anh hứa tôi nghe nói anh có rèn luyện võ thuật, năm xưa còn đặc biệt tham gia các lớp huấn luyện, hôm nay cho tôi mở rộng tầm mắt được không? Hứa quang nhiên giống như cảm nhận được điều gì đó, mồ hôi trên đầu vã ra như tắm, hắn ấp úng nói, chủ tịch vương, theo như tôi. Trước kia tôi có luyện qua một chút, thế nhưng bây giờ căn bản cũng không còn được như xưa. Vương tử quân nói làm cho mọi người chợt kinh hoàng, tất cả đều là những người tinh anh, ánh mắt của bọn họ nhanh chóng nóng lên. Bọn họ rất muốn xem chủ tịch Vương đang muốn làm gì. Nếu anh không còn rèn luyện nữa thì thôi, nói thật thì tôi còn muốn bàn luận một chút về anh ấy chứ." Vương Tử Quân nói rồi quay sang Triệu Hiểu Bạch, "Hiểu Bạch, cậu lại đây để cho giám đốc hứa mở rộng tầm mắt." Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, sau đó hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn về phía tường gạch, sau đó đưa tay đấm ra. Bốp, khi bàn tay của Triệu Hiểu Bạch nện lên tường, vẻ mặt của Vưu Kim Đỉnh chợt trắng bệch. Lúc này hắn thật sự rất oán hận lỗ đỉnh thành, thầm nghĩ ông đã bảo mày sửa, còn bà mày vì sao lại làm ra một công trình thế này. Vưu Kim Đỉnh vừa cảm thấy phẫn nộ vừa sợ hãi, hắn hiểu chỉ cần xảy ra chuyện thì nhất định sẽ có phản ứng dây chuyền, ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì thì căn bản không nằm trong vòng tay khống chế của hắn. Khi Vưu Kim Đỉnh đang cực kỳ sợ hãi thì vẻ mặt đồ phấn đấu và miêu dược hổ cũng cực kỳ khó coi hai người biết phương tử quân tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm như vậy, hơn nữa triệu hiểu bạch căn bản là thư sinh, có luyện tập võ thuật gì mà đánh vỡ cả gạch. Người của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cũng không phải là thiên tài võ thuật. chương 1773, một mưa kéo đến. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ, triệu hiểu bạch chỉ đấm vào một cái cũng không mạnh mà tường chợt xuất hiện vết nứt. Người nơi đây căn bản đều là lãnh đạo chủ quản công tác xây dựng, tất nhiên bọn họ đều là người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn vết nứt thì vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương. Hai người bọn họ cũng không ngờ công trường ở thôn Trương Trang lại cho ra sơ hở lớn như vậy. "Chủ tịch, ngài nhìn viên gạch này mà xem." Trương Tề bảo lấy ra một miếng gạch, sau đó hắn khẽ đưa cho Vương Tử Quân. Vương tử quân tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó khẽ dừng sức, miếng gạch bị vỡ làm đôi giống như đang có ảo thuật. Mọi người đang nghị luận về bức tường bị nứt, bây giờ vẻ mặt bọn họ đều cực kỳ ngưng trọng. Hầu như tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đồ phấn đấu và miêu dược hổ. Hai vị có phải chuẩn bị nói cho tôi biết những khu nhà định cư cho nhân dân thế này được xây dựng bằng vật liệu gì hay không? Vương tử quân ném mảnh gạch xuống đất, ngay sau đó đã tan tành thành năm sáu mảnh nhỏ. Đồ phấn đấu và miêu dược hổ chợt nghẹ họng, đáng lý ra đồ phấn đấu cũng không thèm quan tâm đến hội nghị xây dựng đô thị lần này, thế nhưng tình cảnh hiện tại không khỏi làm cho hắn nghĩ đến hậu quả sau hội nghị vào lúc này. Sự việc xảy ra ngay trước mắt mình, đồ phấn đấu biết rõ đây không chỉ là vấn đề của công trình, căn bản còn có một vấn đề thuộc trình tự rất sâu. Chính mình tuy căn bản là không thẹn lương tâm ở phương diện này, Thế nhưng căn bản không thể đảm bảo thuộc hạ của mình không có vấn đề. Hơn nữa đồ phấn đấu là bí thư thị ủy, hắn là lãnh đạo, trách nhiệm của hắn là rõ ràng. Vẻ mặt của đồ phấn đấu căn bản trở nên không được tốt, vẻ mặt Miêu Dược Hổ càng khó nhìn. Miêu Dược Hổ căn bản một lòng muốn thay thế đồ phấn đấu làm bí thư thị ủy, những năm qua hắn cảm thấy con đường làm quan của mình giống như bị táo bón, căn bản không thoải mái, không thể buông tay buông chân. Tại sao vậy chứ? Không phải vì Đồ Phấn Đấu còn ngồi trên vị trí bí thư thị ủy làm cho hắn bị gò bó sao?" Miêu Dược Hổ đưa mắt nhìn thoáng qua Đồ Phấn Đấu, trong lòng thầm nghĩ, "Anh Đồ, may mà cũng có anh ở phía trước chống đỡ, chứ không tất cả đạn pháo chỉ sợ sẽ tập trung lên người tôi." Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Đồ Phấn Đấu, lúc này nụ cười trên mặt căn bản không còn. Hắn lạnh giọng nói với Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, "Đây là phòng an trí cho nhân dân của thành phố Linh Long sao?" chính các anh tự nghĩ xem, các anh có dám ở trong những căn nhà thế này không? Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác của mình. Sau khi quay về, không, bây giờ tôi sẽ yêu cầu ban ngành kiểm tra kỷ luật đến tiến hành điều tra cực kỳ nghiêm túc, sẽ điều tra đến cùng đối với những vấn đề có liên quan. Đồ phấn đấu do dự dây lát rồi trầm giọng đảm bảo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tái nhợt của đồ phấn đấu rồi gật đầu nói, chuyện này thị ủy các anh phải điều tra, hơn nữa ban ngành kiểm tra kỷ luật của tỉnh ủy cũng phải điều tra. Có nhiều đơn vị phụ trách công tác giám sát công trình nhưng lại phát sinh vấn đề như vậy, tôi cũng muốn cho ra một câu trả lời rõ ràng. Vẻ mặt Vưu Kim Đỉnh vốn không được tốt, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói cho ban ngành kiểm tra kỷ luật của tỉnh ủy vào cuộc, hắn không khỏi càng thêm sợ hãi. Hắn biết rõ nếu như tự thành phố Linh Long truy cứu sự việc, còn có thể dễ thở, nhưng nếu như ban ngành tỉnh ủy tham gia như vậy thì hoàn toàn xong đời nhưng tình huống này vưu kim đỉnh có thể làm gì được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ phấn đấu mà thôi đồ phấn đấu nhìn vương tử quân hắn hạ giọng xuống khá trầm thấp chủ tịch vương không nói thì thị ủy chúng tôi cũng sẽ đề nghị tỉnh ủy tham gia sẽ điều tra chuyện này đến cùng dù liên quan đến tôi hay đến chủ tịch miêu chúng tôi đều không nói hai lời Vương Tử Quân gật đầu rồi nói: "Bí thư Đồ, tôi hiểu rõ tâm tình của anh, tôi hy vọng sự việc này được điều tra rõ ràng, phải cho ra một câu trả lời tốt nhất với người dân được sắp xếp vào trong những khu dân cư thế này." "Cảm ơn chủ tịch Vương đã tín nhiệm công tác của thành phố chúng tôi." Tuy những lời này nói ra như bị nghẹn giữa họng, thế nhưng Đồ phấn đấu vẫn phải nói ra. Lúc này gian phòng trở nên có chút yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Vương Tử Quân cũng không ai phát ra âm thanh nào, dù sao thì bầu không khí vào lúc này cực kỳ không hay. Cuối cùng là Hà Kiến Trương nói, Chủ tịch, bây giờ chúng ta có nên thay đổi địa phương khác hay không? Không cần nữa, bây giờ có phát hiện như vậy, chúng ta tổ chức họp ngay tại đây. Chúng ta cần phải chú ý đến thành tích, cũng cần nhìn vào những mặt tồn tại trong công tác. Tổng kết kinh nghiệm chính là một bộ phận trong công tác của chúng ta, nếu nữ phát hiện vấn đề phải xem xét thấu đáo, Xử lý tốt, ngăn chặn vấn đề phát sinh, điều này là cực kỳ quan trọng." Vương Tử Quân vung tay lên với những người trước mặt rồi nói, "Lúc này nhân viên tham gia hội nghị đều có mặt, chúng ta sẽ tổ chức một hội nghị ngắn gọn ở hiện trường." Nếu như trước đó Vương Tử Quân cho ra quyết định như vậy thì đồ phấn đấu nhất định sẽ phản đối, thế nhưng bây giờ hắn căn bản không còn tinh thần, nào có thể lên tiếng. Chỉ có thể đứng đó với gương mặt tái nhợt mà thôi. Chủ tịch Miêu anh báo cáo những kinh nghiệm tiên tiến của Linh Long ở phương diện xây dựng đô thị đi. Vương Tử Quân trầm mặc nhìn mọi người rồi nói với Miêu Dược Hổ. Lúc này tâm tình của Miêu Dược Hổ rất rối loạn, hắn không biết chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào với mình, thế nhưng cũng thầm nghĩ đây là vấn đề do ai tạo ra. Khi Vương Tử Quân điểm danh để hắn báo cáo, gương mặt hắn không khỏi đỏ bừng lên. Nếu như không có sự kiện vừa rồi, khi Miêu Dược Hổ báo cáo kinh nghiệm tiên tiến của thành phố Linh Long, tất nhiên hắn sẽ có bộ dạng hào sảng khí thế. Nhưng tình huống bây giờ thì hắn còn có kinh nghiệm tiên tiến gì đáng nói. Dù hắn là người mặt dày thì bây giờ cũng không thể không mang tiếng mèo khen mèo dài đuôi. Miêu Dược Hổ nhìn thoáng qua đồ phấn đấu, thế nhưng hắn không thấy đối phương tỏ thái độ. Hắn do dự dây lát, sau đó đi về phía trước một bước rồi trầm giọng nói, kính thưa chủ tịch vương, kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí tham gia hội nghị. Sau khi Miêu Dược Hổ nói xong vài ba câu dạo đầu thì rơi vào trầm mặc, cuối cùng hắn mới lấy bản thảo trong túi áo ra, lật qua vài trang xem xét, sau đó lại đặt vào trong túi áo, Chủ tịch Vương, tôi muốn nhận kiểm điểm với cấp ủy chính quyền tỉnh, tôi không làm tốt công tác với để xảy ra hiện tượng này. Trường 1773, 2, mưa kéo đến. Vương Tử Quân khoát tay áo cắt ngang lời của Miêu Dược Hổ, "Tôi bây giờ nói anh báo cáo kinh nghiệm tiên tiến của thành phố Linh Long trên phương diện xây dựng đô thị. Tuy ngôi nhà này có vấn đề, thế nhưng vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến công tác triển khai mở rộng xây dựng đô thị, mà đó là vấn đề về phương diện giám thị." Phương diện giám thị giám sát sẽ nói đến sau, bây giờ đang tổ chức hội nghị về xây dựng đô thị, các anh có kinh nghiệm tiên tiến gì thì cứ nói ra. Miêu Dược Hổ nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn căn bản rồi lấy một phần văn kiện ra, sau đó châm giọng nói, kính thưa Chủ tịch Vương, kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí. Những năm gần đây thành phố Linh Long chúng tôi luôn đề cáo chất lượng cuộc sống của nhân dân, luôn gia tăng lực cạnh tranh của thành phố, căn cứ vào phương diện hình tượng của thành phố, lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, lợi ích thực tế của quần chúng. Đây là tài liệu phát biểu, hơn nữa trong những hội nghị thế này thì người được đọc sẽ cho ra âm thanh khá lớn, cực kỳ hiên ngang. Thế nhưng bây giờ Miêu Dược Hổ nói đến vài điển hình công tác làm cho người ta giống như đang nghe một ai đó nhận kiểm điểm, cực kỳ buồn cười. Thế nhưng đối mặt với tình huống này thì cũng không ai cười, ai cũng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Miêu Dược Hổ, thầm nghĩ mong sao cho phạm vi công tác của mình cũng không phát sinh vấn đề thế này. Lúc này đám cán bộ thành phố Linh Long đều cúi đầu Miêu Dược Hổ đọc bản thảo hơn 20 phút, khoảng thời gian này làm cho người ta sinh ra cảm giác như một năm đã trôi qua. Miêu Dược Hổ đọc xong bản thảo mới thở dài một hơi, hắn không mở miệng, chỉ nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Miêu Dược Hổ, sau đó mới nói, thưa các đồng chí, vừa rồi thành phố Linh Long đã giới thiệu kinh nghiệm tiên tiến của mình, tôi cảm thấy thành phố Linh Long có nhiều biện pháp tốt trong xây dựng đô thị, Chúng ta nên học tập kinh nghiệm tiên tiến của thành phố Linh Long và kết hợp với thực tế địa phương của mình, không những liên tục đề cao hình tượng của thành phố, còn đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nếu như Vương Tử Quân cho ra những lời phát biểu như vậy trong hội nghị chính thống về xây dựng đô thị ở thành phố Linh Long, như vậy cán bộ thành phố Linh Long sẽ vỗ tay nhiệt liệt. Thế nhưng bây giờ bọn họ căn bản không phải họp trong hội trường của thị ủy, lại có vấn đề phát sinh, bọn họ có thể vỗ tay cười vui được sao? Đồng thời, tôi cũng hy vọng các đồng chí thành phố Linh Long vừa đẩy mạnh tốc độ xây dựng đô thị, vừa phải giám thị thật nghiêm chất lượng công trình, phải đả kích thật nghiêm khắc những hành vi dùng vật liệu giả kém chất lượng để đầu cơ trục lợi. Khi công tác thì nên xuất phát từ thực tế phục vụ nhân dân, nhìn vào lợi ích của quần chúng, làm tốt công tác, hơn nữa còn phải là công tác hiện thực. Vương Tử Quân không nói thêm, bầu không khí buổi họp giã chiến căn bả khá yên tĩnh. Lúc này hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó nói với Hà Kiến Trương, Chủ tịch Hà, anh có gì cần phát biểu hay không? Hà Kiến Trương chính là người chủ trì của hội nghị lần này, hắn trầm ngâm dây lát rồi mới nói, tôi cực kỳ hy vọng các đơn vị và ban ngành nên nhanh chóng chứng thực những yêu cầu của Chủ tịch Vương. Mặt khác thành phố Linh Long nhất định phải điều tra sự việc cho rõ ràng, đồng thời còn phải tiến hành điều tra cả hệ thống xây dựng, nên tìm ra và xét xử những người có liên quan, tôi hy vọng tuần sau sẽ có được kết quả điều tra của thành phố Linh Long. Chỉ hơn 10 phút sau thì đám người nơi đây phân tán ra khắp bốn phương tám hướng. Miêu Dược Hổ nhìn đám người lục tục rời đi, gương mặt hắn càng thêm âm trầm. Hắn trần chờ dây lát rồi nói với đồ phấn đấu ở bên cạnh mình, bí thư đồ, chuyện này có nên giải thích với bí thư sầm hay không? Hừ, đồ phấn đấu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi khi Vưu Kim Đỉnh đi đến phòng làm việc của Lỗ Đỉnh Thành, lúc này Lỗ Đỉnh Thành đang uống rượu. Khi thấy bộ dạng ôn hòa nhã nhận của Lỗ Đỉnh Thành, Vưu Kim Đỉnh không khỏi nhấc dĩa thức ăn trên bàn lên ném xuống đất. Lỗ Đỉnh Thành, anh làm cái quái gì vậy? Anh không phải đã vỗ ngực nói với tôi không cần số tiền lợi nhuận kia sao? Anh không phải nói với tôi những sai trái ở thôn Trương Trang đã được sửa chữa rồi sao? Bây giờ là có chuyện gì xảy ra? Anh nói cho tôi xem. Lỗ Đình thành nhìn gương mặt cực kỳ tức giận của Vưu Kim Đình, lão không những không nổi giận, ngược lại còn rót rượu cho Vưu Kim Đình, chủ tịch Vưu, ngài cần gì phải nổi nóng như vậy, chuyện này. Tôi vì sao lại nổi nóng như vậy, anh nói xem sao tôi lại nổi nóng, anh lần này đã hại tôi thảm thiết rồi, anh có biết không, khi tổ chức họp thì gương mặt đồ phấn đấu căn bản là trắng như tờ giấy. Vưu Kim đỉnh vỗ lên bàn thật mạnh rồi lớn tiếng nói: Anh có biết lúc này đồ phấn đấu sắp tiến lên thường ủy tỉnh ủy rồi hay không? Hiện tại lại xảy ra chuyện lớn, anh nói xem anh ấy còn có thể là thường ủy tỉnh ủy nữa không? Anh có biết không? Đồ phấn đấu vì vị trí thường ủy tỉnh ủy kia mà mất bao nhiêu khí lực? Anh có biết trở thành thường ủy tỉnh ủy là ước vọng bao nhiêu năm của đồ phấn đấu hay không? Vưu Kim đỉnh giống như còn chưa phát tiết được cơn giận của mình hắn dùng sức nhất chiếc ghế gỗ lim trước mặt lỗ đỉnh thành lên ném xuống đất. Những dụng cụ gỗ trong phòng của lỗ đỉnh thành đều được làm từ gỗ tốt, trước nay lão đều rất quý chúng. Lão nhìn chiếc ghế giá hơn hai chục ngàn bị đánh gãy dưới đất, thế là không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiền không phải là vấn đề, chủ yếu là sau này muốn siêu tập được một chiếc ghế như vậy cũng không dễ dàng gì. Nếu như người khác đập vỡ đồ đạc của hắn, như vậy lỗ đỉnh thành hắn nhất định sẽ không thèm khách khí nhưng bây giờ người ra tay là vưu kim đỉnh cho nên hắn dù có tức giận cũng chỉ chịu đựng mà thôi sau khi để cho vưu kim đỉnh phát thiết xong lúc này lỗ đỉnh thành mới nói chủ tịch vưu tôi biết rõ chuyện này là tôi làm không tốt gây phiền toái cho anh mời anh ngồi xuống nóng này cũng không giải quyết được vấn đề vưu kim đỉnh có thể đi đến ngày hôm nay cũng không phải là người thường sau khi phát tiết một chập, hắn căn bản đã phát ra tất cả bực bội của mình, cũng dần bình tĩnh lại. Hắn ngồi xuống ghế nhìn thoáng qua lỗ đỉnh thành, sau đó mới nói, giám đốc lỗ, vừa rồi tôi có chút thất thố, nhưng anh cũng nên biết tình huống vừa rồi của tôi là như thế nào. Tôi vừa rồi bị hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ mắng phủ đầu như cháu nội, bọn họ mắng tôi mà không dám cãi lại. Nếu không phải bây giờ chưa đến mức không thể cứu vãn được, tôi cảm thấy bọn họ sẽ ăn tôi nuốt sống tôi mất. Lỗ Đình Thành rót cho Vưu Kim đỉnh một ly trà, sau đó mới cười ha hả an ủi, Chủ tịch Vưu, ngài cứ yên tâm, sự việc còn chưa đến tình trạng kia. Ha ha, chuyện này là tôi làm không tốt, tôi có sơ sẩy, cần bồi thường bao nhiêu thì tập đoàn Đỉnh Duyệt sẽ bỏ ra, chúng tôi sẽ xử lý tốt, ngài yên tâm, chuyện này sẽ không liên lụy đến ngài. Thật sự không liên lụy đến tôi sao? Vưu Kim đỉnh nghĩ đến chữ ký và chỉ thị của mình, hắn không khỏi có chút vội vàng nôn nóng, rõ ràng hắn cực kỳ coi trọng câu nói kia của Lỗ Đỉnh Thành. Chương 1774, chết kín miệng. Lỗ Đỉnh Thành thấy Vưu Kim đỉnh nôn nóng như vậy thì không khỏi cảm thấy xem thường người đồng bạn hợp tác với mình này, nhưng hắn xem thường người ta cũng không thể đắc tội, dù sao thì người này còn nhiều tác dụng. Tất nhiên là không liên lụy đến ngài, ngài nghĩ lại mà xem ngài chỉ là người lãnh đạo các hạng mục, ngài có thể kiểm chứng được chất lượng của nó sao? là ngài sao? lỗ đỉnh thành giống như một người anh tri âm, lão mỉm cười nói. vưu kim đỉnh lúc này cũng không còn được tỉnh táo như trước, hắn nói theo bản năng, đúng vậy, tôi cũng không phải là người điều tra chất lượng công trình, đừng nói là một khu chung cư, dù là một gian phòng nhỏ thì tôi cũng không biết chất lượng của nó như thế nào. như vậy thì đúng rồi, hơn nữa công trình được khoán trắng phương diện kiểm tra giám sát đều có ban ngành tương quan, ngài chỉ là lãnh đạo, ngài quản những phương diện này sao? Vưu Kim Đình nhìn gương mặt tươi cười của lỗ đỉnh thành, hắn giống như bắt được hy vọng cuối cùng, hắn hầu như dùng giọng cực kỳ nôn nóng nói, tôi căn bản cho ra những chỉ thị với sự kiện này, thế nên cuối cùng xử lý thế nào thì tôi cũng không biết. Chủ tịch Vưu, ngài là người phụ trách chủ yếu của thành phố Linh Long ở phương diện xây dựng đô thị, ngài có nhiều công tác, dù sao thì nơi này có nhiều công trường, ngài nói xem có phải là ngài phải đến xem xét từng nơi hay không. Lỗ đỉnh thành nói mà càng thêm xem thường vưu kim đỉnh, nhưng nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. Vưu kim đỉnh đã hiểu tất cả tính toán của lỗ đỉnh thành, hắn nở nụ cười nói, tuy tôi rất muốn làm như vậy nhưng năng lực có hạn, anh cũng biết rồi đấy, sức khỏe của tôi cũng không còn tốt, không còn là cán bộ thanh niên. Ha ha ha, chủ tịch vưu, anh nói vậy người khác tin nhưng tôi căn bản là không tin tinh lực của anh cũng không phải là người thường có thể so sánh được lỗ đỉnh thành nói đến đây thì trên mặt treo nụ cười mà bất kỳ người đàn ông nào trên đời cũng hiểu được nếu là trước kia thì vưu kim đỉnh nhất định sẽ trêu chọc vài câu với nụ cười này của lỗ đỉnh thành thế nhưng bây giờ hắn không có tâm tình như vậy hắn miễn cưỡng nở nụ cười với đối phương anh lỗ của tôi ơi đến lúc nào rồi mà anh còn nói như vậy hi hi. Bình pháp không phải dạy chúng ta cần phải bảo trì sự bình thản sao. Càng vào lúc này thì chúng ta càng bình thản mới được. Lỗ Đình Thành nói đến đây thì cười nói, bí thư đồ có lẽ không thể tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy được nữa, tuy đáng tiếc nhưng có liên quan gì đến ngài. Ngài nói xem có đúng không? Vưu Kim Đỉnh khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói ra những lo lắng của mình, anh Lỗ, sự việc khác thì dễ nói, thế nhưng có một chuyện phiền toái anh cũng biết vì chuyện này mà tôi nhiều lần cho ra sắp xếp, nếu có người cắn tôi, lúc đó tôi cũng khó thoát tội. Ngài cứ yên tâm, những người nên hy sinh thì tôi sẽ làm tốt công tác với gia đình bọn họ, nên cho ra bao nhiêu tiền thì tập đoàn đỉnh duyệt chúng tôi cũng không tiếc, hơn nữa còn là gấp đôi. Ngài yên tâm, sẽ có những người phải gánh vác chuyện này. Lỗ Đỉnh Thành nói rất tự tin, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tâm tình của Vưu Kim Đỉnh thả lỏng xuống một chút, hắn lấy thuốc ra châm một điếu, sau đó mới trầm giọng nói, anh lỗ, có những lời này của anh thì tôi cũng yên tâm hơn, nhưng tôi đang lo lắng người ta sẽ níu lấy không tha, căn bản rất phiền toái. Lỗ Đỉnh Thành lúc này càng có thêm vài phần khinh bỉ Vưu Kim Đỉnh, thầm nghĩ người này không có khả năng đảm đương, nếu như ai đi theo thì sẽ không bị hại sao. Vưu Kim Đỉnh luôn chú ý đến vẻ mặt của Lỗ Đỉnh Thành, khi hắn thấy lỗ đỉnh thành không nói lời nào hắn cho rằng lỗ đỉnh thành có ý nghĩ ném xe bảo vệ tướng hay không nếu như vậy thì hắn thật sự phiền toái anh lỗ lần này công ty của anh liên hợp khai phá khu vực thôn trương trang nếu như chúng ta không cho ra biện pháp nào hay để đối phó như vậy chỉ sợ tập đoàn đỉnh duyệt lỗ đỉnh thành không khỏi nhíu mày lão tuy không muốn nhưng nếu như chuyện này bị người ta nắm chặt không tha chỉ sợ những thủ đoạn của hắn sẽ không có nhiều tác dụng người có khả năng nắm bắt không bỏ qua chính là Vương Tử Quân. Chủ tịch Vưu, tôi biết ngài lo lắng đến ai, nhưng ngài cứ yên tâm, ngay sau đó vị chủ tịch Vương kia sẽ không còn tâm tư để quan tâm đến tôi. Lỗ Đỉnh Thành nói rồi lấy ra một tấm hình từ bên dưới hộp bàn công tác nói, anh xem, người trên ảnh này là ai. Vưu Kim Đỉnh nhìn kỹ tấm ảnh, hắn chợt có chút kinh hoàng, thế nhưng sau đó nở nụ cười, cái này từ đâu ra? Hi hi, anh cũng đừng quản chuyện này anh cảm thấy tấm hình này có lực sát thương ra sao lỗ đỉnh thành nhìn vưu kim đỉnh rồi cười ha hả hỏi vưu kim đỉnh trầm ngâm dây lát rồi lắc đầu vấn đề tác phong cuộc sống cũng không đủ để nắm bắt anh ta hơn nữa đây chỉ là một động tác ôm cũng không thể nói là anh ta có vấn đề gì được hi hi tôi cũng không nói dựa vào tấm hình này có thể làm gì được anh ta tôi cần chính là làm cho anh ta gặp phải phiền toái làm cho anh ta sứt đầu mẻ chán, đến khi đó cũng không còn thời gian quan tâm đến chuyện của tôi. Lỗ Đình Thành nói rồi trong mắt lóe lên cái nhìn độc ác. Vưu Kim Đình nhìn ánh mắt của Lỗ Đình Thành, hắn không khỏi thầm nghĩ sau này mình liên hệ với đối phương nên cẩn thận, nếu không sẽ bị người ta hại chết không có chỗ chôn. Đừng ép người này, vì đến khi đó chuyện gì cũng có thể làm được. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Lỗ Đình Thành cầm điện thoại lên, sau đó alo hai tiếng cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt lão nói một câu biết rồi sau đó cúp điện thoại thật đáng tiếc cho cát quang quế khi vưu kim đỉnh đang do dự hỏi lỗ đỉnh thành xem có chuyện gì xảy ra hay không lúc này lỗ đỉnh thành chợt nói vưu kim đỉnh cũng không xa lạ gì cát quang quế trong miệng của lỗ đỉnh thành vì hắn là phó chủ tịch thành phố chủ quản công tác xây dựng hắn sao không biết đến những người phụ trách của mình Bây giờ cát quang quế đã chết, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, da đầu run lên. Vưu Kim Đỉnh biết rõ cát quang quế là người thế nào, căn bản là một người cực kỳ lạc quan, năm xưa từng chịu nhiều khổ nạn, nhưng bây giờ sao lại nhảy lầu. Khi Vưu Kim Đỉnh có chút không thể tin thì điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại, nghe máy rồi nghe thấy bên kia vang lên giọng nói của vị phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố thường theo sát bên mình, chủ tịch Vưu, cát quang quế nhảy lầu rồi. Tình hình thế nào, Vưu Kim Đình tuy đã biết kết quả nhưng vẫn không thể không trầm giọng nói. Rơi từ tên cao 80 mét xuống đất, còn như thế nào nữa? Chỉ có thể xử lý hậu sự mà thôi. Sau khi phó thư ký trưởng bên kia nói xong thì lên tiếng, vừa rồi văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, Nói là mời ngài đi qua, Bí thư Đồ sẽ tổ chức hội nghị thường ủy khẩn cấp. Chương 1775, một ngửa mặt không thẹn với trời, cú đầu không hổ với đất. Nuôi mèo nhưng không bắt được chuột, như vậy anh còn được sử dụng nữa sao? Làm một bí thư thị ủy, những chuyện thế này lại hiện ra trước mặt anh ta, tôi cũng không biết anh ta công tác như thế nào. Miêu Dược Hổ cả ngày đang làm gì? Ngay cả chất lượng công trình cũng không xem xét được đây là loại người mang mệnh quan của mình ra làm trò đùa sao đúng là không ra gì sầm vật cương cầm vào văn kiên trên tay rồi nổi giận trong phòng làm việc của mình sầm vật cương nổi giận làm cho thư ký đứng bên cạnh không biết làm sao cho phải chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn phương anh hồ phương anh hồ cũng không lên tiếng chỉ thành thật đứng nơi đó hắn tin tưởng sau khi nổi nóng xong thì sầm vật cương có thể khôi phục lại bình sinh Quả nhiên sau khi sầm vật cương nổi nóng xong thì trầm giọng nói với Phương Anh Hồ, anh để cho Bí Thư Khang đến gặp tôi, nhất định phải điều tra đến cùng ở sự kiện ở thành phố Linh Long, dù liên lụy đến bất kỳ ai trong số hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ thì cũng không thể tha thứ. Bí Thư, chuyện này liên quan đến phương diện giám sát bất lực của đồ phấn đấu và miêu dược hổ, thế nhưng tôi hiểu hai đồng chí này tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện phát rồ. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta nên tin tưởng những vị đồng chí chịu trách nhiệm chủ yếu ở phía thành phố Linh Long. Phương Anh Hồ trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói. Sầm vật cương không nói gì, chỉ ngồi nặng nề lên chiếc ghế của mình, sau đó lắc đầu dùng giọng trầm trầm nói, chuyện lớn như thế này mà quần chúng không có phản ứng, đám người bọn họ lại không biết, nếu như nói ra thì có ai tin. Phương Anh Hồ do dự dây lát rồi nói tiếp, bí thư sầm, chuyện này đã phát sinh, tôi cho rằng ngoài phương diện truy cứu trách nhiệm, chúng ta cũng không thể để cho những người có mưu đồ xấu thực hiện được ý nghĩ của mình. Không, anh nói sai rồi, chuyện này mặc kệ là xuất hiện từ mục đích gì, sầm vật cương tôi cũng phải cảm ơn người ta. Anh ấy có thể điều tra ra sự việc này, rõ ràng là làm ra một chuyện tốt cho quần chúng. Tôi là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, tôi ngửa mặt không hổ với trời, cúi đầu không thẹn với đất, nếu không được như vậy thì tôi căn bản là phụ lòng vài chục triệu người ở tinh mật đông sầm vật cương nhìn thoáng qua phương anh hồ thái độ hầu như là chém đinh chặt sắt phương anh hồ cảm thấy nóng mặt thầm mắng mình thật sự không có ánh mắt lại nói ra vấn đề này tuy đó là những lời nói có ý nghĩ suy xét lâu dài cho đồ phấn đấu thế nhưng cũng là kế để sầm vật cương có thể tiếp tục khống chế mật đông chẳng qua bí thư sầm bây giờ đang nổi nóng căn bản không hiểu ý nghĩ tốt của hắn hơn nữa dựa theo tính cách của Bí thư Sầm, cũng không bao giờ làm ra những chuyện gây nguy hại đến quần chúng nhân dân. Khi Phương Anh Hồ đang thăm dò ý nghĩ của Sầm Vật Cương, lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói, chuyện này để cho Khang Tác Chính thoải mái đi điều tra, trước tiên tôi cũng xin tỏ thái độ, dù sự việc liên quan đến ai, chỉ cần điều tra có được chứng cứ để chứng minh có liên quan, nhất định phải nghiêm trị không tha. Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng, sau đó mới nói, Bí thư Sầm về phương diện hội nghị xây dựng đô thị của Chủ tịch Vương ở thành phố Linh Long thì phía phòng tuyên truyền có gọi điện thoại đến hỏi xem ngài có chỉ thị gì không. Sầm Vật Cương chợt trầm mặc, điều này làm cho bầu không khí trong phòng cực kỳ bị đè nén. Sau khi đi lại vài vòng trong phòng, Sầm Vật Cương mới lên tiếng dặn dò, chuyện này không thể lảng tránh, tôi cũng không có chỉ thị gì, cứ để cho phòng tuyên truyền đưa tin cực kỳ cầu thị là được. Nếu nói như vậy chỉ sợ chuyện của đồ phấn đấu sẽ Phương Anh Hồ nói nửa lời mà không nói gì thêm, hắn tin tưởng chỉ cần nhắc nhở như vậy thì bí thư đã hiểu rồi. Sầm vật cương nghĩ đến phương diện mình khổ sở giúp đồ phấn đấu tranh thủ được cơ hội này, thế nhưng tất cả lại trở về con số không, lão không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ thất bại. Đối với đồ phấn đấu thì vượt qua một cấp căn bản không chỉ là có ý nghĩa cực kỳ lớn với người có khát vọng chính trị, hơn nữa còn là kết quả của mưu tính sâu xa trong lòng sầm vật cương. Thế nhưng sự việc phát triển đến mức này, Sầm Vật Cương có thể làm gì được nữa? Còn nói cái gì được nữa? Lão không thể đẩy những cán bộ như vậy đi lên khi có vấn đề được. Cơ chế sử dụng cán bộ của Đảng xưa nay đều có quy củ, nếu như không làm tốt công tác của mình thì đừng nói đến những thứ khác làm gì. Sầm Vật Cương tuy nói bằng giọng điệu lạnh như băng, thế nhưng sau khi nghe vào tai Phương Anh Hồ thì lại có một tư vị khác thường. Hắn đi theo bí thư Sầm thời gian dài, hắn biết rõ bí thư là một người cực kỳ kiêu ngạo, chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho bí thư cực kỳ bất đắc dĩ. Phương Anh Hồ rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương mà cảm thấy mặt mình nóng lên. Hắn lạnh lùng không quan tâm đến những nhân viên công tác chào hỏi mình, điều này làm cho một số người có ý nghĩ tiếp cận trò chuyện phải lui ra sau. Phương Anh Hồ quay về phòng làm việc của mình chưa được vài phút thì có tiếng gõ cửa, hắn bây giờ cần sự yên tĩnh thế nên rất mất kiên nhẫn, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, vào đi. Người đi vào làm cho Phương Anh Hồ dù có nổi giận cũng khó thể làm gì hơn được. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của cố tắc viêm, thế là không khỏi đứng lên nói, chủ tịch cố, ngài sao lại tự mình đến đây. Hi hi, tôi đến báo cáo công tác với thư ký trưởng, không phải có việc sao. Cố tắc viêm ngồi xuống trước mặt Phương Anh Hồ rồi cười ha hả nói. Phương Anh Hồ vừa rót trà cho cố tắc viêm vừa cười nói, chủ tịch cố phê bình làm tôi xấu hổ vô cùng, sau này nếu có thời gian tôi nhất định sẽ đến báo cáo công tác với chủ tịch ngài. Cố tắc viêm tiếp nhận ly trà uống một ngụm rồi cười nói, anh Phương, hai người chúng ta cũng không phải người ngoài, cũng đừng khách sáo như vậy. Nếu như anh nói như vậy, anh không cảm thấy có vấn đề, thế nhưng tôi lại thấy có vấn đề. Phương Anh Hồ cười hì hì, hắn lấy ra một gói thuốc trong hộp bàn công tác rồi nói, Chủ tịch cố, đây là thuốc tôi mua được từ tỉnh hàng xóm khi cùng đi công tác với bí thư sầm, tuy không phải đắt giá nhưng có hương vị khá đặc biệt. Cô tác viêm nhận thuốc châm lửa rồi hít vào một hơi, sau đó cười nói, rất đậm, nhưng tôi thích hương vị này. Hôm nay có phải bí thư sầm nổi nóng hay không? Cô tác viêm mặc dù hỏi thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý nghĩa khẳng định cảm giác này làm cho Phương Anh Hồ căn bản không thoải mái. Dù thế nào thì hắn cũng là thư ký trưởng phục vụ cho bí thư sầm, nhiệm vụ của hắn là làm cho ông chủ của mình vui vẻ. Sau khi nghe cố tác viêm nói như vậy, không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác như người này đang dùng ánh mắt hả hê nhìn mình. Dù Phương Anh Hồ có chút bực bội thế nhưng vẫn dùng giọng chi tiết đáp, bí thư sầm thật sự rất mất hứng. Thủ đoạn của người kia thật sự quá mức, có lẽ anh ta đã sớm biết có vấn đề tồn tại trong công tác xây dựng đô thị của thành phố Linh Long, thế nhưng anh ta cực kỳ có tài khống chế, mãi đến khi bí thư sầm đẩy đồ phấn đấu tiến vào hàng ngũ thường ủy tỉnh ủy mới ra tay hung hăng như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Đây gọi là cực kỳ có tài khống chế, người này căn bản là mưu đồ âm hiểm. Cô tắc phim gạt tàn thuốc rồi mở miệng bình luận, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu chương 1775, 2, ngửa mặt không thẹn với trời, cú đầu không hổ với đất. Phương Anh Hồ tuy biểu hiện thì gật đầu thế nhưng trong lòng cảm thấy câu nói và ý nghĩ của cố tắc viêm quá cực đoan. Chuyện này hắn hiểu rất rõ, trước đó vương tử quân phái người đến kiểm tra tình huống xây dựng ở thôn Trương Trang thành phố Linh Long, thế nhưng khi đó lại không điều tra ra vấn đề, hơn nữa hội nghị xây dựng đô thị đã được quyết định sẽ tổ chức ở thành phố Linh Long hơn một tháng trước. Phương Anh Hồ ngẩng đầu nhìn cố tắc viêm, hắn phát hiện vẻ mặt của cố tắc viêm càng khốn khổ khó chịu hơn trước kia. Hắn không khỏi nghĩ đến bộ dạng cực kỳ đắc ý của cố tắc viêm trong thời gian nửa năm trước, thế là không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình. Trước kia vào thời của đường Trấn Huy, tuy cố tắc viêm vẫn chỉ là phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng lời nói có uy thế vượt qua cả chủ tịch tỉnh là đường Trấn Huy. Nhưng bây giờ thì sao? Tuy hắn vẫn là phó chủ tịch thường ủy tỉnh, thế nhưng thực tế là không có chút áp chế vương tử quân. Đừng nói đến phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Trương. Cho dù là chủ tịch trương bản tiến của mặt trận tổ quốc tỉnh cũng có khí thế ép lên đỉnh đầu cố tắc viêm. Lúc này cố tắc viêm căn bản không còn gì ở ủy ban nhân dân tỉnh, dưới tình huống này nói ra vài lời bực tức cũng không có gì là khó hiểu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Phương Anh Hồ cầm điện thoại, chợt nghe bên kia có người nói thư ký trưởng vừa rồi phía thành phố linh long có chuyển đến một tin tức nói là một vị cán bộ phụ trách giám sát chất lượng công trình ở thành phố linh long đã tự sát bí thư sầm mời ngài đi sang một chút phương anh hồ ư ừ một tiếng sau đó đặt điện thoại xuống hắn cũng không nói lời nào sau khi đi được hai bước mới nói với cố tắc viêm người chủ quản công tác giám sát chất lượng công trình ở thành phố linh long đã tự sát cố tắc viêm không khỏi sướng sờ sau đó nói xem ra chuyện này không đơn giản phương anh hồ khẽ gật đầu sau đó hướng ra cửa nói bí thư sầm nói tôi đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến chủ tịch cố ngài có cùng đi qua không nếu như là người khác thì phương anh hồ căn bản không mời như vậy nhưng cố tác viêm không phải là người thường người này luôn theo sát tiến độ của bí thư sầm cho dù cùng hắn đi qua thì bí thư sầm cũng sẽ không mất hứng phương anh hồ rất tình nguyện mời cố tác viêm vào lúc này Cô tác phiêm khẽ gật đầu, hắn cùng Phương Anh Hồ dảo bước đi về phía phòng làm việc của sầm vật cương. Khi bọn họ đi vào trong phòng làm việc của sầm vật cương, lúc này bí thư khang tác chính của Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng đã có mặt ở bên trong. Khi thấy hai người Phương Anh Hồ và cố tác phiêm đi vào, sầm vật cương khoát tay áo rồi nói với khang tác chính, bí thư khang, anh nói đi. Bí thư sầm, sự việc này xảy ra căn bản làm rối loạn tất cả bố trí của chúng tôi sau khi sự việc phát sinh thì chúng tôi đã thông báo cho phía ủy ban kỷ luật thành phố Linh Long nhanh chóng hành động, thế nhưng lại chậm một bước. Khang tác chính tỏ ra tiếc nuối nói, nếu như chuyện này sớm được cho ra chỉ thị, như vậy sẽ không bị động như lúc này. Sầm vật cương không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn khang Tắc chính. Phương Anh Hồ và cố tác viêm hiểu khang tác chính vừa rồi nói đến ai, thế nhưng sầm vật cương còn chưa mở miệng, hai người bọn họ chỉ giấu ý nghĩ trong lòng mình mà thôi. Không nên nói những lời không có ý nghĩa, sự việc phát triển đến mức này, ủy ban kỷ luật các anh chuẩn bị làm gì?" Sầm Vật Cương trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói với Khang Tác Chính. Khang Tác Chính dùng giọng không chút do dự nói, "Bí thư Sầm, đối với chuyện này thì chúng tôi đã lập chuyên án, sẽ chia làm hai hướng tiếp cận sự việc, một nhằm vào điều tra những xí nghiệp có liên quan, hai là nhằm vào các ban ngành giám sát của thành phố Linh Long. Tất cả nằm trong phạm vi quyền hạn của anh." do các anh làm chủ, tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là các anh nên nhanh chóng điều tra cho rõ ràng, đem những người có liên quan ra ngoài công lý. Khang tác chính khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua phương anh hồ và cố tắc viêm, sau đó trầm giọng nói, bí thư sầm, chỗ tôi có nhận được một tình huống cần thông báo với ngài. Sầm vật cương có chút sững sốt, sau đó trầm ngâm dây lát rồi nói, được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện. Khi khang tác chính và sầm vật cương đi vào trong phòng xếp, cố tác viêm và Phương Anh Hồ không cô hia đưa mắt nhìn nhau. Phương Anh Hồ không nói gì còn cố tác viêm thì cười nhạo nói, bí thư khang này không biết có được tin tức gì mà thần bí như vậy, giống như sợ chúng ta biết được vậy. Bọn họ có kỷ luật công tác của mình, cũng không trách móc gì được. Phương Anh Hồ tuy có chút bực mình nhưng suy nghĩ dây lát thì vẫn dùng giọng hời hợt nói. Sầm vật cương nhìn tấm ảnh trong tay, Lão nhíu mày. Người đàn ông trong tấm hình căn bản không có gì che giấu, nhìn qua là biết Vương Tử Quân, còn người phụ nữ bên cạnh vì bị nửa mái tóc che đi gương mặt, thế nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Điều quan trọng là người phụ nữ kia lại đang nhào vào trong lòng Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương đã nhìn vào tấm hình một lúc, Khang Tắc chính đứng đối diện, bầu không khí căn bản có chút ngưng trệ. Tấm hình này nói rõ điều gì? Anh cho tôi xem là có ý gì? Sầm Vật Cương nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Khang Tác Chính rồi dùng giọng lạnh nhạt nói. Khang Tác Chính trầm ngâm dây lát rồi nói, "Bí thư Tiết, rõ ràng tấm hình này nói chủ tịch Vương có quan hệ không tầm thường với người phụ nữ này, rất không bình thường." Sầm Vật Cương nhìn gương mặt của Khang Tác Chính rồi trầm ngâm dây lát, sau đó nói, "Tác Chính, một tấm hình không nói rõ vấn đề, hơn nữa nguồn phát ra tấm hình này là từ đâu? Con đường nào?" ủy ban kỷ luật các anh phá án chú ý đến phương diện có chứng cứ rõ ràng không phải không có lửa thì có khói lại càng không cho ra những lời ngờ vực vô cớ tôi tin phương diện làm người của chủ tịch vương cũng không dễ tin những trò này khang tắc chính khẽ gật đầu hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói bí thư sầm tấm hình này là chúng tôi vừa có được nếu như không quan tâm đến sự kiện này chỉ sợ sẽ sinh ra những không tốt sầm vật gương đứng lên sau khi đi qua đi lại vài bước thì mới nói với khang tắc chính theo ý của anh thì chuyện này nên xử lý thế nào có nên điều tra tình huống của chủ tịch vương hay không khang tắc chính nói có ý thử sầm vật cương anh xác định tấm hình này không phải là ảnh ghép sao sầm vật cương cầm tấm hình trong tay lên hỏi đây cũng không phải là lần đầu tiên lão hỏi điều này vừa rồi lão đã từng hỏi câu nói này bí thư sầm Vấn đề này tôi không những cho phòng kỹ thuật xem xét nhiều lần, còn yêu cầu lãnh đạo thượng cấp xem xét, có thể khẳng định nó không phải là ảnh ghép." Sầm Vật gương nhìn gương mặt cực kỳ khẳng định của Khang Tác Chính, lão do dự dây lát rồi nói, "Thế này đi, các anh tìm hiểu tình huống kỹ càng rồi nói sau." Khang Tác Chính nhìn gương mặt nghiêm cẩn của Sầm Vật gương, cũng không nói gì thêm. Hai người trầm ngâm dây lát, sau đó Sầm Vật gương đứng lên, lúc này Khang Tác Chính chợt trầm giọng nói, Bí thư sầm, cô gái này chỉ để lộ ra nửa gương mặt, thế nên chúng tôi khó thể nào tìm ra cô gái này được. Sầm vật gương nhìn khang tác chính rồi đi ra khỏi phòng xếp. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 150.